Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 701, hắc hóa trạng thái Diệp Thần Phong. 3. Quý lão đầu. Trấn Thiên Môn tu luyện trường thượng Quý Đỉnh Thiên cùng Tôn Bác Dịch chúng nhân, bọn họ khi nhìn đến Quý Thuận Đức bị Đỗ Phúc uy sát sau đó, cổ họng trong sôi nổi thất thanh gọi hô lên, nguyên bản tại bọn họ cho rằng trận đại chiến này, ba đại môn phái là tất nhiên muốn toàn quân bị diệt. Ai biết đạo Đỗ Phúc Huy vậy mà sử dụng quỷ dị như vậy bí thuật, tướng thực lực ngạnh sinh sinh đề cao một tầng thứ. Trốn tại Trấn Thiên Môn chu vi quan sát những môn phái khác chung người, bọn họ khi nhìn đến Đỗ Phúc Huy trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, còn tướng Quý Thuận Đức dễ dàng cấp giết chết, trận đại chiến này theo bọn họ thật đúng là biến đổi bất ngờ. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn tất nhiên sẽ diệt vong, sau lại Diệp Thần Phong mang theo phong vệ đội đến đây nghịch tập. Bọn họ lại cho rằng ba đại môn phái muốn toàn quân bị diệt, mà cho tới bây giờ Đỗ Phúc Huy lại quỷ dị tăng lên thực lực. Thắng lợi nữ thần dường như lại từ từ thiên hướng ba đại môn phái bên này. Trận này huyết chiến là nên kết thúc, Trấn Thiên Môn tiểu tử kia thực lực chỉ có thể cùng tiên thiên trung kỳ cao thủ sánh ngang, hiện tại Đỗ Phúc Huy thực lực nên là đến tiên thiên đỉnh phong, Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn không có nghịch chuyển cơ hội. Trận này huyết chiến muốn dùng lưỡng bại câu thương thu tràng. Ta có thể biết được Đỗ Phúc Huy thi triển loại bí thuật này, một ngày đằng bí thuật hiệu quả mất đi sau đó, Đỗ Phúc Huy chỉ sợ cũng không sống nổi. Tại Quý Thuận Đức bị Đỗ Phúc Huy giết chết trong nháy mắt, Trấn Thiên Môn chu vi những môn phái khác người lại bắt đầu nghị luận, đồng thời nguyên bản không khí trầm lặng đợi tử vong ba đại môn phái đệ tử. Bọn họ khi nhìn đến Đỗ Phúc Huy thể hiện rồi thần thông sau đó, bọn họ tinh thần lần nữa khôi phục lại, nhất là Thanh Vân Môn cùng Thiên Cơ Môn người. Bọn họ trong lòng còn là hy vọng ba đại môn phái có thể thắng hôm nay trận này huyết chiến, dù sao bọn họ hiện tại toàn bộ đứng ở ba đại môn phái trận doanh chi chung. Ngồi ở xe lăn Huyền Thiên Môn trưởng môn Trung Thiên Trì, hắn đảo tại một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ dưới sự bảo vệ, hiện tại đều không có bị giết chết, hắn trơ mắt nhìn đến gia gia của mình Trung Vĩnh Minh Tử, nguyên bản có gia gia hắn cái này tiên thiên trung kỳ cao thủ. Hơn nữa hắn sau đó nếu như thực lực có thể gia tốc đề thăng, Huyền Thiên Môn hay là vẫn có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn xâm nhập thế lực cao cấp phạm vi chung, có thể đây hết thảy toàn bộ bị Diệp Thần Phong tên tiểu xúc sinh này cấp hủy diệt. Trung Thiên chỉ nhìn đến Đỗ Phúc Huy đúng Diệp Thần Phong triển khai công kích sau đó, hắn cổ họng trong lớn tiếng quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu xúc sinh, cho dù ngươi thực lực cường hãn, cho dù ngươi có cường đại quân cứu viện. Ngày hôm nay cũng tất nhiên là tử kỳ của ngươi, ta muốn đem ngươi thịt, đem ngươi tâm. Đem người gan, đem người phế, toàn bộ đun sôi ăn. Trung Thiên chỉ là hoàn toàn lâm vào một loại cực độ biến thái trong trạng thái. Đỗ Phúc Huy thân ảnh cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần. Trên thân thể bạo phát ra tiên thiên đỉnh phong cực hạn lực lượng, có thể Diệp Thần Phong lại trực lăng lăng cứng ngắc tại chỗ, mặt thượng nguyên bản lạnh giá biểu tình bắt đầu tiêu thất, phảng phất là biến thành một chén nước sôi, từ trên mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng tới. Tại vừa rồi Diệp Thần Phong bên trong đan điền đoàn hắc sắc thể khí, hướng hắn toàn thân cao thấp lan tràn đi ra ngoài thời gian, hắn liền cả người thân thể trong nháy mắt mất đi chi giác. Bất quá, hắn thị giác tỉnh không có tiêu thất, mắt thấy Đỗ Phúc Huy cách hắn càng ngày càng gần, hắn trong lòng cũng càng nóng nảy, hắn vạn lần không ngờ tại khẩn cấp như vậy thời khắc, bên trong đan điền đoàn hắc sắc thể khí vậy mà nhượng thân thể hắn không có cách gì nhúc nhích. Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn chung bây giờ thực lực cao nhất là Tôn Bác Dịch, bất quá, vừa rồi Tôn Bác Dịch cũng bị thương không nhẹ. Dùng hắn bây giờ có thể lực căn bản đuổi không đến Diệp Thần Phong trước mặt, thế Diệp Thần Phong đỡ Đỗ Phúc Huy công kích. Nguyên bản song phương rơi vào hỗn chiến chung đệ đệ cũng sôi nổi dừng tay, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy trên người, bởi vì Diệp Thần Phong cùng Đỗ Phúc Huy mới là quyết định ngày hôm nay trận này huyết chiến. Đến cùng kia một mới có thể nhận được thắng lợi cuối cùng. Diệp Thiếu, phong vệ đội thành viên khi nhìn đến Đỗ Phúc Huy thân ảnh đã tới Diệp Thần Phong trước mặt, đồng thời vươn một bàn tay hướng Diệp Thần Phong trên ót vỗ xuống, nếu như bị một trưởng này vỗ trúng. Kết quả nhất định là óc văng khắp nơi, cho nên phong vệ đội thành viên nhìn không được miệng đồng thanh gào lên. Nguyên bản tại Trấn Thiên Môn trong đại điện Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, bọn họ khi nhìn đến con trai của mình có nguy hiểm tánh mạng, Tôn Mỹ Cầm liều lĩnh chạy ra khỏi trong đại điện. Hồ đạo, không nên thương tổn nhi tử của ta, không nên thương tổn nhi tử của ta.
Trong đại điện Tôn Hằng Phi vào giờ khắc này liền hô hấp đều ngừng lại rồi, song quyền nắm chăm chú, liền móng tay đều rơi vào trong lòng bàn tay, không ngừng có nhẹ nhẹ máu tươi từ trong lòng bàn tay tràn ra tới, thế nhưng hắn lại hồn nhiên không biết. Nguyên bản đúng lão đại của mình nhất hiên tâm Tần Nghị, trên mặt hắn cũng không tự chủ hiện lên lo lắng thần sắc, trong lòng kiên định thầm nghĩ, lão đại, người tuyệt đối vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích, người tuyệt đối vẫn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Một bên Hạ Tử Ninh đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, hàm răng chăm chú cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi thật muốn như thế đi? Ta chờ nhiều năm như vậy, tài chờ đến một cái có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện người, ngươi tuyệt đối không thể đủ tự chết như vậy a. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Phúc Huy bàn tay cách Diệp Thần Phong ót càng ngày càng gần, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ngoan lệ dáng tươi cười, chợt quát lên, tiểu súc sinh, ngươi cấp ta chết! Ngươi cấp ta chết. Tại khẩn trong lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong thân thể khôi phục năng lực hành động, thân thể cực vì nhanh chóng lệch thoáng cái, Đỗ Phúc Huy mạnh mẽ một chưởng không có vỗ trúng Diệp Thần Phong ót, mà là vỗ trúng Diệp Thần Phong bả vai trái. Răng rác, răng rác. Tinh mịn tiếng xương vỡ vụn vang vọng ở trong không khí, Diệp Thần Phong bả vai trái chỗ xương hoàn toàn nứt khai tới, cả điều cánh tay trái cúi đầu rũ xuống. Một trường không có tướng Diệp Thần Phong đập chết Đỗ Phúc Huy, cười nhạt quát dẹp đường, kéo dài hơi tàn, ta xem ngươi cái tiểu súc sinh vẫn có thể tránh thoát bao nhiêu lần. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể bị hắc sắc thể khí cấp tràn ngập đầy, không chỉ như vậy, hắc sắc thể khí còn đang chậm rãi từ Diệp Thần Phong ra trung thẩm thấu đi ra, chăm chú lượn lờ Diệp Thần Phong quanh thân, theo hắc sắc thể khí càng nồng nặc, Diệp Thần Phong cả người nhìn qua biến được quỷ dị không gì sánh được. Nhất là Diệp Thần Phong đôi mắt kia, phảng phất là không có sao trời cùng trăng sáng bầu trời đêm, ngoại trừ hắc sắc bên ngoài, những người nhìn không thấy nửa điểm cái khác nhan sắc. Bị thể chữ đậm nét thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn cảm giác thể nội 10 cấp trung kỳ linh hồn lực, hình như nước nóng thông thường sôi trào lên, trong nháy mắt vọt tới 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực, thậm chí là mơ hồ muốn đột phá 10 cấp linh hồn lực, bước vào vương cấp linh hồn lực cảm giác. Đồng dạng bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, hắn trong lòng còn bị sát niệm cấp lấp đầy, hắn hiện tại có loại muốn không ngừng sát nhân, khát vọng máu tươi cùng đẫm máu xung động, hắn không để ý đến xương vỡ vụn bả vai trái, mặt không thay đổi mặt thượng, khóe miệng hơi thượng di động, cái này đạo dáng tươi cười nhìn qua rất cứng ngắc, hình như là bị người ngạnh sinh sinh lôi kéo đi ra giống nhau. Chết, Diệp Thần Phong một đôi quỷ dị con người đen, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Đỗ Phúc Huy. Khẩu trung sống nguội hộc ra một chữ này. Cố lộng huyền hư, bởi Diệp Thần Phong linh hồn lực nội liếm, Đỗ Phúc Huy còn không có cảm thụ được thực lực đối phương thượng biến hóa. Đỗ Phúc Huy hai vai vi hơi trầm xuống một cái, tướng tốc độ dưới chân phát huy đến cực hạn, lúc này hắn là song quyền đồng phát, một quyền hướng Diệp Thần Phong đầu oanh khứ, một quyền hướng Diệp Thần Phong ngực oanh khứ. Tại Đỗ Phúc Huy tiến nhập Diệp Thần Phong một thước trong phạm vi, lượn lờ tại Diệp Thần Phong trên người hắc sắc thể khí trong giây lát bạo phát ra, tướng Đỗ Phúc Huy bao phủ tại trong đó, Đỗ Phúc Huy thân thể không tự chủ được run một cái, cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí hình như thoáng cái giảm 10 vài độ, hướng Diệp Thần Phong oanh khứ nắm tay hơi dừng lại một chút. Đương Đỗ Phúc Huy phản ứng qua đây, lần thứ hai muốn công kích thời gian, Diệp Thần Phong mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một đôi bị hắc sắc thể khí lượn lờ bàn tay, gắt gao giữ lại hắn cổ họng. Phanh, 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 phanh. Diệp Thần Phong không có cho nữa Đỗ Phúc Huy công kích cơ hội, tay phải hắn bàn tay trực tiếp thủ sẵn Đỗ Phúc Huy cái cổ, tướng Đỗ Phúc Huy cả người từ dưới đất đề lên, sau đó, không chút do dự đúng Đỗ Phúc Huy thân thể một cước đạp ra ngoài. Vừa mới bắt đầu Đỗ Phúc Huy còn muốn phản kháng, thế nhưng bị Diệp Thần Phong liên tiếp đạp ba chân sau đó, Đỗ Phúc Huy trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi tới. Sắc mặt biến được trắng bệch không gì sánh được, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị thương thế nghiêm trọng, có thể dùng Đỗ Phúc Huy không có cách gì để thăng khởi thể nội chân kinh lực, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong tàn phá thân thể hắn. Diệp Thần Phong nhìn đến máu tươi từ Đỗ Phúc Huy khẩu trung không ngừng phun ra ngoài, hắn một đôi hắc sắc trong con ngươi lóe lên một vòng quỷ dị hắc sắc quang mang, khóe miệng cứng ngắc dáng tươi cười cũng càng tới càng thịnh vượng. Chương 702, máu chảy thành sông, kết thúc. Cực đại trấn thiên môn tu luyện trường thượng lần thứ hai yên tĩnh lại,
ai cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong trên người đột nhiên hội sản sinh quỷ dị như vậy biến hóa, nguyên bản lợi dụng bí thuật đột phá đến tiên thiên đỉnh phong Đỗ Phúc Huy, có thể tướng Diệp Thần Phong dễ dàng giết chết, có thể lúc này lại là Diệp Thần Phong hữu tay cầm Đỗ Phúc Huy cái cổ, chân phải không ngừng đá vào Đỗ Phúc Huy trên người. Như vậy một cước lại một cước, cũng không biết là đạp nhiều ít hạ. Đỗ Phúc Huy thân thể biến được nhuyễn nằm úp sấp, thể nội các loại khí quan cùng xương toàn bộ bị Diệp Thần Phong đá nát, hai con ngươi chung sinh cơ đang chậm rãi nhạt đi, lỗ mũi và trong miệng hô hấp cũng càng ngày càng chậm. Đỗ Phúc Huy chật vật nâng lên đầy máu tươi tay phải, khẩu chung nói rằng, Diệp, Diệp. Liền tên Diệp Thần Phong đều còn chưa nói hết cả, Đỗ Phúc Huy đưa lên đến giữa không chung tay trong nháy mắt rũ xuống, một đôi mắt là trừng to đại, rõ ràng một bộ chết không nhắm mắt hình dạng. Bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong, tay phải thủ sẵn Đỗ Phúc Huy cái cổ, tướng Đỗ Phúc Huy thân thể chợt ném hướng giữa không chung, tiếp theo. Bàng bạc linh hồn lực từ Diệp Thần Phong thể nội thấu bắn mà ra, hướng giữa không trung Đỗ Phúc Huy thi thể cấp tốc lan tràn mà đi. Phanh! Một tiếng. Giữa không trung Đỗ Phúc Huy thi thể bỗng nhiên bạo liệt ra, các loại nội tạng, các loại xương, các loại khí quan, đều tại thi thể bạo liệt trong nháy mắt hóa thành máu loáng, từ giữa không trung sái hướng chấn thiên môn tu luyện trường. Diệp Thần Phong quỷ dị hắc đồng nhìn chiếu nghiêng xuống khắp bầu trời huyết vũ. Hắn không tự chủ hít một hơi thật sâu, hắn thích vô cùng cái này loại trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, điều này làm cho hắn trong lòng tâm tình càng tới càng hưng phấn, tim đập tần suất cũng tăng nhanh không ít, lượn lờ tại thân thể bốn phía hắc sắc thể khí càng nồng nặc một ít. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong đã là không cách nào khống chế ở trong cơ thể khát vọng máu tươi niệm tưởng, hắn dường như cảm giác mình cũng là bởi vì giết chóc, bởi vì máu tươi mà ra đời. Quỷ dị hắc đồng nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở xe lăn Trung Thiên Trì, tại vài cái trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Thiên Trì trước mặt. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình Diệp Thần Phong. Trung Thiên Trì cả người là hoàn toàn run rẩy, vừa rồi Đỗ Phúc Huy chết kiểu này thật sự là quá đẫm máu, với lại Đỗ Phúc Huy đã đem thực lực tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, có thể tại Diệp Thần Phong trước mặt lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến nơi này nhất khắc, Trung Thiên Trì tài hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mắt bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong chính là một cái ma quỷ, một cái triệt đầu triệt đuôi ma quỷ. Đánh từ vừa mới bắt đầu trêu chọc tới Diệp Thần Phong, đây là một cái sai lầm nghiêm trọng. Diệp Thần Phong hắc đồng nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt một phiến Trung Thiên Trì, hắn đưa tay phải ra bàn tay nắm Trung Thiên Trì đầu. Tại Trung Thiên Trì mặt thượng hiện đầy vẻ sợ hãi thời gian, Diệp Thần Phong tay phải dùng sức từ nay về sau xé ra, trực tiếp nhượng Trung Thiên Trì đầu thoát khỏi cái cổ. Tại máu tươi từ trong cổ phun dũng mãnh tiến ra chớp mắt, Diệp Thần Phong mặt thượng hơi lộ ra hưởng thụ biểu tình. Bị Diệp Thần Phong chộp vào tay phải bàn tay Trung Thiên Trì đầu, tiện tay ném xuống đất sau đó, dường như đá banh thông thường, bị Diệp Thần Phong dùng sức một cước cấp đá ra ngoài. Nguyên bản đứng tại Trung Thiên Trì bên cạnh, phụ trách bảo hộ Trung Thiên Trì tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, hắn khi nhìn đến Đỗ Phúc Huy chết kiểu này cùng Trung Thiên Trì chết kiểu này sau đó. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của hắn năng lực chịu đựng, cả người thân thể không ngừng run rẩy, hai phiến trắng bệch môi một trương hợp lại, muốn nói vài câu cầu xin tha thứ, đáng tiếc cổ họng trong giường như tạp ở cái gì đồ đạc giống nhau, liền một chữ đều nói không nên lời. Nương quanh thân lượn lờ hắc sắc thể khí Diệp Thần Phong, hắn hắc đồng nhìn về phía hai bên trái phải tên thiên giai thượng phẩm cao thủ thời gian, tên thiên giai thượng phẩm cao thủ đúng quần trong nóng lên. Một cổ hoàng sắc dịch thể từ đúng quần trong chảy ra. Diệp Thần Phong tay phải uốn lượn thành chộp, nguyên bản trên mặt đất một thanh trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay phải của hắn, kiếm sắc bén nhận xẹt qua tên thiên giai thượng phẩm cao thủ cái cổ, sọ đầu của hắn cùng thân thể cũng lập tức chia lìa khai tới. Máu tươi như suối phun như từ cổ của hắn trong hiện lên đi ra. Cái gì gọi là thiên giai như cẩu? Diệp Thần Phong hành vi tướng những lời này giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như tại mấy tháng trước, có người nói thiên giai thượng phẩm cao thủ hội bị dọa đến tè ra quần. Sợ rằng người nói lời này hội bị cười đến rụng răng. Thiên giai thượng phẩm cao thủ thế nhưng nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu trong thế lực đứng đầu. Đường đường thiên giai thượng phẩm cao thủ lại làm sao không tế, vậy cũng sẽ không bị sợ đến tè ra quần đi.
Thế nhưng lúc này sự thực chứng minh rồi, thiên giai thượng phẩm cao thủ thật không coi vào đâu. Coi như là tiên thiên cao thủ ngày hôm nay cũng liên tiếp tử thật nhiều cái. Ba đại môn phái trung đệ tử khi nhìn đến Đỗ Phúc Huy, Trung Thiên chỉ cùng một gã thiên giai thượng phẩm cao thủ lần lượt thê thảm sau khi chết, bọn họ một đám trong lòng liền một tia chiến đấu nghĩ cách đều để thăng không đứng dậy. Rất nhiều ba đại môn phái đệ tử tướng vũ khí trong tay ném xuống đất, chuẩn bị hướng Chấn Thiên môn đầu hàng. Dù sao cái này trên thế giới có ai là không sợ chết ni. Vừa rồi bọn họ nguyên do còn phấn đấu quên mình chém giết, là bởi vì tại bọn họ trước mắt còn có hy vọng, nhưng bây giờ liền một chút hy vọng cũng không có, tại ngoan cố chống lại đi xuống cũng chỉ là phí công mà thôi. Mà khi ba đại môn phái rất nhiều đệ tử lựa chọn đầu hàng thời gian, bị hắc sắc thể khí lượn lờ Diệp Thần Phong tịnh không có lúc đó dừng tay, trong tay phải của hắn nắm một thanh trường kiếm. Thân ảnh không ngừng chớp động tại ba đại môn phái đệ tử trong lúc đó, phàm là Diệp Thần Phong thường lui tới địa phương, nhất định sẽ có ba đại môn phái đệ tử tử vong. Cách đó không xa Tôn Bác Dịch càng xem càng không được bình thường, không nén nổi nói rằng, lần trước Thần Phong tại hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm thời gian, trên người của hắn cũng tốt tượng bốc lên ra cái này loại hắc sắc thể khí, Thần Phong có thể đột nhiên để thăng thực lực tướng Đỗ Phúc Huy sát, khẳng định cùng quỷ vương thập tam châm có quan hệ. Thế nhưng lúc này xem ra Thần Phong hình như có loại nhập ma dấu hiệu, chúng ta phải nhanh một ít ngăn cản mới được, nếu không đúng Thần Phong thân thể khẳng định cũng sẽ có thương tổn. Quỷ y tam thánh chi một đường bá thăng, lần trước Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm thời gian, hắn đồng dạng cũng ở tại chỗ, không nén nổi điểm gật đầu, nói rằng, Diệp tiên sinh hiện tại rõ ràng cho thấy thị huyết như mệnh, cho dù loại trạng thái này đúng Diệp tiên sinh thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sợ rằng Diệp tiên sinh tính cách sau này rất có thể hội trách đi, sẽ biến thành một cái hoàn toàn ma đầu. Thế nhưng Thần Phong thực lực không phải chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta muốn thế nào đi ngăn cản hắn. Tôn Bác Dịch chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Trốn tại Chấn Thiên môn chu vi quan sát những môn phái khác chung người, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong hình như nhập ma, bọn họ biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vạn nhất đến lúc hậu kẻ gây tai họa dẫn tới trên người bọn họ. Bọn họ có thể liền hối hận thời gian đều không có, lại bảo hôm nay trận này huyết chiến đã coi như là kết thúc. Vào hôm nay qua đi, ba đại môn phái sợ rằng liền hội từ cổ võ giới tiêu thất. Thị huyết như mệnh Diệp Thần Phong liên tiếp tướng Thanh Vân môn bốn vị trưởng lão cấp đập chết, đường hắc đồng dừng hình ảnh tại sắc mặt tái nhợt Thanh Vân môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn trên người thời gian, Tần Bạch Ngôn trong miệng hô hấp đặc biệt gấp, hắn biết hắn nên là muốn chết. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tần Nghị vọt tới Diệp Thần Phong trước mặt, tuy rằng hắn cùng Tần Bạch Ngôn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, thế nhưng Tần Nghị thân thể trong dù sao lưu là Tần Bạch Ngôn huyết, hắn không có cách gì trơ mắt nhìn Tần Bạch Ngôn tử tại trước mặt của mình. Lão đại, có thể không thể bỏ qua hắn, Tần Nghị chắn Tần Bạch Ngôn trước người, đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Tần Bạch Ngôn nhìn đến con trai của mình chắn trước mặt của mình, hắn trong lòng có loại không nói ra được lòng chua xót tư vị. Hắn cũng không là một cái hợp cách phụ thân, có thể Tần Nghị là một cái hợp cách con trai. Tại Tần Nghị che ở Diệp Thần Phong trước mặt thời gian, Tôn Mỹ Cầm, Diệp Đông Hoa, Tôn Bác Dịch bọn người đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, Tôn Mỹ Cầm nhìn đến thân thể bốn phía lượn lờ hắc sắc thể khí Diệp Thần Phong, nàng vươn tay sờ sờ Diệp Thần Phong đầu, nói rằng Thần Phong, được rồi, như vậy đã được rồi, mụ không muốn người biến thành giết người như ngóe ma đầu. Diệp Thần Phong hắc đồng quét trước mặt những này người, nhất là nhìn đến hai mắt đẫm lệ mông lung Tôn Mỹ Cầm cùng đầy mặt lo lắng Diệp Đông Hoa thời gian, trên mặt của hắn hiện lên thống khổ vẻ do dự, nội tâm của hắn là khát vọng giết chóc cùng máu tươi, thế nhưng... Diệp Thần Phong cánh tay thư giãn khai tới, đúng bầu trời lên tiếng gào thét. Phốc, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong trong miệng phun tới, lượn lờ tại quanh người hắn hắc sắc thể khí. Cực vì nhanh chóng thu rút về bên trong đan điền của hắn, một đôi đen kịt không gì sánh được con ngươi chậm chậm khôi phục thì ra là thần sắc. Nhìn trước mặt những, này ngươi, Diệp Thần Phong cảm giác trong đầu hỗn loạn, thân thể trong không để được một tia lực lượng tới, mí mắt đã ở càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, thẳng đến hoàn toàn mất đi chi giác, trước mắt biến được một phiến đen kịt. Chương 703, Hạ Tử Ninh lai lịch. Một hồi kinh thiên động phách đại chiến cuối cùng là hạ màn. Trước lúc này cái khác cổ võ môn phái cho rằng Chấn Thiên môn cùng Quỷ Y môn, hai môn phái này tất nhiên sẽ tại trận đại chiến này chung diệt vong,
dù sao ba đại môn phái thực lực quá qua cường hãn, có thể kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người, nhất là cùng ngày trốn tại trấn thiên môn chu vi quan sát những môn phái khác chung người. Này nguyên bản cái gọi là thiên chi kiêu tử, này nguyên bản cái gọi là cường hãn cao thủ, tại đã từng kiến thức hôm khác dai như cầu hiện tượng sau, cái này đưa bọn họ vốn là tự tin toàn bộ đánh nát. Kết quả là, trấn thiên môn trung sinh ra một gã thiên tài tuyệt thế tin tức này, tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, trấn thiên môn xem như là đánh một trận nổi danh. Nương sáng sớm luồng thứ nhất ánh dương quang sái hướng trấn thiên môn tu luyện trường thời gian, trải qua ngày hôm qua một hồi đẫm máu không gì sánh được đại chiến, toàn bộ trấn thiên môn tu luyện trường thượng là nằm đầy từng cổ một thi thể, máu tươi nhiễm đỏ tu luyện trường giường trên bạch sắc phương cục gạch. Trấn thiên môn cùng quỷ y môn đệ tử đang đánh quét tu luyện trường, những đệ tử này đã là quét dọn đủ một buổi tối, thế nhưng còn không có tướng toàn bộ tu luyện trường cấp quét sạch hoàn tất. Tuy rằng ngày hôm qua một hồi đại chiến bọn họ là thắng lợi, thế nhưng rất nhiều người mặt thượng không có lộ ra nhiều lắm nụ cười chiến thắng, dù sao trấn thiên môn cùng quỷ y môn chung đệ tử cũng đã chết không ít. Trấn thiên môn chung một gian trang sức phong cách cổ xưa mà lại đơn giản trong phòng, Diệp Thần Phong khẩn nhắm mắt, nằm tại một trương màu xám nắng bằng gỗ trên giường, hắn bên trái trên vai bị hai khối tấm ván gỗ cấp kẹp lấy, hô hấp trái lại có vẻ đặc biệt đều đều cùng trầm ổn, bất quá, sắc mặt của hắn còn là có vẻ có chút tái nhợt. Ở trong phòng ngoại trừ nằm ở trên giường Diệp Thần Phong bên ngoài, Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, Tôn Hằng Phi cùng Quý Đỉnh Thiên bọn người ở đây, bọn họ tại Diệp Thần Phong trong phòng giữ một đêm, trải qua quỷ y tam thánh kiểm tra, Diệp Thần Phong thân thể tỉnh không có vấn đề quá lớn, chỉ là bên trái vai xương vỡ vụn, còn có chính là thể nội bị một ít nhẹ thương thế, đẳng nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khỏi rồi. Nằm ở trên giường Diệp Thần Phong, mắt của hắn ra đột nhiên run run hai hạ. Ngón tay cũng hơi bắt đầu rung rung. Ngồi ở bên giường Tôn Mỹ Cầm nhìn đến cái hiện tượng này sau, mặt thượng lập tức lộ ra một vòng yên tâm dáng tươi cười, nói rằng Thần Phong tỉnh, Thần Phong tỉnh. Chậm chậm mở mắt Diệp Thần Phong, hắn cảm giác trong đầu phát chướng lợi hại, đập vào mi mắt là Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa đám người khuôn mặt, hắn cái này mới chậm rãi nhớ lại phát sinh ngày hôm qua sự tình. Đương Diệp Thần Phong nghĩ đến ngày hôm qua bản thân loại thị huyết như mệnh. Cả người hoàn toàn thất khống tình hình sau, trong lòng của hắn cũng không nén nổi một trận nghĩ mà sợ, hắn vội vàng tra nhìn một chút thể nội hắc sắc thể khí. Hắn phát hiện đoàn hắc sắc thể khí chính an ổn chiếm giữ tại bên trong đan điền của hắn. Hắn thử đi dùng linh hồn điều động đoàn hắc sắc thể khí, thế nhưng đoàn hắc sắc thể khí hình như là cắm rễ tại bên trong đan điền. Vậy mà không có chút nào nhúc nhích dấu hiệu, cái này càng nhượng hắn cảm giác bên trong đan điền cái này đoàn hắc sắc thể khí tuyệt đối có chuyện, thế nhưng hắn lại không biết vấn đề ra tại nơi nào. Vì vậy chỉ có thể trước đem nghi vấn trong lòng tạm thời để qua một bên. Diệp Thần Phong nhìn người trong phòng, mặt thượng một đám toàn bộ tràn đầy mệt mỏi, hắn biết những này người nhất định là giữ hắn một đêm, hắn lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, mọi người yên tâm đi. Ta đã không sao. Gặp Diệp Thần Phong mở miệng nói, Tôn Mỹ Cầm lập tức tướng con trai của mình một bả ôm nhập trong ngực, có chút nghẹn ngào nói, Thần Phong, ngày hôm qua ngươi có biết hay không mụ có nhiều lo lắng ngươi. Sau đó không cần làm tiếp những này những mụ lo lắng sự tình, có được hay không? Diệp Thần Phong cảm thụ được Tôn Mỹ Cầm tình thương của mẹ, vừa cười vừa nói, mụ, người có thể nghìn vạn không thể đủ chảy nước mắt a. Con trai người ta không phải thật tốt sao? Lại nói nước mắt lưu nhiều tựu không đẹp, mụ người thế nhưng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ a. Nghe được con trai an ủi sau, Tôn Mỹ Cầm nín khóc mỉm cười, điểm một cái Diệp Thần Phong đầu, nói rằng, Thần Phong, người tự hội ba hoa. Lúc nào cấp ta nhiều tìm vài cái nhi con dâu. Mụ nhất định là mỗi ngày đều cười khẩu thường khai. Mụ, người cũng không nhìn một chút ta là ai con trai. Ta là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ con trai, tại thế tục giới ái mộ con trai người nữ nhân một chảo một sấp dày. Cho nên mụ người sẽ chờ mỗi ngày đều thật vui vẻ đi. Diệp Thần Phong tại hống xong Tôn Mỹ Cầm sau đó, trên mặt hắn biểu tình biến được có chút nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tôn Bác Dịch cùng Quý Đỉnh Thiên. Nói rằng, ngoại thái công, quý tiền bối. Ba đại môn phái người phải muốn chảm thảo trừ căn, chính cái gọi là chảm thảo không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, chúng ta bây giờ phải muốn ngăn chặn sau đó hết thảy phiền phức, cho nên phải mau sớm nhượng ba đại môn phái triệt để từ cổ võ giới tiêu thất.
Tôn Bác Dịch điểm gật đầu, nói rằng, Thần Phong, ngươi nói không sai, loại thời điểm này đích xác không thể đủ lòng dạ đàn bà, nếu như ngày hôm qua không có Thần Phong ngươi ngăn cơn sóng dữ, phỏng chừng bị trảm thảo trừ căn chính là chúng ta Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn. Quý Ninh Thiên là càng không có bất kỳ vấn đề gì, phụ thân ta tử tại Đỗ Phúc Huy tay thượng, ta phải muốn nhượng Quy Nguyên Môn nợ máu trả bằng máu. Nghe được Quý Ninh Thiên nhắc tới phụ thân của hắn Quý Thuận Đức, Diệp Thần Phong chân thành tha thiết nói rằng, quý tiền bối, phụ thân ngài là thay ta cản một trưởng mà chết, sau đó Quỷ Y Môn sự tình chính là ta Diệp Thần Phong sự tình. Quý Ninh Thiên vội vã khoát tay áo, nói rằng, Thần Phong, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có muốn trách cứ ý tứ của ngươi, phụ thân ta là cam tâm tình nguyện vì ngươi đỡ một trưởng kia, nếu như đổi thành lúc đó ta tại bên cạnh ngươi, ta khẳng định cũng hội không chút do dự thế ngươi ngăn cản một trưởng, bất kể như thế nào. Ngươi có thể hiểu thấu đáo Quỷ Vương Thập Tam Châm, ngươi chính là cùng chúng ta Quỷ Y Môn có duyên phận. Tôn Bác Dịch đám người ở Diệp Thần Phong trong phòng thời gian, Trấn Thiên Môn khác một cái phòng nội, vừa gia nhập Trấn Thiên Môn không bao lâu Hạ Tử Ninh ngồi ở trong phòng cái ghế thượng, nàng hiện nay dù sao chỉ là Trấn Thiên Môn đệ tử, cho nên nàng cũng không có lý do gì và những người khác cùng nơi canh giữ ở Diệp Thần Phong trong phòng. Hạ Tử Ninh mặc trên người một cái màu xanh sa chất quần áo. Một đôi trắng mịn ngọc thủ nâng hương má, trắng noãn hàm răng thỉnh thoảng khinh cắn môi, một lát sau, nàng lẩm bẩm muốn thế nào tài năng đủ nhượng Diệp Thần Phong giúp ta ni. Phương pháp nhanh nhất nên là trước hết để cho hắn thích ta, tại ta trở thành nữ nhân của hắn sau, hắn hẳn không có lý do không giúp ta hoàn thành tâm nguyện đi. Lẩm bẩm Hạ Tử Ninh chậm rãi từ cái ghế thượng đứng lên, đi vào trong phòng đỉnh đầu tủ quần áo trước mặt. Tại tủ quần áo trên cửa tương khảm một khối một người cao đại thủy tinh. Hạ Tử Ninh từ thủy tinh bên trong nhìn mình tươi mát dáng dấp, trong miệng nàng mặt niệm một câu khẩu quyết, sau đó, trên người nổi lên một trận năng lượng ba động, tiếp theo, một cái kẻ khác chuyện bất khả tư nghị phát sinh, Hạ Tử Ninh bên ngoài hoàn toàn cải biến. Nguyên bản tiểu thanh tân phong cách biến thành thành thục phong vận mùi vị, bộ ngực hai tòa cao ngất trong nháy mắt chăm chú chống được màu xanh quần áo. Dường như muốn từ thanh sắc quần áo chung đụng tới giống nhau, mà cả khuôn mặt cũng biến thành càng xinh đẹp, một đôi mắt đẹp phảng phất là có thể nói thông thường, nhất cử nhất động trong lúc đó đều tản ra lệnh nam nhân không thể chống cự mị lực. Kỳ thực, đây mới là Hạ Tử Ninh chân chính diện mạo, nàng cũng không là một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ, mà là một cái tiếp cận 30 thiếu phụ, nàng bình thường đều đang sử dụng một loại tuyệt mật ảo thuật. Coi như là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng thì không cách nào xuyên qua nàng cái này loại ảo thuật. Hạ Tử Ninh nhìn mình ngực hai luồng miêu tả sinh động, gò má của nàng hơi hiện lên mê người đỏ ửng, hai phiến đơn bạc như hoa hồng biển giống nhau môi đỏ mọng, hơi ngọa nguậy, trên mặt của nàng hiện ra một tia vẻ do dự, trong lòng thầm nghĩ ta thật trước phải trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân, sau đó sẽ nhượng Diệp Thần Phong giúp ta sao? Ngược lại, Hạ Tử Ninh mặt thượng thần sắc dần dần kiên định xuống. Trong miệng thấp giọng nói lầm bầm, ta không chính là muốn đẳng một cái thiên tài tuyệt thế xuất hiện sao? Như vậy ta tài năng đủ giải trừ bị phong ấn lại lực lượng, như vậy ta tài năng đủ nhượng diệt ta Nguyệt Hoa Cung này xúc sinh trả giá thật lớn. Tại nghĩ thông suốt cái này một điểm sau, Hạ Tử Ninh không lại củ kết, trong miệng lần thứ hai niệm một câu khẩu quyết, sau đó, trên người lại nổi lên một trận năng lượng ba động, nguyên bản thiếu phụ dáng dấp lần thứ hai biến trở về tươi mát thiếu nữ. Tại biến trở về tươi mát thiếu nữ dáng dấp sau, Hạ Tử Ninh chỉnh lý thoáng cái trên người thanh sắc sa chất quần áo, ngọc thủ gỡ gỡ trên trán tóc đen, hướng tới bên ngoài phòng mặt đi, nàng chuẩn bị lập tức thực thi kế hoạch của nàng. Chương 704, hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Diệp Thần Phong trong phòng. Tôn Bác Dịch chúng nhân gặp Diệp Thần Phong tỉnh qua đây sau đó, bọn họ nguyên bản dẫn theo tâm cũng hoàn toàn để xuống. Vì vậy một đám sôi nổi rời khỏi phòng, chuẩn bị đi bổ sung một hồi giấc ngủ. Tại Tôn Bác Dịch chúng nhân trước khi rời đi, Diệp Thần Phong còn cố ý hỏi một câu, có không có Hàn Sơ Tuyết tin tức. Tôn Bác Dịch lắc đầu, nói là hội thời khắc chú ý Hàn Môn tình huống bên kia, chỉ cần Hàn Sơ Tuyết tại Hàn Môn phụ cận xuất hiện, như vậy hội lập tức thông chi Diệp Thần Phong, nhượng Diệp Thần Phong không cần lo lắng những chuyện khác, lúc này thật tốt tính dưỡng thân thể mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần Phong bả vai trái thượng mang theo hai khối tấm ván gỗ, cái ót gối lên tay phải trên bàn tay, không nén nổi âm thầm nói lầm bầm, Sơ Tuyết, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Bang bang!
Giữa lúc Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư thời gian, bên ngoài phòng mặt vang lên tiếng đập cửa, đưa hắn từ trong suy nghĩ kéo về thực tế, thuận miệng nói rằng tiến đến. Nương Diệp Thần Phong nhìn đến đi vào trong phòng là Hạ Tử Ninh thời gian, không nén nổi nghi vấn hỏi, ngươi thế nào tới phòng ta? Có sự tình sao, là không phải tại Trấn Thiên Môn không có thói quen, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi điều đến Quỷ Y Môn chung đi. Diệp Thần Phong đối với cái này trước đây mượn kiếm cho hắn Thanh Tú nha đầu, hắn trong lòng cũng không tồn tại phản cảm, không biết đứng ở trước mặt hắn là một vị thành thục phong vận, làm cho nam nhân nhìn thoáng qua tựu chảy nước miếng xinh đẹp thiếu phụ. Hạ Tử Ninh lại đi tiến Diệp Thần Phong gian phòng sau, tiện tay tướng phòng môn đóng lại, nói rằng ta tại Trấn Thiên Môn không có không thói quen địa phương, ta sau đó có thể gọi ngươi Thần Phong thiếu gia sao? Là bởi vì Thần Phong thiếu gia ngươi, ta tài có tư cách gia nhập Trấn Thiên Môn. Xưng hô chỉ là một danh hiệu mà thôi, huống hồ trước đây ngươi có thể thanh kiếm cho ta mượn, ta coi như là thiếu ngươi một phần tình người, nhượng ngươi gia nhập Trấn Thiên Môn xem như là ta đem tình người trả lại cho ngươi đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Hạ Tử Ninh đi từ từ đến bên giường biên, nói rằng, ta nghe nói Thần Phong thiếu gia trên vai xương vỡ vụn, ta có một loại độc môn thủ pháp đấm bóp, có thể nhanh hơn thân thể cốt cách khép lại tốc độ. Để cho ta tới cấp Thần Phong thiếu gia xoa bóp đi. Diệp Thần Phong nhìn đến Hạ Tử Ninh trong con ngươi xinh đẹp chớp động thuần thần thật sắc, hắn ngược lại cũng không tiện cự tuyệt nha đầu kia có hảo ý, dù sao hiện tại hắn nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Nhưng Hạ Tử Ninh đấm bóp cho hắn xoa bóp cũng tốt, hắn cũng làm một hồi chân chính hoàn khố thiếu gia. Diệp Thần Phong từ trên giường đi xuống, ngồi ở trong phòng trên một cái ghế, nói rằng tốt. Làm phiền ngươi, ngươi không cần gọi Thần Phong thiếu gia, ta mới vừa nói xưng hô là một cái danh hiệu mà thôi, ngươi trực tiếp gọi Thần Phong thì tốt rồi. Ta còn là thích gọi ngươi Thần Phong thiếu gia. Hạ Tử Ninh đi tới Diệp Thần Phong phía sau, vươn một đôi trắng noãn ngọc thủ. Bắt đầu chậm rãi cấp Diệp Thần Phong xoa bóp lên. Diệp Thần Phong thoải mái nhắm hai mắt lại, hắn đã thật lâu không có như thế hưởng thụ qua. Hạ Tử Ninh đang giúp Diệp Thần Phong xoa bóp 2 phút tả hữu sau, nàng hàm răng khinh cắn môi, mặt thượng là do dự thần sắc, thế nhưng sau một lát, nàng còn là tướng thân thể chậm chậm gần sát Diệp Thần Phong phía sau lưng, hai bên trên gương mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm cái này loại không biết cảm thấy thẹn sự tình. Thế nhưng nàng vì hoàn thành trong lòng chưa xong lại sự tình, nàng phải muốn làm như vậy. Nguyên bản chính đang hưởng thụ Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm giác phía sau có 2 luồng mềm nhũn đồ đạc dính vào, không cần đoán đều có thể đủ biết 2 luồng đồ đạc là cái gì. Trong lòng hỏa diễm đang chậm rãi bị Hạ Tử Ninh cấp đốt, từ vừa mới bắt đầu hưởng thụ chậm chậm biến thành nung nấu. Từ đi tới cổ võ giới sau đó, Diệp Thần Phong tựu không có chạm qua nữ nhân. Phải biết rằng Diệp Thần Phong có thể không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Hắn vội vàng nói tốt, không cần xoa bóp, ta có chút mệt mỏi. Tốt, Thần Phong thiếu gia, ta giúp ngươi đảo chén nước đi. Đằng uống xong nước ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Mặt thượng hiện lên đỏ ửng Hạ Tử Ninh cầm lên trên bàn ấm trà, không biết là không cẩn thận còn là cố ý, cái ly trong tay không có cầm chắc. Bên trong nước toàn bộ rắc vào Diệp Thần Phong trên người. May mà trong ấm trà nước là nước ấm, tịnh không có đúng Diệp Thần Phong tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng Hạ Tử Ninh nhìn đến nước trong ly toàn bộ rắc vào Diệp Thần Phong trên người, nàng lập tức vội vàng ngồi xổm người xuống. Bang Diệp Thần Phong sát khởi y phục tới, trong miệng nói rằng, Thần Phong thiếu gia, xin lỗi, ta không phải cố ý. Cúi đầu bang Diệp Thần Phong sát quần áo Hạ Tử Ninh, trong lòng hít một hơi thật sâu sau đó. Một đôi trắng mịn ngọc thủ hướng Diệp Thần Phong nửa người dưới rời đã qua, trong miệng y nguyên nói rằng, Thần Phong thiếu gia, ta sẽ giúp ngươi đem y phục lau khô tịnh. Bởi vừa rồi Diệp Thần Phong trong lòng hỏa diễm bị Hạ Tử Ninh hơi đốt, cái này hội tiểu Diệp Thần Phong có thể vẫn như cũ là ngang đầu ưỡn ngực ni. Nương Hạ Tử Ninh hai tay chạm được tiểu Diệp Thần Phong thời gian, nàng cúi đầu trên gương mặt, dường như muốn chích ra máu, có thể nàng vẫn như cũ là làm bộ không biết. Hai tay tại tiểu Diệp Thần Phong trên người di tới rời đi. Diệp Thần Phong tận lực khống chế được hô hấp bình ổn, hai con ngươi nhìn cúi đầu bang hắn sát quần áo Hạ Tử Ninh, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia là cố ý đang câu dẫn ta. Từ vừa rồi xoa bóp đến hiện tại nàng tướng nước không cẩn thận rắc vào trên người của ta, tổng cảm giác đây đều là an bài tốt,
còn là chỉ là ta quá lo lắng. Đây hết thảy chỉ do là trùng hợp. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong cũng không có thời gian lo lắng cái đó hắn, nếu để cho Hạ Tử Ninh lại như thế làm đi xuống, hắn bảo không cho phép muốn không khống chế được bản năng của thân thể, tướng Hạ Tử Ninh tới một cái ngay tại chỗ hành quyết, vì vậy lập tức nói rằng tốt, tốt, không có quan hệ, ngươi cũng không cần giúp ta sát. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Hạ Tử Ninh chỉ có thể ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn đến Diệp Thần Phong đúng quần thượng đỉnh khởi tiểu chướng bồng sau, tim của nàng đập nhanh lợi hại, nàng tận lực khống chế được tâm tình, nói rằng, Thần Phong thiếu gia, y phục của ngươi đều ướt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuẩn bị nước tắm, ngươi tắm rửa thế nào? Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, vậy được rồi. Vừa vặn ta cũng có vài ngày không có tắm. Khi nhìn đến Hạ Tử Ninh ra khỏi phòng đi chuẩn bị nước tắm thời gian, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, ta đảo muốn nhìn ngươi là thật ngây thơ, còn là cố ý tiếp cận ta có mưu đồ khác. Khoảng chừng 15 phút sau, Hạ Tử Ninh tại Diệp Thần Phong trong phòng đại thùng gỗ nội, chuẩn bị xong một dũng nhiệt độ thích hợp nước, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, Thần Phong thiếu gia, nước nóng chuẩn bị xong. Ngươi bây giờ không có phương tiện cởi quần áo, ta tới giúp ngươi cởi quần áo đi. Như vậy cũng tốt, Diệp Thần Phong đi tới sau tấm bình phong mặt cạnh thùng gỗ, mà Hạ Tử Ninh tắc là tướng Diệp Thần Phong y phục trên người từng cái cởi ra, đương nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong làm sạch nhượng nữ nhân đều hâm mộ ra, cùng với trên thân thể một khối khối đường viền rõ ràng bắp thịt thời gian, nàng cảm giác thân thể của chính mình càng nóng bỏng. Giữa lúc Hạ Tử Ninh phải giúp Diệp Thần Phong cởi một điều cuối cùng nội khố thời gian, tay nàng bị Diệp Thần Phong cấp bắt lại, Hạ Tử Ninh có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong thiếu gia, ngươi cái này là? Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên như có như không dáng tươi cười, chất vấn, nói, ngươi là ai? Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Ngươi không cần nhớ muốn phủ nhận, từ vừa rồi ngươi giúp ta xoa bóp, rồi đến ngươi tướng nước rắc vào trên người ta. Cuối cùng đến hiện tại ngươi giúp ta cởi quần áo tắm, trong quá trình này ngươi đều đang câu dẫn ta, lẽ nào ngươi cứ như vậy khát vọng chuyện nam nữ? Diệp Thần Phong hài hước nhìn chằm chằm Hạ Tử Ninh, hắn không nghĩ ra Hạ Tử Ninh cái này nguyên bản thanh vân môn trung bình thường nữ đệ tử, làm việc này đến cùng là vì cái gì? Hạ Tử Ninh trên gương mặt bị đỏ bừng cùng nổi giận cấp lắp đầy, thân thể khí được có chút run rẩy. Diệp Thần Phong một câu lẽ nào ngươi cứ như vậy khát vọng chuyện nam nữ? Điều này làm cho nàng có loại nổi điên xung động, từ trước nàng còn không có tiếp xúc bất kỳ một cái nào nam nhân ni. Thậm chí liền cùng nam nhân dắt lấy tay đều không có, nếu không phải vì hoàn thành trong lòng sự tình, nàng hội như thế để tiện câu dẫn Diệp Thần Phong sao. Cái này hoàn toàn là bức cho bất đắc dĩ cách làm. Hạ Tử Ninh ngoạ nguậy môi, vừa định muốn phản bác thời gian, cửa phòng bị đẩy ra, Tôn Mỹ cầm trong tay bưng một chén vừa nấu xong gạo trắng cháo. Đi vào phòng trong, đương Tôn Mỹ Cầm nhìn đến sau tấm bình phong mặt, Diệp Thần Phong nửa người trên không có mặc y phục, với lại một tay chảo ở Hạ Tử Ninh thủ đoạn thời gian, trên mặt hắn lộ ra tràn đầy dáng tươi cười, Thần Phong, mụ cái gì cũng không phát hiện, mụ thật cái gì cũng không phát hiện, hai người các ngươi kế tục, ta sẽ không để cho người khác tới quấy rầy các ngươi. Nhìn Tôn Mỹ Cầm bỏ lại những lời này sau, liền vội vã rời khỏi phòng, thuận tiện tướng phòng môn cấp quan chăm chú. Diệp Thần Phong thật mẹ nó muốn hô to, hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Chương 705, Thần Phong thiếu gia, lần sau điểm nhẹ. Trong phòng, tại Tôn Mỹ Cầm vội vã đi tới, lại vội vã ly khai sau đó, toàn bộ bầu không khí đột nhiên biến được có chút mập mờ. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là vẫn duy trì cầm Hạ Tử Ninh thủ đoạn tư thế, hai người bọn họ là bốn mắt nhìn nhau. Hạ Tử Ninh mặt thượng là ngượng ngùng chung mang theo phẫn nộ, nàng thật vất vả tài quyết định làm ra quyết định này, ai biết đạo kết quả là bị người bạch bạch chiếm đi tiện nghi, còn bị Diệp Thần Phong ngôn ngữ làm nhục một phen. Buông ra cổ tay của ta, Hạ Tử Ninh tức giận hướng về phía Diệp Thần Phong khẽ kêu đạo. Thế nào, hiện tại lại muốn trang thuần khiết, ngươi không phải mới vừa còn sẽ đối ta yêu thương nhung nhớ sao? Vội vàng đem ngươi tiếp cận mục đích của ta nói ra. Nếu không có thể đừng trách ta là thủ tồi hoa. Diệp Thần Phong hai con ngươi hơi híp nói rằng. Hạ Tử Ninh vùng vẫy một phen sau đó, phát hiện Diệp Thần Phong bàn tay dường như kìm sắt thông thường, vững vàng tướng cổ tay của nàng kẹp lấy, lấy thực lực bây giờ là căn bản không có cách gì dẫy,
thế nhưng nàng lại không cam lòng cúi đầu trước Diệp Thần Phong, nhất là nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần Phong đã nói, nàng tức giận trong lòng tự bùng cháy càng tới càng thịnh vượng, đôi mắt đẹp nộ trừng mắt Diệp Thần Phong, môi chăm chú khép lại, một bộ thể sống chết không mở miệng dáng dấp. Diệp Thần Phong hơi híp hai con ngươi lần nữa mở to, mặt thượng lộ ra bất cần đời dáng tươi cười, trong miệng phát sinh xách 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 thanh âm, hai mắt không ngừng đánh giá Hạ Tử Ninh vóc người, vô sỉ nói rằng, đúng vậy, vừa vặn ta cũng có thời gian thật dài không có đụng nữ nhân, nếu là ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ, như vậy bản thiếu gia ta ngày hôm nay cũng sẽ không khách khí một lần. Cầm Hạ Tử Ninh thủ đoạn tay phải, trực tiếp từ nay về sau dùng sức lôi kéo, Hạ Tử Ninh liền đụng vào Diệp Thần Phong trong ngực. Tuy rằng Diệp Thần Phong bả vai trái bị thương, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong năng lực, chỉ dựa vào cánh tay phải ôm lấy Hạ Tử Ninh thân thể, tự đầy đủ nhường Hạ Tử Ninh không có cách gì nhúc nhích mảy may. Tại Hạ Tử Ninh đụng vào Diệp Thần Phong trong lòng chớp mắt, nhàn nhạt mùi thơm ngát không ngừng bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, hắn tổng cảm giác ôm Hạ Tử Ninh có chút không đúng lắm. Hắn cảm giác Hạ Tử Ninh thân thể hình như rất đầy ắp, thế nhưng Hạ Tử Ninh rõ ràng chỉ là một thiếu nữ a. Làm sao sẽ nhượng hắn có loại cảm giác này? Diệp Thần Phong không biết là Hạ Tử Ninh lúc này hình dạng chỉ dùng để ảo thuật duy trì, ảo thuật tương đương với một loại tương đối xa hoa thủ thuật che mắt, những người thị giác sản sinh sai lầm mà thôi, không thể có thể thay đổi biến Hạ Tử Ninh nguyên bản thân thể chân thực béo gầy. Bị Diệp Thần Phong ôm vào trong lòng Hạ Tử Ninh, lỗ mũi của nàng trong có thể rõ ràng ngửi được Diệp Thần Phong trên người nam nhân vị đạo. Có thể dùng tim của nàng đập phù phù đập nhanh tần suất. Đây là nàng đệ nhất thứ bị một người nam nhân ôm lấy, vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phóng khai ta. Hạ Tử Ninh đôi má đỏ bừng không gì sánh được, thân thể mềm mại không ngừng tại Diệp Thần Phong trong ngực xoay động, nỗ lực muốn tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp. Thế nhưng bị Hạ Tử Ninh như thế lắc một cái động, mông của nàng bộ không ngừng tại Diệp Thần Phong nửa người dưới thượng ma sát tới ma sát đi. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời thân thể trong huyết mạch bành trướng, tiểu Diệp Thần Phong lần nữa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên. Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy không sai, hắn thế nhưng một cái bình thường không gì sánh được nam nhân, hắn nguyên do tướng Hạ Tử Ninh đột nhiên ôm vào trong ngực, hắn chỉ là muốn nhường Hạ Tử Ninh nói ra tiếp cận mục đích của hắn, thế nhưng bây giờ lại như thế đi xuống. Hắn vạn trong lúc nhất thời không có đem cầm ở. Nói không chừng thật đúng là hội đẩy ngã Hạ Tử Ninh. Hạ Tử Ninh cũng cảm thấy nàng mông trên có căn ngạnh ngạnh gì đó, tuy rằng nàng còn là một cái chưa nhân sự nữ nhân, thế nhưng nàng nơi nào sẽ không biết đứng vững nàng mông hội là vật gì. Đôi má biến được càng hồng nhuận mê người, thân thể mềm mại cũng đình chỉ xoay động, trong cơ thể bắt đầu chậm chậm biến được nóng nảy lên. Nếu đều đã tướng Hạ Tử Ninh ôm vào trong lòng, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể đủ tại cái này thời gian bỏ vờ nửa chừng, dương làm chuyện gì cũng không có phát sinh, miệng tiến tới Hạ Tử Ninh tai bên cạnh. Nói rằng, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa còn gọi ta Thần Phong thiếu gia sao? Như vậy chúng ta tự phải làm một ít hoàn khố thiếu gia cùng đẹp tỳ nữ trong lúc đó nên chuyện đã xảy ra. Hạ Tử Ninh trên lỗ tai cảm thụ được Diệp Thần Phong trong miệng nhiệt khí, trong lòng nàng là càng hoảng loạn. Nguyên bản nàng là chuẩn bị chủ động trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân, sau đó, nhượng Diệp Thần Phong giúp nàng hoàn thành trong lòng chưa xong lại sự tình, nhưng là bây giờ nàng cảm giác thật cũng bị Diệp Thần Phong cái kia gì, trong lòng nàng lại sinh ra một loại đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Tại nàng hiểu được giữa nam nữ cảm giác thời gian, nàng liền nhận định loại chuyện này, một nữ nhân cả đời chỉ biết cùng một người nam nhân làm. Là không phải còn không nói ngươi tiếp cận mục đích của ta. Ta có thể thật muốn không khách khí. Diệp Thần Phong cảm thụ được trong lòng Hạ Tử Ninh hơi có chút phát run thân thể, cùng với nhìn đến Hạ Tử Ninh mặt thượng đỏ bừng khó khăn chịu đựng biểu tình. Hắn nhìn ra được những này đều không phải có thể giả vờ, nếu như Hạ Tử Ninh thật có thể đủ giả ra tới, như vậy nàng có thể sánh bằng Oscar diễn viên muốn nghiêu bức nhiều. Nhìn đến cái này một điểm sau Diệp Thần Phong là hơi yên tâm một điểm, chỉ ít có thể chứng minh Hạ Tử Ninh rất ít trải qua chuyện nam nữ. Thậm chí là không có trải qua chuyện nam nữ, đối với một cái không có trải qua chuyện nam nữ nữ nhân mà nói, muốn để cho nàng đi cố ý tiếp cận một cái không quá quen thuộc nam nhân, càng thậm chí là đúng người đàn ông này đi yêu thương nhung nhớ, dùng Diệp Thần Phong suy đoán, nữ nhân như vậy trong lòng khẳng định có ẩn tình cùng khổ chung.
Nguyên bản Diệp Thần Phong trong lòng chậm chậm tại sinh ra sát ý từ từ tiêu thất, khóe miệng hài hước dáng tươi cười càng tới càng thịnh vượng, ôm lấy Hạ Tử Ninh tay phải, từ bên hông chậm chậm hướng tới thượng rời đi, nói rằng, ngươi thật không dự định lên tiếng. Ta ngày hôm nay có thể phải thật tốt hưởng thụ một lần. Tại Diệp Thần Phong cánh tay càng tới càng tiếp cận Hạ Tử Ninh bộ ngực thời gian, Hạ Tử Ninh đôi má nổi giận quát, ngươi không cần đi lên nữa rồi, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Cái này không là được rồi sao? Nói đi, Diệp Thần Phong đình chỉ cánh tay di chuyển, mặt thượng lộ ra hài lòng thần sắc. Vậy ngươi có thể không thể đủ trước buông ra ta? Hạ Tử Ninh nghi vấn hỏi. Ta cho rằng nói như vậy tương đối khá, ta có thể cảm thụ được ngươi tim đập. Nếu như ngươi đang nói dối, ta lập tức có thể cảm giác được, đến lúc đó ta không hội sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ hai, tại chỗ liền đem ngươi làm. Diệp Thần Phong cố ý cả lơ phất phơ nói rằng. Hạ Tử Ninh mân mân môi đỏ mọng, trong miệng hộc ra một hơi thở, nói rằng, kỳ thực ta là đỉnh cấp trong môn phái người, ta môn phái bởi rất nhiều nguyên nhân bị cái khác đỉnh cấp môn phái tiêu diệt, ta là đã trải qua rất đa tài chạy trốn tới nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực bên này. Đồng thời gia nhập không tầm thường chút nào Thanh Vân Môn, ta một mực đợi một cái thiên tài tuyệt thế xuất hiện, bởi vì trong môn phái để lại giống nhau võ công tuyệt học, chỉ có cùng chân chính thiên tài tuyệt thế cùng nơi tu luyện. Tài năng đủ phát huy lớn nhất hiệu quả, cho nên ta tài muốn tiếp cận ngươi, những ngươi bồi ta đến thế lực cao cấp bên kia đi, đến chúng ta phái một chỗ đặc biệt bí mật địa phương, đạt được loại võ công tuyệt học sau, chúng ta hai cái cùng nhau nữa tu luyện. Sau đó ta có thể thân thủ giết chết rất nhiều mặt người dạ thú xúc sinh. Diệp Thần Phong đang nghe Hoàn Hạ Tử Ninh tự thuật sau, hắn cảm giác Hạ Tử Ninh nói nên là thật, chí ít nàng không nhìn ra Hạ Tử Ninh cái này lần tự thuật chung có bất luận cái gì kẽ hở, vì vậy hắn buông lỏng ra Hạ Tử Ninh, nói rằng tốt, sự tình hôm nay coi như làm không có phát sinh, ta không có hứng thú quản chuyện của ngươi, sau đó ngươi có thể kế tục lưu tại Trấn Thiên Môn, đương nhiên cũng có thể lập tức ly khai Trấn Thiên Môn. Bất quá, ta còn là cho rằng ngươi ly khai Trấn Thiên Môn tốt. Hạ Tử Ninh không nghĩ tới Diệp Thần Phong nghe xong chuyện của hắn sau, vậy mà hội biểu hiện ra như vậy lãnh đạm biểu tình tới, căm giận nói rằng, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, Diệp Thần Phong, ta nhìn lầm ngươi, ngươi liền một điểm giúp người làm niềm vui tốt thiện tâm đều không có sao. Này, lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, chuyện của chính ta đều xử lý không tốt. Ta làm sao có thời giờ để ý tới chuyện của ngươi. Diệp Thần Phong dùng một tay mặc quần áo xong sau đó, còn nói thêm, đi nhanh lên ra phòng của ta đi. Nếu không người khác thật đúng là cho là chúng ta hai cái tại cái kia gì ni. Hạ Tử Ninh tức giận trừng mắt một cái Diệp Thần Phong sau đó, liền hướng bên ngoài phòng đi, đương Diệp Thần Phong đưa Hạ Tử Ninh ra khỏi phòng. Diệp Thần Phong nhìn đến bên ngoài phòng, Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, Tôn Hiểu Lệ. Tôn Hằng Phi cùng Tần Nghị đều tại, bọn họ chính vẻ mặt nụ cười nhìn Diệp Thần Phong, điều này làm cho hắn lập tức vẻ mặt nghiêm chỉnh nói rằng, các ngươi không nên hiểu lầm, vừa rồi Hạ Tử Ninh chỉ là cấp ta xoa bóp tới, nàng thủ pháp đấm bóp hữu ích cho cốt cách khép lại. Mắc cỡ đỏ mặt chạy tới cách đó không xa Hạ Tử Ninh nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, nàng dưới chân bước chân chợt ngừng lại, mặt thượng lộ ra thanh thuần dáng tươi cười, quay đầu lại, vẻ mặt u oán nói rằng, Thần Phong thiếu gia. Lần sau ngươi cần phải khinh một điểm, ngươi đều làm đau nhức ta. Nói xong, Hạ Tử Ninh liền đôi má đỏ bừng không gì sánh được ly khai. Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm chúng nhân nghe được Hạ Tử Ninh lời nói sau, bọn họ một đám nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Tốt dạng con trai, mụ hội ủng hộ ngươi. Lão đại, nguyên lai ngươi đã sớm coi trọng Hạ Tử Ninh a. Thần Phong, ngươi không chỉ thực lực cường hãn. Cái này tán gái phương diện bản lĩnh cũng lợi hại a. Tôn Mỹ Cầm, Tần Nghị cùng Tôn Hằng Phi chúng nhân sôi nổi thảo luận sôi nổi lên, điều này làm cho chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí trong lòng thầm mắng Hạ Tử Ninh, càng là tại trong lòng tướng Hạ Tử Ninh cái kia gì mất trăm lần, lúc này hắn cùng Hạ Tử Ninh quan hệ, thế nhưng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chương 706, Hàn Sơ Tuyết tin tức. Tại Diệp Thần Phong bị Tôn Mỹ Cầm chúng nhân hiểu lầm cùng Hạ Tử Ninh đã cái kia gì thời gian. Từ thế tục giới đi thông cổ võ giới kết giới chi môn địa phương, xuất hiện một người mặc bạch sắc sa chất quần áo nữ tử mặt thượng một phiến lành lạnh, dáng dấp trái lại tươi mát thoát tục, phảng phất là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần thông thường, nếu như lúc này Diệp Thần Phong tại ở đây, khẳng định hội liếc mắt nhận ra cô gái này chính là của hắn Hàn Sơ Tuyết.
Hàn Sơ Tuyết ngọc thủ đặt tại trên mặt đất, thể nội chân kình chi lực không ngừng dũng động lên, trong khoảnh khắc, một cổ thiên giai thượng phẩm khí thế từ trong cơ thể nàng bạo phát ra, bất quá, điều này cũng làm cho Hàn Sơ Tuyết sắc mặt tái nhợt vài phần. Tại Hàn Sơ Tuyết tướng chân kình chi lực rót vào đến mặt đất chung thời gian, ở trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo quang mạc, trong miệng chăm chú cắn ngân nha, dường như tại thừa thụ nào đó lớn lao thống khổ thông thường, mặt thượng thần sắc càng bạch vài phần. Kỳ thực dùng Hàn Sơ Tuyết tư chất căn bản không thể có thể trong khoảng thời gian này để thăng tới thiên giai thượng phẩm, thế nhưng Hàn Sơ Tuyết đã là không kịp đợi, nàng không kịp đợi nếu muốn báo thù, cho nên nàng sử dụng một loại để thăng thực lực bí thuật. Thông thường rất nhiều trong môn phái cũng sẽ có độc môn để thăng thực lực bí thuật, bất quá, đại đa số để thăng thực lực bí thuật sẽ làm người thi triển trả giá rất lớn đại giới. Cũng tỉ như nói Hàn Sơ Tuyết thi triển loại bí thuật này, đầu tiên phải muốn thực lực đạt được thiên giai tài năng đủ thi triển, thứ yếu loại bí thuật này hiệu quả tuy rằng có thể duy trì chừng 7 ngày, thế nhưng đẳng bí thuật hiệu quả kết thúc sau đó, người thi triển thực lực không chỉ muốn thối lui đến địa giai hạ phẩm, với lại thọ mệnh còn có thể giảm bớt đến chỉ còn 4 năm. Cho nên, có thể nghĩ Hàn Sơ Tuyết bỏ ra bao nhiêu đại giới, nàng mới đưa thực lực tăng lên tới thiên giai thượng phẩm. Hàn Sơ Tuyết nhìn xuất hiện ở trước mặt màn sáng, nàng hai tròng mắt lạnh như băng không nén nổi ngẩng đầu nhìn Lam Thiên, vốn là lạnh giá chung nhiều một chút nhu tình, âm thầm nói lầm bầm, nếu như lần này có thể vì phụ mẫu ta báo thù, như vậy thần phong, tại ta sinh mệnh còn dư lại cuối cùng 4 năm chung, ta sẽ thật tốt bồi tại bên cạnh ngươi. Nói xong, Hàn Sơ Tuyết hai con ngươi chung nhu tình biến mất không thấy, từng bước hướng màn sáng chung đi vào. Có thể Hàn Sơ Tuyết không biết, nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân, sớm so nàng trước đạt tới cổ võ giới, thậm chí đã đem cổ võ giới khuấy hôn thiên địa tối sầm, lúc đó nàng mặc dù đang Diệp Thần Phong trên người thấy được thực lực cường hãn, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong có thể đi cho tới hôm nay bước này. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian vội vã trôi qua. Hạ Tử Ninh tại từ Diệp Thần Phong trong phòng đi ra ngày thứ hai, nàng liền tiêu không một tiếng động ly khai trấn thiên môn, điều này làm cho Tôn Mỹ Cầm còn thật tốt hỏi Diệp Thần Phong một phen, là không phải vợ chồng son cãi nhau các loại. Tại Diệp Thần Phong một lần lại một lần giải thích hạ, Tôn Mỹ Cầm tài có điểm tin con trai của hắn cùng Hạ Tử Ninh kỳ thực không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đồng dạng, tại trong hai ngày này, Diệp Thần Phong cảm giác hắn 10 cấp trung kỳ linh hồn lực, mơ hồ có loại muốn đi vào đỉnh phong thế đầu, có thể là trải qua một hồi huyết chiến nhượng hắn có đột phá cơ hội, chính cái gọi là tái ông mất ngựa yên chi phi phúc mà. Còn có, Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn tại trong hai ngày này đúng ba đại môn phái triển khai bao vây tiễu trừ, ba đại môn phái những người còn lại căn bản là không chống đỡ nổi Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn thế tiến công. Có thể nói lần này bao vây tiễu trừ coi như là tương đối buông lỏng. Trấn Thiên Môn đằng sau một chỗ trên đỉnh núi, Quý Đỉnh Thiên, Tôn Bác Dịch cùng Diệp Thần Phong, ba người bọn hắn mặt thượng đều mang đau thương, trong đó Quý Đỉnh Thiên trong tay cầm một cái hũ cho cốt, bên trong đựng là phụ thân hắn Quý Thuận Đức cho cốt. Hắn hít một hơi, nói rằng, cha ta đã từng vẫn đối với ta nói, người cả đời này là thế nào tới. Cũng chung quy muốn thế nào đi, hắn nói qua có một ngày nếu như hắn qua đời, nhất định muốn tướng cho cốt của hắn từ đỉnh núi rơi. Không yêu cầu cho hắn thiết lập phần mộ, hắn nói hắn đời này tự do thói quen, sau khi chết vẫn là cùng sơn dã làm bạn là tự do nhất hào hiệp. Quý tiền bối, đằng qua vài ngày, ta chuẩn bị trước đem phụ mẫu ta đuổi về thế tục giới đi, thuận tiện để cho bọn họ cùng gia gia ta thật tốt đoàn tụ, tại cái này sau đó, ta còn biết được đến cổ võ giới chung. Thuận tiện đến đỉnh cấp thế lực bên kia đi xem, có thể không thể đủ bang phụ thân ngươi hoàn thành trong lòng chưa xong nguyện vọng. Diệp Thần Phong đúng Quý Đỉnh Thiên nói rằng, nếu không Quý Thuận Đức lúc đó bang hắn cản một trường, hiện tại biến thành một đống cho cốt rất có thể là hắn. Diệp Thần Phong là một cái tri ân báo đáp người, cho nên hắn bây giờ vì phần ân tình này, hắn cũng phải muốn đi đỉnh cấp thế lực bên kia đi một chuyến. Thần Phong, cha tạ tử, người thật không cần tự trách, đỉnh cấp thế lực dù sao thật là đáng sợ, nếu như Thần Phong ngươi có một ngày có thể đến cùng đỉnh cấp thế lực đối kháng thời gian. Ngươi lại đi đỉnh cấp thế lực một mặt cũng không trễ, nếu như ngươi đời này đều còn chưa đạt tới loại thực lực đó, như vậy ngươi cũng không cần đi mạo hiểm, ta biết cha ta giúp ngươi đỡ một trường, hắn cũng không phải cho ngươi đi không không chịu chết. Quý Đỉnh Thiên tướng hủ cho cốt che mở ra, tướng cho cốt chậm chậm hướng đỉnh núi hạ tát đi. Quý lão đầu,
người trước ở chỗ này chờ ta một đoạn thời gian, ta xem ta không bao lâu cũng tới theo ngươi, đến lúc đó ta cho cốt cũng rắc vào cái này phiến trong sơn giã, chúng ta hai cái tựu lại có thể cùng lúc còn trẻ giống nhau nâng cốc nói vui mừng, ta sẽ không để cho một mình ngươi tại ở đây cô Linh Linh. Tôn Bác Dịch nhìn Tát hướng đỉnh núi hạ cho cốt, hốc mắt của hắn có chút hơi đã ươn ướt, hắn cùng Quý Thuận Đức đã là tốt mấy thập niên bằng hữu. Nhìn đến Quý Đỉnh Thiên Tướng cho cốt Tát sau khi xong, Tôn Bác Dịch nhìn Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong, người muốn dẫn cha mẹ ngươi hồi một chuyến thế tục giới sao? Vừa vặn cổ võ giới chung sự tình cũng kết thúc, trước đây cha mẹ ngươi kết hôn thời gian, chúng ta Tôn gia là cầm ý kiến phản đối, hiện tại vừa vặn cũng đi Diệp gia ngay mặt bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, cảm tạ Diệp gia cấp ta bồi dưỡng được như thế một cái có tiền đồ tằng ngoại tôn. Ân, cái này hoàn toàn không thành vấn đề a. Nếu không quý tiền bối cũng cùng chúng ta cùng nơi hồi một chuyến thế tục giới đi giải sầu một chút đi. Diệp Thần Phong đúng Quý Đỉnh Thiên nói rằng. Thần Phong, cảm ơn ngươi có hảo ý, ta thì không đi được. Quý Đỉnh Thiên khoát tay áo nói rằng. Diệp Thần Phong gặp Quý Đỉnh Thiên cự tuyệt, hắn cũng không tốt cưỡng cầu nữa, lại hỏi Tôn Bác Dịch, ngoại thái công, hai ngày này có không có Hàn Sơ Tuyết tin tức. Tôn Bác Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Thần Phong. Vẫn là không có Hàn Sơ Tuyết tin tức. Giữa lúc Tôn Bác Dịch vừa dứt lời hạ chi tế, Tôn Dương An nhanh chóng đi lên núi đầu, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, Trấn Thiên Môn đệ tử tra được Hàn Sơ Tuyết tin tức. Ngoại công, cái này là thật sao? Hàn Sơ Tuyết ở nơi nào? Diệp Thần Phong vội vàng nghi vấn hỏi. Tôn Dương An hoãn khẩu khí, nói rằng, Thần Phong, cứ chúng ta Trấn Thiên Môn đệ tử tra xét đến tin tức. Ngày hôm qua hình như Hàn Sơ Tuyết về tới Hàn Môn Chi Trung, đồng thời muốn ám sát Hàn Môn hiện giữ trưởng môn, đáng tiếc là cuối cùng không có thành công, hiện tại Hàn Sơ Tuyết nên là bị bắt sống, bị nhốt ở Hàn Môn Chi Trung. Nghe được Hàn Sơ Tuyết bị nhốt ở Hàn Môn Chi Trung, Diệp Thần Phong hai con ngươi trung lóe lên hai mặt lạnh giá quang mang, một bên Tôn Bác Dịch chúng nhân thấy thế, bọn họ lập tức biết Diệp Thần Phong trong lòng lại động sát ý, sợ rằng Hàn Môn phải xui xẻo. Tôn Bác Dịch nói rằng, Thần Phong, người không biết Hàn Môn vị trí cụ thể, chúng ta trước trở lại đại điện lại thương lượng cái này kiện sự tình. Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng cấp tốc thiết muốn gặp được Hàn Sơ Tuyết, có thể là của hắn xác thực không biết Hàn Môn vị trí cụ thể, chỉ có thể trước cùng Tôn Bác Dịch chúng nhân cùng nơi về tới Trấn Thiên Môn trong đại điện. Trấn Thiên Môn trong đại điện, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ chúng nhân cũng đều ở đây. Nguyên bản Tôn Bác Dịch muốn tự mình cùng Diệp Thần Phong đi một chuyến Hàn Môn, bất quá, bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, loại chuyện này căn bản không cần phải Tôn Bác Dịch đứng ra, cuối cùng vẫn là Tôn Hiểu Lệ cùng Diệp Thần Phong đồng loạt xuất phát. Vì để ngừa vạn nhất, Vương Lực đưa ra phong vệ đội người cũng cùng nơi theo Diệp Thần Phong đi, cho nên Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ hai người trước xuất phát, hai người bọn họ không có lựa chọn ngồi mã xa. Được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, Tôn Hiểu Lệ tốc độ cũng tăng lên không ít, dùng tốc độ của bọn họ bây giờ xa xa so ngồi mã xa nhanh hơn nhiều. Mà Tôn Hằng Phi tắc là vì phong vệ đội người dẫn đường, bởi vì bọn họ không có Diệp Thần Phong trợ giúp, cho nên tốc độ muốn hơi mạn thượng một đoạn, cũng không lâu lắm, giữa bọn họ cự ly đã bị kéo ra, trong tầm mắt đã nhìn không thấy Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ thân ảnh, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thần Phong lúc này trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Chương 707, Hoa Trừ. Trấn Thiên Môn cùng Hàn Môn trong lúc đó cự ly, dùng Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ phát huy được tốc độ, bọn họ khoảng chừng tại chừng 2 canh giờ, thì có thể đủ thuận lợi đến Hàn Môn sở tại. Tại Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ thật nhanh chạy tới Hàn Môn thời gian, Hàn Môn chung một chỗ âm lãnh ẩm ướt dưới đất trong phòng giam, tổng cộng có 2 nam 1 nữ, bọn họ hài hước toàn bộ ánh mắt tập trung vào. Bị giam tại lao ngục chi chung một gã sắc mặt lạnh giá trên người cô gái. Cái này tên sắc mặt lạnh giá nữ tử chính là Hàn Sơ Tuyết, nguyên bản nàng ngày hôm qua muốn lẻn vào Hàn Môn chung báo thù cho cha mẹ, đáng tiếc cuối cùng bị người phát hiện. Hàn Môn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, thế nhưng thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng là có mấy cái, ám sát chưa toại Hàn Sơ Tuyết đang đối mặt nhiều tên thiên giai cao thủ vây đánh hạ, nàng rất nhanh đã bị Hàn Môn người cấp bắt sống. Bây giờ trong cơ thể nàng nhiều chỗ huyệt vị bị ngăn lại, thiên giai thượng phẩm chân kình chi lực chút nào đề thăng không đứng dậy. Chỉ có thể ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm lao ngục bên ngoài ba người. Tại cái này ba người chi chung, một gã hơn 40 tuổi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được trung niên nam nhân,
là Hàn Sơ Tuyết thân thúc thúc Hàn Nghiêm Nghĩa, một gã khác mặt thượng hóa thành nồng trang trung niên nữ nhân, là Hàn Nghiêm Nghĩa lão bà Lý Đông Mai, một tên sau cùng 20 nhiều tuổi, mặt thượng xương cốt của có chút dị dạng thanh niên, hắn là con trai của Hàn Nghiêm Nghĩa Hàn Vĩ. Trước đây phụ thân của Hàn Sơ Tuyết Hàn Nghiêm Trung là Hàn Môn trưởng môn, thế nhưng Hàn Nghiêm Trung thân đệ đệ Hàn Nghiêm Nghĩa, hắn tham đồ chức trưởng môn, đồng thời vẫn nghĩ mọi cách muốn ngồi trên Hàn Môn trưởng môn, kết quả là, ngày một trường, Hàn Nghiêm Nghĩa tự không cách nào khống chế ở trong lòng cái này cổ khát vọng, hạ độc sát hại thân ca của hắn ca Hàn Nghiêm Trung cùng đại tẩu Thái Ngọc Phân, mạnh mẽ cướp đoạt Hàn Môn chức trưởng môn, cuối cùng còn tướng Hàn Sơ Tuyết gân tay cùng chân gân toàn bộ đánh gãy. Bí mật vẫn đưa đến thế tục giới đi, cái này cũng đưa đến trước đây Diệp Thần Phong tại biên cảnh bán đấu giá trường đệ nhất thứ gặp Hàn Sơ Tuyết. Người cái tiện nhân, người quả thực cùng ngươi không biết xấu hổ mẫu thân là một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra, ngươi lại trừng mắt ta, ngươi tin hay không ta trực tiếp tướng hai tròng mắt của ngươi đào. Hóa thành nồng trang Lý Đông Mai hướng người đàn bà chanh chua thông thường. Hướng lao ngục chi chung Hàn Sơ Tuyết chửi rủa đạo. Nói đến Lý Đông Mai căm hận Hàn Sơ Tuyết cũng là có một ít nguyên nhân, tại lúc còn trẻ nàng bây giờ lão công Hàn Nghiêm Nghĩa là vui vui mừng mẫu thân của Hàn Sơ Tuyết Thái Ngọc Phân, đáng tiếc lúc đó tại Thái Ngọc Phân trong mắt chỉ có Hàn Nghiêm Trung một người, có thể nghĩ cuối cùng Hàn Nghiêm Nghĩa nhất định là bị Thái Ngọc Phân cự tuyệt, cho nên mới tiếp nhận rồi Lý Đông Mai ái, cái này kiện sự tình vẫn là Lý Đông Mai trong lòng một cái viên, nhượng nàng nhìn thấy Hàn Sơ Tuyết thật giống như thấy được Thái Ngọc Phân. Hai mẹ con này thật sự là trường được quá giống, với lại trên người lành lạnh khí chất cũng giống nhau như đúc. Tốt, Đông Mai, người bớt tranh cãi đi. Hàn Nghiêm Nghĩa thanh âm trầm thấp mở miệng nói rằng. Ngược lại nhìn lao ngục chi chung Hàn Sơ Tuyết, nói rằng, Sơ Tuyết. Ta nói như thế nào cũng là của ngươi thân thúc thúc, ngươi chính là như thế đối đãi trưởng bối. Bị giam tại lao ngục chi chung, thân thể trong không có khí lực Hàn Sơ Tuyết. Nàng cổ họng trong cười lạnh hai tiếng, nói rằng, ngươi là của ta thân thúc thúc sao? Ngươi là trưởng bối của ta sao? Đến lúc này, ngươi ở trước mặt ta trang người tốt lành gì? Ngươi tướng phụ mẫu ta độc hại, tướng ta gân tay cùng chân gân đánh gãy. Nhưng ta lưu lạc tiến trong phòng đấu giá đi bán đấu giá, ngươi nói ta có lý do coi ngươi là làm trưởng bối đối đãi. Ngươi chính là một cái xúc sinh, một cái không hơn không kém xúc sinh. Uổng cha ta cho tới nay đều đúng ngươi không có bất luận cái gì lòng phòng bị, những ngươi xúc sinh này có thể thừa dịp cơ hội. Nghe vậy, Hàn Nghiêm Nghĩa sắc mặt biến được khó coi rất nhiều, trước đây hắn đem Hàn Sơ Tuyết vận chuyển ra cổ võ giới, là bởi vì lúc đó Hàn Môn nổi gió nổi mây phun. Hắn tuyệt đối không thể đủ đem Hàn Sơ Tuyết lưu tại Hàn Môn chung, kỳ thực trước đây hắn theo đuổi Thái Ngọc Phân bị cự tuyệt sau đó, lại trơ mắt nhìn Thái Ngọc Phân cùng ca ca của hắn Hàn Nghiêm Trung cùng đi tới. Cái này kiện sự tình cho tới nay cũng là hắn khúc mắc. Nếu như lúc đó Hàn Môn nội không phải gió nổi mây phun, hắn tuyệt đối không hội tướng Hàn Sơ Tuyết vận chuyển ra cổ võ giới, bởi vì Hàn Sơ Tuyết cùng mẫu thân của hắn trường được thực sự quá giống, thế cho nên Hàn Nghiêm Nghĩa trong lòng có một tên biến thái nghĩ cách. Hắn trước đây không chiếm được Thái Ngọc Phân thân thể, bây giờ được Thái Ngọc Phân nữ nhi Hàn Sơ Tuyết thân thể cũng giống như nhau. Cho nên... đương Hàn Sơ Tuyết lẻn vào Hàn Môn tới ám sát Hàn Nghiêm Nghĩa thời gian, Hàn Nghiêm Nghĩa trong lòng có một cổ không hiểu hưng phấn. Mỗ trùng xúc sinh tư tưởng ở trong lòng của hắn mặt vô hạn mở rộng. Sơ Tuyết, có chút sự tình không cần phải nói như thế hiểu, nếu ngươi đã trở lại Hàn Môn, như vậy sau đó ở đây chính là nhà của ngươi, tốt xấu ngươi cũng là anh ta lưu lại huyết mạch duy nhất, ta cũng không thể đủ nhượng anh ta đoạn tử tuyệt tôn đi. Cho nên... sau đó ta sẽ thay ta ca chiếu cố tốt ngươi, ngươi trước tiên ở đây thật tốt nghĩ lại, ta buổi tối lại tới cho ngươi tống cơm tối. Hàn Nghiêm Nghĩa trong lòng đã tại dự mưu buổi tối đúng Hàn Sơ Tuyết động thủ, tiếp theo rồi hướng Lý Đông Mai cùng Hàn Vĩ, nói rằng tốt, chúng ta cũng đều rời đi nơi này đi. Hàn Vĩ có chút lưu luyến không rời được nhìn Hàn Sơ Tuyết xinh đẹp khuôn mặt, một đôi trong con ngươi hoàn toàn bị nào đó khát vọng cấp lấp đầy. Trên đầu của hắn đột nhiên bị Hàn Nghiêm Nghĩa vỗ một cái, thấp giọng nói rằng, tiểu vĩ, ngươi cũng không nên động cái gì oai đầu óc, ta biết ngươi đã sớm nhìn chúng Sơ Tuyết bộ dáng, ngươi lại chờ thêm cái một hai ngày, đến lúc đó ta khẳng định hội thỏa mãn ngươi. TRUIENCUA TUIVN cảm tạ ba, cảm tạ ba. Nghe được cha mình lời nói sau, Hàn Vĩ vội vàng mở miệng nói rằng,
Ni Tuất ở đằng trước Lý Đông Mai đột nhiên quay đầu lại, hỏi các ngươi hai cha con tại nói nhỏ nói cái gì đó. Mụ, chúng ta không có đang nói cái gì. Chúng ta vội vàng ly khai địa lao đi. Có cha mình cam đoan sau, Hàn Vĩ sẽ chờ hai ngày nữa hưởng thụ Hàn Sơ Tuyết thân thể. Bị giam tại lao ngục chi trung Hàn Sơ Tuyết, nàng một đôi lạnh giá con ngươi nhìn Hàn Nghiêm Nghĩa chúng nhân sau khi rời khỏi, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ giằng co, nàng có nghĩ tới bản thân hội ám sát thất bại, nàng hiện tại trong lòng đột nhiên đặc biệt tưởng niệm Diệp Thần Phong, trong đầu Diệp Thần Phong khuôn mặt bắt đầu càng tới càng rõ ràng, bên mép nói lầm bầm Thần Phong, ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Hai cái tiếng đồng hồ nháy mắt liền đi qua. Hàn Môn kiến tạo tại một chỗ không tính là cao bao nhiêu sơn thượng, tại giữa sườn núi trên thềm đá, có một đám nữ đệ tử xung quanh một người tuổi còn trẻ nam đệ tử, bọn họ khẩu chung vậy mà đàm luận là mấy ngày hôm trước một hồi huyết chiến, một đám trò chuyện là hứng thú dạt dào. Cái này tên trẻ tuổi nam đệ tử là Thạch Thiên, toàn thân thực lực đạt tới thiên giai hạ phẩm, tại Hàn Môn trẻ tuổi chung xem như là tư chất đúng vậy nhân vật thiên tài, với lại Thạch Thiên bên ngoài cũng dáng rất không tệ. Cho nên hắn tại Hàn Môn chung rất có nữ nhân duyên, rất nhiều nữ đệ tử đều thích xung quanh hắn chuyển. Thạch Thiên vẻ mặt cao ngạo nói, hiện tại các đại môn phái chung đều đang nói Trấn Thiên Môn ra một người tuổi còn trẻ thiên tài tuyệt thế, thực lực có thể cùng tiên thiên trung kỳ sánh ngang, thậm chí là siêu việt tiên thiên trung kỳ, ta xem cái này chỉ do là đánh rắm, coi như là này đỉnh cấp trong thế lực cũng bồi dưỡng không ra như vậy thiên tài tới, chớ nói chi là một cái chính là Trấn Thiên Môn. Thạch Thiên Sư Huynh nói rất đúng, trong mắt của ta Thạch Thiên Sư Huynh tài là thiên tài, cái kia Trấn Thiên Môn tên gì Diệp Thần Phong, căn bản không có cách gì cùng Thạch Thiên Sư Huynh đánh đồng. Tại tương lai Thạch Thiên Sư Huynh nhất định có thể tướng chúng ta Hàn Môn phát dương quang đại, Thạch Thiên Sư Huynh tương lai hay là vẫn có thể tiếp xúc được thần bí đỉnh cấp trong thế lực người đâu. Dù sao Diệp Thần Phong ngưu bê thân thủ, chỉ có số ít trong môn phái người thấy qua, Hàn Môn những. Này người không quá tin tưởng cũng chẳng có gì lạ, bất quá, cái này Thạch Thiên chỉ do là đè thấp Diệp Thần Phong tới nâng lên bản thân mà. Thạch Thiên nghe chu vi nữ đệ tử tiếng ca ngợi, trên mặt hắn cao ngạo là càng thịnh vượng, ngược lại, hắn thấy được sơn dưới có hai đạo thân ảnh tại nhanh chóng hướng Hàn Môn chạy tới, khi hắn có thể thấy rõ ràng là một nam một nữ sau, với lại một nam một nữ này hình dạng đặc biệt xa lạ, hắn biết nên là những môn phái khác chung người tới bái phỏng Hàn Môn. Cái này thời gian làm ra vẻ bê, còn chờ cái gì thời gian? Vì vậy, Thạch Thiên hắng giọng, quát, hai vị lập tức dừng lại cho ta tới. Thạch Thiên thấy mình giống xong một tiếng sau, tốc độ của đối phương không chút nào giảm bớt, huống chi chu vi còn có nữ đệ tử ở đây. Hắn lập tức tướng trong cơ thể thiên giai hạ phẩm khí thế tăng lên lên, lần thứ hai quát, hai vị lập tức dừng lại cho ta tới, nếu không có thể đừng trách ta không khách khí. Mang theo Tôn Hiểu Lệ cấp tốc chạy trốn Diệp Thần Phong, nhìn đến trước mắt có cái ngốc bê chặn đường đi của hắn lại, hắn hiện tại nào có lãng phí thời gian tâm tình. Hắn thế nhưng bức thiết muốn gặp được Hàn Sơ Tuyết. Cho nên, Diệp Thần Phong tượng phách mũi giống nhau vung ra tay phải bàn tay, ba. Một tiếng, tại Thạch Thiên còn không có phản ứng tới được thời gian, một cái tát trực tiếp đánh vào Thạch Thiên mặt thượng, kết quả Thạch Thiên thân thể chợt đánh vào bên cạnh trên vách núi đá, mà trong quá trình này, Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ tốc độ không có chút nào giảm bớt, dường như một trận gió giống nhau tại mấy tên khác Hàn Môn nữ đệ tử bên cạnh chợt lóe lên. Hàng này, tại Diệp Thần Phong trước mặt trang bê, hơn nữa còn là ở vào thời điểm này, thuần túy là bản thân hoa trừ nguyên liệu. Chương 708, ta là Diệp Thần Phong. Đi thông Hàn Môn giữa sườn núi chỗ, nhiều tên Hàn Môn trung nữ đệ tử. Các nàng trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ thân ảnh nhanh chóng tiêu thất ở trong tầm mắt, các nàng một đám ánh mắt hoàn toàn dại ra ở, mặt thượng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, các nàng không có nghĩ đến bên trong lòng mình dường như thiên tài thông thường Thạch Thiên, hội bị một cái đồng dạng nam nhân trẻ tuổi trực tiếp cấp một cái tát đánh bay. Loại rung động này cảm quan hình ảnh, nhượng những nữ đệ tử này một đám tim đập không ngớt. Thân thể nặng nề đánh vào trên vách núi đá Thạch Thiên. Đầu hắn trong cảm giác hỗn loạn, má trái gò má thượng đau đớn không gì sánh được, cái này Thạch Thiên trên người thời gian qua có mang cái gương tập quán, bởi vì đối với tướng mạo của mình, hắn cũng là hết sức hài lòng, tùy thời tùy chỗ thích cầm ra một mặt cái gương để thưởng thức hình dạng của mình. Nhưng này hồi, khi hắn từ trong lòng ngực mặt cầm ra một mặt cái gương,
từ trong gương nhìn đến hắn cả khuôn mặt gò má thượng xương cốt của hoàn toàn vặn vẹo sau đó, trong miệng hắn hô hấp biến được dồn dập tránh ra, cổ họng trong điên cuồng quát tiểu tử, bất kể ngươi là ai, ngày hôm nay ta đều muốn giết ngươi, đều muốn giết ngươi. Nói xong, Thạch Thiên cũng hướng hàn môn chạy trốn mà đi, mặt khác nhiều tên hàn môn nữ đệ tử theo sát Thạch Thiên phía sau. Tại Thạch Thiên hướng tới hàn môn chạy trốn thời gian, Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ đã tới hàn môn trước một phiến cực đại tu luyện. Diệp Thần Phong gặp tu luyện trường thượng chỉ có thưa thớt vài tên hàn môn đệ tử, hắn tức khắc để đủ khí, lợi dụng linh hồn lực quát hàn môn trưởng môn lập tức lăn ra đây cho ta. Diệp Thần Phong thanh âm vang dội toàn bộ hàn môn, lập tức thật nhiều hàn môn đệ tử cùng với hàn môn trung trưởng lão, vội vàng từ hàn môn đại điện trung chạy ra, đương hàn môn trung người thấy là một gã thanh niên nhân đang gọi rầm rĩ thời gian, nhất là ba gã hàn môn trưởng lão mặt thượng lộ ra cực vì bất thiện thần sắc. Tuy rằng trước Quy Nguyên môn trưởng môn Đại Thọ cũng mời hàn môn, thế nhưng hàn môn trưởng môn Hàn Nghiêm Nghĩa bởi vì lúc ấy có một ít sự tình, cũng không có đi tham gia Quy Nguyên môn trưởng môn Đại Thọ. Sau đó ba đại môn phái bao vây tiểu trừ Trấn Thiên môn, hàn môn người cũng không có đi vô giúp vui, cho nên hàn môn chung người chỉ là nghe nói Diệp Thần Phong các loại sự tích. Cũng không biết Diệp Thần Phong là hình dạng thế nào. Ba gã hàn môn trưởng lão trong lúc đó, một tên trong đó mặc thanh sắc trường sam lão đầu đứng dậy, quát dẹp đường, ngươi là của môn phái nào đệ tử? Dám tới chúng ta hàn môn nháo sự, ngày hôm nay ngươi phải muốn cho chúng ta hàn môn một cái công đạo. Diệp Thần Phong nơi nào muốn cùng những, này lão già kia chít chít, lạnh giá con ngươi như ngừng lại tên thanh sắc trường sam trên người trưởng lão, hỏi, ngươi là hàn môn trưởng môn? Tiểu tử, chúng ta trưởng môn là ngươi nói gặp là có thể thấy sao? Ngươi cho là mình toán cái thứ gì? Vội vàng đem ngươi nơi môn phái hãy xưng tên ra, ta đảo muốn nhìn là môn phái nào bồi dưỡng được ngươi như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử. Mặc thanh sắc trường sam trưởng lão hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Hắn thấy tượng như vậy người như vậy, dùng hắn thiên giai thượng phẩm thực lực, tùy thời tùy khắc đều có thể đủ dễ dàng giải quyết. Thế nhưng, tại một giây kế tiếp, cái này tên mặc thanh sắc trường sam trưởng lão, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trướng so cây táo chín còn muốn hồng. Hai con ngươi hình như trực tiếp cũng bị hắn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài giống nhau. Vừa rồi tại cái này tên mặc thanh sam trưởng lão vừa nói xong thời gian, Diệp Thần Phong kiên trì thật là tiêu ma sạch sẽ, nếu như đổi lại là bình thời, hắn còn có thể dài dòng nữa thượng vài câu, nhưng bây giờ nơi đó có như vậy tâm tình. Hắn đầy đầu đều bị hàn sơ tuyết cấp lấp đầy, cái này trước đây đem thân thể cho hắn sau đó, lưu hạ một phong thơ ra đi không từ biệt nữ nhân. Cho nên, Diệp Thần Phong không muốn cùng những này người nhiều lời. Hắn trực tiếp sử xuất huyền thiên bộ pháp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ăn mặc thanh sắc trường sam trước mặt trưởng lão, tay phải bàn tay gắt gao tạp ở cổ của đối phương, không cần hoài nghi, chỉ cần Diệp Thần Phong nhẹ nhàng một dùng sức, hắn liền lập tức có thể tống cái này tên thanh sam trưởng lão đi gặp Diêm Vương gia. Thế nhưng, Diệp Thần Phong hiện tại còn không dự định đại khai sát giới. Hắn biết muốn đưa cái này thù lưu cho Hàn Sơ Tuyết báo. Điều này làm cho tài năng đủ nhượng Hàn Sơ Tuyết cởi ra trong lòng khúc mắc, kỳ thực Diệp Thần Phong đối đãi bản thân nữ nhân vẫn là vô cùng chu đáo, quang từ nơi này một điểm thượng tựu không khó đã nhìn ra. Hiện tại ta có thể cho các ngươi trưởng môn lăn ra đây gặp ta sao? Các ngươi không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Diệp Thần Phong âm trầm lạnh giá ngôn ngữ, vang vọng tại tên thanh sam trưởng lão bên tai. Những thanh sam trưởng lão cái chán cùng sau lưng đeo nhìn không được bốc lên ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi, nhất là Diệp Thần Phong hai giống như tử thần con ngươi. Những thanh sam trưởng lão cái này vị thiên giai thượng phẩm cao thủ, có loại thân thể run hàm răng run lên cảm giác. Loại cảm giác này giống như là Diệp Thần Phong là một ngọn núi lớn, nặng nề đặt ở trên người của hắn, nhưng hắn trong đáy lòng căn bản sản sinh không được bất luận cái gì muốn ý niệm chống cự. Chỉ có sợ hãi không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, hắn rất muốn biết trước mặt cái này kinh khủng thanh niên nhân là ai. Cổ võ giới lúc nào xuất hiện cái này đám nhân vật. Chu vi hàn môn trung đệ tử, bọn họ cũng không có nghĩ đến hội xuất hiện cái này loại tràng cảnh, có thiên giai thượng phẩm thực lực hàn môn trưởng lão, vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào đã bị một thanh niên cấp tạp ở cổ họng. Với lại tùy thời tùy chỗ đều có tử vong nguy hiểm. Đây quả thực là so nam nhân mang thai còn muốn tới thảo đàn.
Hai gã khác trưởng lão nhìn đến thanh sam trưởng lão bị Diệp Thần Phong tạp ở cái cổ, bọn họ cũng biết trước mặt người trẻ tuổi này là một cái có thực lực chủ, một tên trong đó mặc bạch sắc trường sam Hàn Môn trưởng lão, giọng nói hiền lành vài phần, nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta Hàn Môn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tới chúng ta Hàn Môn nháo sự đáng giá sao? Ngươi nếu như là thật muốn bái kiến chúng ta trưởng môn, như vậy ngươi trước bắt tay cấp buông lỏng ra, có chuyện gì chúng ta có thể mở ra mà nói mà. Mới vừa rồi là ai nhường ta lăn ra đây? Hàn Môn trưởng môn Hàn Nghiêm Nghĩa, hắn nguyên bản tâm tình không tệ ở trong phòng vì buổi tối sự tình làm chuẩn bị, ai biết đạo nghe được có kêu gào thanh truyền vào trong phòng, hãy để cho Hàn Môn trưởng môn lăn ra đây kêu gào thanh, cho nên Hàn Nghiêm Nghĩa cũng lập tức đi tới nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương Hàn Nghiêm Nghĩa mới vừa tới đến tu luyện trường thượng hỏi ra vấn đề này sau, hắn mới phát hiện Hàn Môn chung một vị trưởng lão bị một cái xa lạ thanh niên nhân tạp ở cái cổ, sắc mặt của hắn tức khắc âm trầm xuống, quát dẹp đường, là ngươi vừa rồi gọi bản trưởng môn lăn ra đây. Diệp Thần Phong khi nhìn đến Hàn Nghiêm Nghĩa sau đó, trực tiếp một cước tướng thanh sam trưởng lão cấp đá bay ra ngoài, không ướt át bẩn thỉu hỏi, Hàn Sơ Tuyết ở địa phương nào? Lập tức dẫn ta đi gặp nàng. Hàn Sơ Tuyết. Nghe được người trẻ tuổi trước mặt này nhắc tới Hàn Sơ Tuyết, Hàn Nghiêm Nghĩa não bộ thần kinh căng thẳng thoáng cái, sắc mặt biến được càng âm trầm, chất vấn, người rốt cuộc là ai? Người tới nơi này tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết làm gì? Diệp Thần Phong lạnh giá cười nói, đã quên tự giới thiệu mình, ta là Trấn Thiên Môn Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết là nữ nhân của ta tới nơi này tìm về nữ nhân của ta có cái gì không đúng sao? Oanh, oanh, oanh. Diệp Thần Phong cái này lần tự giới thiệu, quả thực tựa như là sấm sét giữa trời quang, nhượng ở đây sở hữu Hàn Môn ra đầu một trận tê dại, phải biết rằng mấy ngày nay về Trấn Thiên Môn Diệp Thần Phong tin tức, tại tất cả nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu trong thế lực truyền lại là xôn xao. Có người nói, Diệp Thần Phong có thể là có thêm so sánh tiên thiên trung kỳ, thậm chí là siêu việt tiên thiên trung kỳ thực lực, thuộc hạ rất có 88 gã thiên giai cao thủ. Đây quả thực là một cái truyền kỳ thông thường chính là nhân vật, rất nhiều đã từng kiến thức qua Diệp Thần Phong sáng tạo kỳ tích những môn phái khác đệ tử, trong lòng bọn họ đã đem Diệp Thần Phong liệt vào cả đời phấn đấu mục tiêu. Hàn Môn toàn bộ tu luyện trường trong nháy mắt biến được yên tĩnh không tiếng động, từng đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn họ muốn nhìn một chút cái này vị gần nhất tại cổ võ giới chung, bị truyền lại xôn xao truyền kỳ nhân vật, rốt cuộc là một người dáng dấp bộ dáng gì người. Hàn Nghiêm Nghĩa đang nghe Diệp Thần Phong tự giới thiệu sau, con người của hắn bỗng nhiên rút nhỏ, cả người thần kinh não bộ kéo căng càng gia tăng, thân là Hàn Môn trưởng môn, hắn đương nhiên cũng nghe nói gần nhất về Trấn Thiên Môn Diệp Thần Phong các loại sự tích, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Hàn Sơ Tuyết làm sao sẽ cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Với lại Diệp Thần Phong còn nói Hàn Sơ Tuyết là nữ nhân của hắn. Người trẻ tuổi trước mặt này thật là Trấn Thiên Môn Diệp Thần Phong. Còn là tại ở đây cố lộng huyền hư. Ngươi là Trấn Thiên Môn Diệp Thần Phong. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh thân phận của ngươi? Hàn Nghiêm Nghĩa hiện tại trong lòng có loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Nếu như trước mắt cái này người thật là Diệp Thần Phong, như vậy Hàn Sơ Tuyết sự tình đến cùng nên phải làm sao? Diệp Thần Phong thế nhưng liền ba đại môn phái đều có thể đủ diệt trừ người. Càng chưa nói Hàn Môn cái này chính là nhị lưu môn phái. Chương 709, không chọc nổi chủ. Nghe được Hàn Nghiêm Nghĩa lời nói này sau đó, Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười lạnh như băng làm lớn ra một ít, thể nội minh mông linh hồn lực trong nháy mắt như hồng thủy bạo phát ra, ở đây thực lực cao nhất cũng chỉ có thiên giai thượng phẩm, càng chưa nói đại bộ phận Hàn Môn đệ tử thực lực chỉ ở vào địa giai huyền giai tầng thứ, bọn họ làm sao chịu được Diệp Thần Phong linh hồn lực áp bách. Phanh, 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 phanh. Trong lúc nhất thời, tại Hàn Môn tu luyện trường thượng, không ngừng vang lên hai chân quỳ xuống đất thanh âm, đầu tiên là đại bộ phận Hàn Môn đệ tử không kiềm hãm được hai chân chậm chậm uốn lượn, thẳng đến cuối cùng hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Tiếp theo, Hàn Môn ba vị trưởng lão cùng trưởng môn Hàn Nghiêm Nghĩa, bọn họ cũng chậm chậm chịu không nổi cái này loại áp bách, hai đầu gối cũng bắt đầu cong queo, thế cho nên cuối cùng cũng quỳ xuống tại trên mặt đất. Tại khắp tu luyện trường thượng, ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, cũng chỉ có Tôn Hiểu Lệ vẫn như cũ là đứng. Đương Hàn Môn người ánh mắt lần thứ hai tập trung đến Diệp Thần Phong trên người thời gian, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy sợ hãi thật sâu, cái này loại sợ hãi nhượng linh hồn của bọn họ đều sinh ra sợ run,
Trước lúc này bọn họ chỉ là nghe nói Diệp Thần Phong các loại sự tích, thậm chí trong lòng còn vẫn duy trì một loại thái độ hoài nghi, mà khi lúc này, bọn họ thiết thân cảm thụ được trên thân thể như áp tầng sơn cảm giác áp bách thời gian. Tận mắt đến tự thiên giai ba vị trưởng lão cùng trưởng môn đều quỳ xuống tại trên mặt đất thời gian, bọn họ mới biết đồn đãi là thật, thậm chí bọn họ cảm thấy Diệp Thần Phong so theo như đồn đãi còn đáng sợ hơn, chỉ dựa vào khí thế để ở đây tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Hàn môn ba vị trưởng lão cùng trưởng môn Hàn Nghiêm Nghĩa, tay chân của bọn họ cùng thân thể là một phiến lạnh giá, cái này loại lạnh giá phảng phất là như gần địa ngục thông thường. Để cho bọn họ cảm giác mình hình như một chân đã bước vào Diêm Vương Điện trong, chỉ cần hơi không lưu ý bọn họ tự hội triệt để biến thành một cổ thi thể. Hiện tại ngươi có thể xác định ta là Diệp Thần Phong sao? Diệp Thần Phong lạnh giá lại hài hước đôi mắt nhìn chăm chú vào Hàn Nghiêm Nghĩa, đối với Hàn Sơ Tuyết sự tình hắn từ lúc thế tục giới tựu từ Tần Nghị khẩu trung hiểu được một ít, trước mặt cái này vị Hàn môn trưởng môn phải là Hàn Sơ Tuyết muốn báo thù đích thực chính đối tượng. Cho nên cái này chủ mưu phải muốn lưu cho Hàn Sơ Tuyết tự mình giải quyết. Huống hồ, Diệp Thần Phong hiện tại còn không biết Hàn Sơ Tuyết bị nhốt ở nơi nào. Vạn nhất chỗ đó chỉ có Hàn môn trưởng môn một người biết, qua loa trực tiếp sát Hàn Nghiêm Nghĩa cũng là đặc biệt không sáng suốt một việc. Té quỵ dưới đất Hàn Nghiêm Nghĩa trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cực lực áp chế trong lòng vô hạn cảm giác sợ hãi, hắn biết mặt cái này có thực lực như vậy thanh niên phải là Diệp Thần Phong. Cổ họng trong chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng ta tin tưởng ngươi là Diệp Thần Phong, ta tin tưởng ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe vậy, Diệp Thần Phong tướng bên ngoài thả ra ngoài linh hồn lực thu hồi thể nội, điều này làm cho ở đây Hàn môn người nhất thời cảm giác thân sức ép lên hoàn toàn không có. Một đám lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất đứng lên, nhất là này Hàn môn trung đệ tử, bọn họ mỗi một người đều cách Diệp Thần Phong rất xa. Bọn họ cũng biết mình ở Diệp Thần Phong trước mặt quả thực so con kiến còn nhỏ yếu hơn. Hiện tại có thể nói cho ta biết Hàn Sơ Tuyết ở nơi nào sao? Diệp Thần Phong lần thứ hai hướng Hàn Nghiêm Nghĩa hỏi. Vừa từ dưới đất đứng lên Hàn Nghiêm Nghĩa, toàn thân run một cái, cắn răng. Nói rằng, ta là Sơ Tuyết thân thúc thúc, bất quá, Sơ Tuyết cũng không tại Hàn Môn, người có thể là nghe lầm tin tức. Nga, phải, xem ra không cho phép người có nói thật. Diệp Thần Phong thu hồi thể nội linh hồn lực lần nữa xuẩn xuẩn dục động, đối với không nói thật người, hắn trong lòng có thật nhiều loại biện pháp có thể làm cho đối phương biến thành thực ngoan cục cưng. Diệp Thần Phong lời nói truyền vào Hàn Nghiêm Nghĩa tai trong sau, nhưng Hàn Nghiêm Nghĩa cảm giác có loại âm khí tùm. Khi hắn không biết nên mở miệng như thế nào thời gian, một gã chừng 70 tuổi lão đầu, từ trong đại điện phi chạy vội ra, cái này tên lão đầu là phụ thân của Hàn Nghiêm Nghĩa Hàn Thừa Đức. Trước đây Hàn Nghiêm Nghĩa độc hại bản thân thân ca ca cùng đại tẩu, lại đem chất nữ Hàn Sơ Tuyết vận đưa ra cổ võ giới, ngay lúc đó Hàn Thừa Đức là nộ không thể giải, nhưng mà, con lớn nhất Hàn Nghiêm Trung Tử đã trở thành sự thực. Nếu như hắn muốn tướng tiểu nhi tử Hàn Nghiêm Nghĩa dùng môn quy xử trí lời nói, như vậy Hàn Nghiêm Nghĩa là tất nhiên trốn không thoát vừa chết, như vậy Hàn môn có ai tới trưởng khống? Chẳng phải là muốn rơi đến họ khác người trong tay? Xuất phát từ các loại nguyên nhân cuối cùng Hàn Thừa Đức lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên bản Hàn Thừa Đức thị sử cho bế quan chung, hắn đã bước vào nửa bước tiên thiên hơn một năm thời gian, hắn đang muốn nỗ lực trùng kích tiên thiên cảnh, vừa rồi Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực tiếng hô. Cũng truyền tới Hàn Thừa Đức phòng tu luyện bên trong, bị cắt đứt bế quan tu luyện Hàn Thừa Đức, cái này mới ra ngoài nhìn một cái là ai tới Hàn môn gây sự. Hàn Thừa Đức đang chạy vội ra đại điện đi tới tu luyện trường thượng sau, hắn nhìn đến tiểu nhi tử Hàn Nghiêm Nghĩa vẻ mặt chưa can sắc đứng tại một gã thanh niên trước mặt. Hắn lập tức đoán được cái này tên thanh niên khẳng định chính là tới gây chuyện chủ, cổ họng trong hướng về phía Diệp Thần Phong quát dẹp đường, là ngươi vừa rồi đang tu luyện trường thượng kêu gào. Đúng thì thế nào, các ngươi Hàn môn quả thực chính là một cái rác rưởi tới cực điểm môn phái. Diệp Thần Phong nhìn cái này chạy như bay đi ra lão đầu. Cảm giác lão đầu này cùng Hàn Nghiêm Nghĩa trường được có vài phần tương tự, hắn trong lòng suy đoán lão đầu này nên là Hàn Sơ Tuyết ra ra các loại, cho nên hắn đúng lão đầu này cũng không có hảo cảm gì. Nếu như lão đầu này là Hàn Sơ Tuyết ra ra, trước đây rất thương yêu Hàn Sơ Tuyết, như vậy Hàn Sơ Tuyết trước đây còn có thể rơi vào cái kia kết cục sao? Hàn Thừa Đức gặp trước mặt tiểu tử này vô lễ như thế, còn tưởng là chúng vũ nhục Hàn môn, vậy làm sao có thể đủ nhượng Hàn Thừa Đức chịu được?
khí được trong miệng hắn thở gấp gáp thô khí, lớn tiếng quát dẹp đường, trưởng bối của ngươi là thế nào giáo dục ngươi. Ngày hôm nay ta tựu thế cha mẹ của ngươi, thế ngươi ra ra nãi nãi tới thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, Hàn Thừa Đức liền đề thăng khởi thể nội nửa bước tiên thiên chân kình chi lực, hướng Diệp Thần Phong nhanh chóng vào tới, hai bàn tay uốn lượn móng vuốt, chợt chộp tới Diệp Thần Phong hai chỉ vai. Một bên Hàn Nghiêm Nghĩa gặp cha của mình đột nhiên xuất thủ, hắn đã là không kịp ngăn trở, cấp mặt thượng lộ ra sợ hãi biểu tình, nếu quả như thật chọc giận Diệp Thần Phong, nói không chừng Hàn môn kết cục cũng hội cùng ba đại môn phái giống nhau. Diệp Thần Phong nhìn đến hướng bản thân đột nhiên phát động công kích Hàn Thừa Đức, hắn lạnh giọng quát dẹp đường, ngươi còn chưa có tư cách để giáo huấn ta. Diệp Thần Phong tướng thể nội linh hồn lực hoàn toàn tăng lên lên, nhanh chóng hướng Hàn Thừa Đức đá ra một cước, đương Hàn Thừa Đức cảm thụ được một cước này chi trung minh mông lực lượng thời gian, hắn mới phát hiện người trẻ tuổi trước mặt này thực lực quá kinh khủng, đáng tiếc tất cả đã chậm, Diệp Thần Phong một cước ở giữa hắn cái bụng, đường đường nửa bước tiên thiên cao thủ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, thân thể hung hăng đánh vào cửa đại điện to lớn thạch trụ thượng. Tại Diệp Thần Phong tướng Hàn Thừa Đức một cước đạp bay thời gian, Thạch Thiên Hòa đa tên nữ đệ tử cũng vừa vặn chạy tới Hàn môn tu luyện trường thượng, Thạch Thiên nguyên bản khí thế hung hăng mặt thượng, trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng dại ra cấp lấp đầy, còn có nhiều tên nữ đệ tử, các nàng vừa rồi đã kiến thức qua Diệp Thần Phong một trưởng vỗ bay trên trời giai Thạch Thiên, nhưng bây giờ lại có thể lại thấy được Diệp Thần Phong một cước đá bay nửa bước tiên thiên Hàn Thừa Đức. Phải biết rằng Hàn Thừa Đức thế nhưng Hàn môn trung thực lực mạnh nhất một người. Theo sau lưng Thạch Thiên một tên trong đó nữ đệ tử, kéo lại nguyên bản tựu đang tu luyện trường thượng một gã nữ đệ tử hỏi, ở đây là chuyện gì xảy ra? Tên bị kéo nữ đệ tử, nói rằng, các ngươi vừa rồi không ở, quả thực bỏ lỡ nhất một màn kinh người, các ngươi biết tới chúng ta Hàn môn gây chuyện là ai chăng? Hắn chính là gần nhất bị truyền lại xôn xao Diệp Thần Phong, vừa rồi Diệp Thần Phong chỉ là bên ngoài thả ra trong cơ thể hắn khí thế, ở đây bao quát ba vị trưởng lão cùng trưởng môn. Cùng với mọi người chúng ta đều không kiềm hãm được hai đầu gối quỳ xuống đất, chúng ta liền Diệp Thần Phong khí thế đều không chịu nổi. Diệp Thần Phong. Thạch Thiên đang nghe cái tên này thời gian, sắc mặt của hắn biến được xấu xí không gì sánh được, vừa rồi tại giữa sườn núi địa phương, hắn còn đang nổ Diệp Thần Phong căn bản không có theo như đồn đãi mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn nương làm thấp đi Diệp Thần Phong để cao hắn bản thân một hồi, ai biết đạo đưa hắn tùy ý một cái tát đánh bay chính là Diệp Thần Phong. Hiện tại Thạch Thiên trong lòng đâu còn có báo thù tâm tư. Nếu như sở hữu đồn đãi đều là thật, như vậy hắn cùng Diệp Thần Phong căn bản không phải cùng một tầng thứ người trên, hắn thậm chí liền cấp Diệp Thần Phong liếm đế giày tư cách đều không có, trong lòng hận ý toàn bộ tiêu thất, hắn chỉ khẩn cầu Diệp Thần Phong mới vừa rồi không có nhớ kỹ hắn. Theo sau lưng Thạch Thiên nhiều tên nữ đệ tử, tướng Thạch Thiên biểu tình biến hóa nhìn tại trong mắt, các nàng lại nhìn một chút xa xa Diệp Thần Phong hình bóng. Các nàng đột nhiên cảm giác từ mình cũng là mắt bị mù, tượng Diệp Thần Phong nam nhân như vậy, hình như mới là mỗi nữ nhân trong lòng vương tử đi. Đồng thời, Hàn Nghiêm Nghĩa trước tiên đi tới, bị một cước đá bay ra ngoài phụ thân Hàn Thừa Đức bên cạnh, bởi trong khoảng thời gian này Hàn Thừa Đức đều đang bế quan, Diệp Thần Phong sự tình Hàn Thừa Đức còn tịnh không có nghe nói. Hàn Thừa Đức lúc nghe xong bản thân tiểu nhi tử đơn giản giảng thuật Diệp Thần Phong các loại sự tích sau. Hắn lau mép một cái vết máu, thở dài, nói rằng, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Cổ võ giới phát sinh cái này loại đại sự ta đều không biết, Diệp Thần Phong là chúng ta không chọc nổi chủ a. Chương 710, ngốc nữ nhân, nhớ ta không? Hàn Thừa Đức tại hắn tiểu nhi tử Hàn Nghiêm Nghĩa nâng đỡ từ dưới đất đứng lên, trên mặt hắn biểu tình từ phẫn nộ chuyển biến thành hiền lành, Diệp Thần Phong liền ba đại môn phái đều có thể đủ diệt trừ. Hắn Hàn Thừa Đức lại có tư cách gì tại Diệp Thần Phong trước mặt đặt khoan dung. Hắn biết như vậy chỉ làm cho Hàn môn rước lấy ngập đầu tai ương. Hàn Thừa Đức vội vàng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hướng Diệp Thần Phong khiêm tốn chắp tay, nói rằng, nguyên lai là Diệp tiên sinh tới chúng ta Hàn môn làm khách a. Lão hủ trước vẫn ở vào bế quan chung, cho nên còn chưa nghe nói Diệp tiên sinh sự tích của ngài, còn thỉnh Diệp tiên sinh ngài nhiều hơn tha thứ. Lời vô ích tựu không cần nói nhiều, ngày hôm nay ta là tới tìm Hàn Sơ Tuyết, vội vàng dẫn ta đi gặp Hàn Sơ Tuyết. Diệp Thần Phong băng lạnh mặt nói. Giữa lúc Hàn Thừa Đức nghe được vẻ mặt mờ mịt thời gian, hắn tiểu nhi tử Hàn Nghiêm Nghĩa tiến tới lỗ tai của hắn bên cạnh,
tướng Hàn Sơ Tuyết trở lại Hàn Môn đồng thời bị giam tại trong địa lao sự tình nói đơn giản một lần. Điều này làm cho Hàn Thừa Đức khí được ngực kịch liệt phập phồng. Nói như thế nào Hàn Sơ Tuyết cũng là hắn thân tôn nữ. Trước đây Hàn Nghiêm nghĩa tướng Hàn Sơ Tuyết vận chuyển ra cổ võ giới. Cái này chỉ do là tiên trảm hậu tấu hành vi, vì để cho Hàn Môn trưởng khống tại Hàn ra tay trong. Hàn Thừa Đức lựa chọn không truy cứu Hàn Nghiêm nghĩa trách nhiệm. Hàn Nghiêm nghĩa nhìn đến cha mình thở phì phò dáng dấp, lập tức tướng Hàn Thừa Đức kéo sau hai bước, thấp giọng nói rằng, ba, hiện tại có thể không phải trách ta thời gian, ta xem Sơ Tuyết cùng Diệp Thần Phong quan hệ không đơn giản, Diệp Thần Phong thế nhưng diệt ba đại môn phái ma đầu, nếu như hắn nên vì Sơ Tuyết xuất đầu, như vậy không riêng gì ta, ngay cả ngươi sợ rằng cũng chạy không thoát một kiếp này. Xem ra các ngươi thật là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Diệp Thần Phong nhìn đến Hàn Nghiêm nghĩa lôi kéo Hàn Thừa Đức nói nhỏ, hắn trong lòng thịnh nộ tựu càng thịnh vượng, bàng bạc linh hồn lực như thủy triều đánh úp về phía Hàn Nghiêm nghĩa. Phanh, một tiếng. Hàn Nghiêm nghĩa trống rỗng té bay ra ngoài, thân thể đảo tại trên mặt đất, ngực xương có chút lõm đi xuống, trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi tới, sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt không gì sánh được, hắn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội đột nhiên phát động công kích. Hai con người hoảng sợ nhìn Diệp Thần Phong. Liền vết máu ở khóe miệng cũng không kịp lau đi, cổ họng trong thở hổn hển, hơi ho hai tiếng, nói rằng, khái khái, Diệp Thần Phong, người muốn giết ta cũng có thể, bất quá. Người khả năng đời này cũng không thấy được Hàn Sơ Tuyết, nàng bị chúng ta xem ra địa phương thông thường Hàn Môn đệ tử đều là không biết, đến lúc đó cho dù ngươi huyết tẩy Hàn Môn cũng vô ích. Đúng, Diệp tiên sinh, con ta nói không sai. Chúng ta có chuyện có thể tốt dễ bàn. Sơ Tuyết là của ta tôn nữ, chúng ta không hội hại nàng. Hàn Thừa Đức cũng lập tức mở miệng nói, hắn hiện tại chỉ có thể đứng tại tiểu nhi tử Hàn Nghiêm nghĩa bên này. Nghe vậy, Diệp Thần Phong một trận cười nhạt, nói rằng, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hiện tại lập tức dẫn ta đi gặp Hàn Sơ Tuyết, hay là ta vẫn có thể tha các ngươi một con ngựa. Nếu không ta lập tức huyết tẩy các ngươi toàn bộ Hàn Môn. Ở đây Hàn người trong môn đang nghe Diệp Thần Phong những lời này sau, bọn họ từng cái một sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, té trên mặt đất Hàn Nghiêm nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng ta dẫn ngươi đi gặp Hàn Sơ Tuyết, đồng thời nhường Hàn Sơ Tuyết cùng ngươi cùng nơi ly khai, ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta. Các ngươi có lựa chọn nào khác sao? Lập tức dẫn ta đi gặp Hàn Sơ Tuyết, ta cam đoan không động thủ giết các ngươi. Diệp Thần Phong vẻ mặt thành thật nói rằng, hắn chỉ là cam đoan không động thủ sát Hàn Nghiêm nghĩa chúng nhân. Thế nhưng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, coi như là không động thủ cũng có thể giết chết bọn họ. Té trên mặt đất Hàn Nghiêm nghĩa mạn thôn thôn đứng lên, bây giờ đối với cho hắn mà nói đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang Diệp Thần Phong đi gặp Hàn Sơ Tuyết, khẩu trung nói rằng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nếu không chúng ta Hàn Môn hội cùng ngươi đổ máu tới cùng. Đối với Hàn Nghiêm nghĩa cái này lần không có lực đạo uy hiếp, Diệp Thần Phong trong lòng là không sao cả cười chi. Tôn Hằng vì vậy cũng dẫn theo phong vệ đội người chạy tới Hàn Môn nhanh, đến lúc đó Hàn Môn muốn đổ máu tới cùng, cũng muốn xem bọn hắn có không có tư cách này. Ngươi ở phía trước mặt mang đường, không cần ở trước mặt ta nỗ lực đùa giỡn đa dạng. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết so tử còn thống khổ tư vị là dạng gì. Diệp Thần Phong đúng Hàn Nghiêm nghĩa nói rằng. Hàn Nghiêm nghĩa sắc mặt khó coi điểm gật đầu, dưới chân bước chân hướng trong đại điện mặt đi, Diệp Thần Phong, Tôn Hiểu Lệ cùng Hàn Thừa Đức đi theo đằng sau. Tại xuyên qua Hàn Môn đại điện sau đó, Diệp Thần Phong chúng nhân theo Hàn Nghiêm nghĩa đi tới một chỗ bị bỏ hoang trong viện, cả viện trong là cỏ dại mọc thành bụi, tại trong nhà này có một hơi tỉnh, tại cái này khẩu tỉnh mặt trên bị đè ép một khối đá lớn, Hàn Nghiêm nghĩa tướng khối đá lớn kia rời xuống. Đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Hàn Sơ Tuyết ở nơi này phía dưới. Diệp Thần Phong đi tới bên giếng biên, ánh mắt hướng tỉnh lý mặt nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện đó cũng không phải một hơi đơn giản tỉnh, đầu tiên đập vào mi mắt là một kế tiếp đi thông phía dưới thang đá. Diệp Thần Phong sơ bộ suy đoán đây thuộc về là một chỗ hạ nhà tù các loại kiến trúc, tức khắc trong lòng sát ý lại thêm vài phần, Hàn Nghiêm nghĩa lại có thể tướng Hàn Sơ Tuyết nhốt tại loại địa phương này. Diệp Thần Phong đúng Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, Hiểu Lệ, ngươi ở bên ngoài chờ ta, một ngày chuyện phát sinh lập tức hô ta. Tiếp theo, Diệp Thần Phong rồi hướng Hàn Nghiêm Nghĩa, nói rằng, ngươi trước đi xuống. Hàn Nghiêm Nghĩa bất đắc dĩ đi vào tỉnh lý mặt,
đạp thang đá từng bước đi xuống dưới, Diệp Thần Phong cái này tài đi vào theo, càng đi xuống không gian tự biến được càng rộng rộng rãi, đồng thời hai bên trên thạch bích đều đốt chiếu sáng dùng cây đuốc. Khoảng chừng đi 2 phút tả hữu, Diệp Thần Phong theo Hàn Nghiêm Nghĩa đi tới dưới đáy, hắn tầm mắt sở chạm đến địa phương thấy được từng gian nhà tù, mỗi một gian trong phòng giam đều quan một người, những này người đại thể đều là tóc rối tung không chịu nổi, trên người bẩn loạn không gì sánh được lão nhân, rất nhiều lão nhân mặt thượng đều treo cười khúc khích, những này lão nhân đại bộ phận nên tinh thần đều xảy ra vấn đề. Hàn Sơ Tuyết ngay tận cùng bên trong một gian nhà tù nội. Hàn Nghiêm Nghĩa tâm tình thấp thỏm đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong chỉ là diện vô biểu tình, trong thanh âm không chứa bất kỳ tâm tình gì nói rằng, người kế tục cấp ta đi về phía trước. Khoảng chừng lại đi 2 phút sau, Diệp Thần Phong thấy được tận cùng bên trong một gian coi như sạch sẽ trong phòng giam, một trương khuôn mặt quen thuộc ánh vào mí mắt của hắn. Sau đó, hắn nhượng Hàn Nghiêm Nghĩa lui về phía sau 5-6 bước, lại để cho Hàn Nghiêm Nghĩa xoay người sang chỗ khác, bây giờ Hàn Nghiêm Nghĩa chỉ có thể đàng hoàng chiếu Diệp Thần Phong lời nói đi làm. Đương Hàn Nghiêm Nghĩa xoay người chớp mắt, Diệp Thần Phong từ trên người tùy thân mang theo châm cứu trong bao rút ra 3 căn ngân châm. Hai căn đâm vào Hàn Nghiêm Nghĩa hai cái lỗ tai bên cạnh, một cây đâm vào Hàn Nghiêm Nghĩa trên cổ của. Đâm vào Hàn Nghiêm Nghĩa tai bên cạnh ngân châm, có thể nhượng Hàn Nghiêm Nghĩa tạm thời mất đi thính giác năng lực, mà đâm vào Hàn Nghiêm Nghĩa trên cổ ngân châm, có thể tạm thời nhượng hắn mất đi năng lực hành động. Diệp Thần Phong bây giờ muốn phải thật tốt cùng Hàn Sơ Tuyết đoàn tụ thoáng cái, không muốn có người khác tới quấy rầy, lại nói đã khống chế Hàn Nghiêm Nghĩa năng lực hành động. Như vậy Hàn Nghiêm Nghĩa cũng đùa giỡn không bày trò tới. Tướng Hàn Nghiêm Nghĩa khống chế được sau đó, Diệp Thần Phong ánh mắt cái này tài lại như ngừng lại, cách đó không xa nhà tù nội Hàn Sơ Tuyết trên người, chỉ thấy Hàn Sơ Tuyết ngồi ở nhà tù nội một trương thấp bé cái ghế thượng, mặt thượng biểu tình không ngừng biến đổi, hàm răng khi thì cắn môi, khẩu trung thấp giọng lẩm bẩm ta sinh mệnh xem ra nên muốn kết thúc, cùng với nhượng này xúc sinh dằn vặt, chẳng mình kết tới tương đối buông lỏng. Chỉ là không biết Thần Phong hiện tại quá thế nào, hắn còn có thể hay không nhớ kỹ ta, còn là đã sớm đem ta quên. Ha, ngược lại, Hàn Sơ Tuyết cổ họng trong lại phát sinh một tiếng tự giễu tiếng cười, thấp giọng nói rằng, Hàn Sơ Tuyết, Hàn Sơ Tuyết, như vậy không phải rất tốt sao? Yêu nhất cha mẹ của ngươi đã sớm cách ngươi mà đi, cái này trên thế giới ai còn hội quan tâm chết sống của ngươi? Một vòng tiêu tan dáng tươi cười chậm chậm tại Hàn Sơ Tuyết khóe miệng chán phóng khai tới, phát ra từ nội tâm nói rằng, Thần Phong, cảm ơn ngươi nhường ta đã biết cái gì gọi là ái tình, tuy rằng ngươi khả năng không thương ta, thậm chí sớm tướng ta quên, nhưng ngươi là ta đời này nam nhân duy nhất. Đi tới Hàn Sơ Tuyết nhà tù bên cạnh Diệp Thần Phong, tướng Hàn Sơ Tuyết tự nói nghe được là nhất thanh nhị sở, hắn trong lòng lớn tiếng mắng, ngươi cái ngốc nữ nhân, ngươi cái ngu xuẩn nữ nhân. Ta làm sao sẽ đã quên ngươi? Lẽ nào ta Diệp Thần Phong là bạc tình như vậy quả nghĩa nam nhân sao? Khái khái, Diệp Thần Phong đi tới Hàn Sơ Tuyết nhà tù trước, cổ họng trong nhẹ nhàng ho hai tiếng. Nguyên bản hơi khẽ cúi đầu Hàn Sơ Tuyết, đang nghe được tiếng ho khan sau đó, tướng đầu chậm chậm giơ lên, đương tầm mắt của nàng trung ánh vào Diệp Thần Phong trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt thời gian. Nàng cả người hoàn toàn dại ra ở, thân thể mềm mại nhìn không được một trận run. Bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau. Diệp Thần Phong mặt thượng hiện lên một vòng nụ cười ôn nhu, hắn chỉ có mặt đối với mình nữ nhân thời gian, mới có thể lộ ra như vậy nhu hòa một mặt tới, quan tâm hỏi, ngốc nữ nhân, nhớ ta không? Chương 711, cũng không nhìn một chút ngươi lão công ta là ai? Ngốc nữ nhân, nhớ ta không? Câu này nghe vào rất tùy ý nghi vấn, thật lâu bồi hồi tại Hàn Sơ Tuyết tai bên cạnh, nàng không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy, Diệp Thần Phong làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần Phong làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Cho nên, Hàn Sơ Tuyết cho rằng trước mắt hình ảnh nhất định là ảo giác, bởi vì trong lòng nàng quá nhớ niệm Diệp Thần Phong. Vì vậy, Hàn Sơ Tuyết nhắm lại đôi mắt đẹp, đương lần thứ hai mở ra thời gian. Phát hiện trước mặt Diệp Thần Phong hình ảnh còn không có tiêu thất. Bất quá, Hàn Sơ Tuyết tỉnh không có buông tha, như thế qua lại hai lần sau đó, khi nàng lần thứ ba muốn mở mắt thời gian, mắt của nàng ra mở rất chậm, nàng đã muốn tự ảo giác chung tỉnh táo lại, lại luyến tiếc tỉnh táo lại.
Lần thứ ba mở mắt sau, Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong tịnh không có tiêu thất, trái lại mặt thượng nụ cười ôn nhu càng sán lạn, nói rằng, ngốc nữ nhân, ngươi nên không hội đầu óc xảy ra vấn đề đi. Lẽ nào nhìn thấy nam nhân của chính mình không cao hứng sao? Chân chân thiết thiết ngôn ngữ lần thứ hai truyền vào Hàn Sơ Tuyết tai trong, nàng không xen vào nữa, trước mặt rốt cuộc là có phải hay không ảo giác. Trong lòng ủy khuất, trong lòng đúng Diệp Thần Phong tưởng niệm, vào giờ khắc này, như núi lửa như phun phát ra rồi. Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, một đôi trong con ngươi xinh đẹp càng đã ươn ướt, nước mắt như vỡ đê hồng thủy, không ngừng theo gò má chảy xuống, nàng cũng không có đi dùng tay lau nước mắt, ngồi ở thấp bé cái ghế thượng, hai tay ôm đầu gối, chỉ là cổ họng trong thấp giọng khóc thút thít, một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, nàng không dám mở miệng đi hô đối phương. Nàng rất sợ cổ họng trong một phát ra âm thanh, trước mặt ảo giác tự hội biến mất không thấy. Diệp Thần Phong hít một hơi thật sâu, nhìn co do thân thể không ngừng nức nở Hàn Sơ Tuyết, hắn trực tiếp tướng tủ phòng ổ khóa trên cửa dùng tay cấp xé đứt, một bước, một bước, một bước đi vào trong phòng giam. Co do thân thể Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong càng đi càng gần, điều này làm cho nàng cổ họng trong quên mất nức nở, chỉ là ngẩng đầu như thế lăng lăng nhìn Diệp Thần Phong. Hai con ngươi chung dường như một cô bé thông thường, tràn đầy vô hạn ước ao. Diệp Thần Phong chậm chậm ngồi xổm xuống thân thể, vươn tay cánh tay ôn nhu tướng Hàn Sơ Tuyết cấp ôm nhập trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng phách Hàn Sơ Tuyết phía sau lưng, nói rằng, ngốc nữ nhân, trước đây vì sao muốn ra đi không từ biệt? Ngươi lẽ nào tự thật cho là ta Diệp Thần Phong là một cái đối đãi cảm tình không sao cả người sao? Ta có năng lực bảo vệ ngươi. Ta có năng lực đi giúp ngươi hoàn thành cừu hận trong lòng, cho dù không có cái năng lực kia. Ta cũng hội liều mạng đi nỗ lực, tối thiểu ta sẽ không để cho ta Diệp Thần Phong nữ nhân đã bị nửa điểm ủy khuất. Ôm ấp thật ấm áp, rất chân thực, ngôn ngữ rất chân thành tha thiết, rất cảm động, Hàn Sơ Tuyết ghé vào Diệp Thần Phong trên vai lần thứ hai không ngừng chảy nước mắt. Hàn Sơ Tuyết khóc tịnh không có thanh âm, chỉ là một loại lặng lẽ rơi lệ. Đương nước mắt tướng Diệp Thần Phong trên vai quần áo đều thấm ướt thời gian, Hàn Sơ Tuyết cái này tài đình chỉ khóc, tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt cái này vô cùng chân thật hình ảnh, thanh âm của nàng có chút khàn khàn nói rằng, đây hết thảy đều không phải ảo giác. Làm nửa ngày, cái này ngốc nữ nhân còn cho là mình sản sinh ảo giác, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là vừa tức giận, vừa buồn cười, lần thứ hai tướng Hàn Sơ Tuyết kéo vào trong ngực. Lúc này ôm càng chặt một ít, miệng tiến tới Hàn Sơ Tuyết tai bên cạnh, đầu lưỡi không tự chủ nhẹ nhàng liếm thoáng cái Hàn Sơ Tuyết vành tai, nói rằng, Sơ Tuyết, thế nào? Ngươi là không phải liền lão công đều không muốn nhận. Diệp Thần Phong khôi phục một ít cà lơ phất phơ dáng dấp, hắn muốn dùng loại phương pháp này tới điều tiết thoáng cái Hàn Sơ Tuyết tâm tình. Vành tai thượng bị Diệp Thần Phong liếm thoáng cái sau đó. Hàn Sơ Tuyết trong nháy mắt cảm giác thân thể trong phảng phất có một cổ điện lưu thông qua thông thường, thân thể có chút mềm mại nằm tại Diệp Thần Phong trong ngực, người Diệp Thần Phong trên người đã lâu quen thuộc vị, cái này thật không phải là ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ. Hai người chỉ là như thế lẳng lặng tương hỗ ôm, theo Hàn Sơ Tuyết tâm tình vững vàng một ít, nàng lần thứ hai từ Diệp Thần Phong trong ngực vùng vẫy lên. Mặt thượng thần sắc còn có chút hoảng hốt, hỏi, Diệp Thần Phong. Ngươi làm sao sẽ tới cổ võ giới? Này, 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 chú ý xưng hô của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn đến Hàn Sơ Tuyết chậm chậm khôi phục nguyên bản lạnh giá diện mạo thời gian. Hắn trong lòng cảm thấy không sai, lập tức còn nói thêm, ngươi vừa rồi còn nằm tại trong lòng của ta mặt khóc thảm thiết ni. Với lại một mình ngươi lẩm bẩm ta có thể đều nghe được, trước đây ngươi đem đệ nhất thứ cấp ta sau đó, lưu hạ một phong thơ tựu ra đi không từ biệt. Người đây coi là có ý tứ. Hàn Sơ Tuyết bây giờ đang đối mặt Diệp Thần Phong thời gian, nghiễm nhiên thì không cách nào bảo trì nàng nhất quán lạnh giá hình tượng, đỏ mặt, cắn môi, nói rằng, ai, ai đem đệ nhất thứ cho ngươi? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ni, ngươi làm sao sẽ tới cổ võ giới? Còn ngươi nữa làm sao sẽ xuất hiện ở Hàn Môn, đồng thời biết ta tại ở đây? Xem ra phải muốn áp dụng một ít thủ đoạn ngươi mới bằng lòng nghe lời. Diệp Thần Phong trực tiếp tướng Hàn Sơ Tuyết thân thể đặt ở bắp đùi của hắn thượng, sau đó, tay phải bàn tay không chút do dự phách đánh vào Hàn Sơ Tuyết mông thượng, nói là phát, kỳ thực dùng nhu niết để hình dung càng vì thỏa đáng một ít. 3, 3, 3, 3, 3.
Cái này loại nhu nhiết thức phát, nhượng Hàn Sơ Tuyết hai bên đôi má đỏ bừng một phiến, với lại thân thể trong có loại cảm giác khác thường, rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy thẹn, khẩu trung vội vàng nói, Diệp Thần Phong, ngươi chính là cái đại hỗn đản, số biến thái, số lưu manh. Nghe được Hàn Sơ Tuyết tiếng gào, Diệp Thần Phong cảm giác thời gian dường như về tới trước đây cùng Hàn Sơ Tuyết mới quen thời khắc đó, trước đây Hàn Sơ Tuyết thích nhất mạ Diệp Thần Phong vì số biến thái, số lưu manh, điều này làm cho Diệp Thần Phong khóe miệng tiểu ý càng nồng nặc. Sơ Tuyết, lão công đúng lão bà đùa giỡn lưu manh là hợp pháp với lại hợp lý, lẽ nào ngươi còn không dự định nói ra trong lòng lời nói thật sao? Chúng ta thế nhưng đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhanh lên một chút gọi câu lão công tới nghe một chút, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý ni. Chớ quên nơi này chính là các ngươi Hàn môn, Diệp Thần Phong đúng Hàn Sơ Tuyết nói rằng. Hàn Sơ Tuyết cũng biết hiện tại có thể không phải cuột cường lúc, trong lòng nàng cấp thiết muốn biết Diệp Thần Phong làm sao sẽ tới nơi này. Vì vậy khẩu trung ngượng ngùng hô một tiếng, lão công. Không nghe được, kêu lớn tiếng một điểm, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Chính cái gọi là có đệ nhất thứ, sẽ có lần thứ hai, Hàn Sơ Tuyết không có cùng Diệp Thần Phong tính toán, lần nữa hô đạo, lão công. Lần này cái này thanh lão công là Hàn Sơ Tuyết phát ra từ nội tâm. Khi nàng hô Diệp Thần Phong là lão công thời gian, trong lòng không giải thích được hội thăng khởi một loại hạnh phúc vị tới. Ân, cái này ngoan mà. Diệp Thần Phong tướng Hàn Sơ Tuyết ôm nhập trong ngực, nói rằng, Sơ Tuyết, ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi hãy yên tâm, đợi một lát ngươi muốn giết ai thì giết, ta cam đoan có thể nhượng ngươi báo cửu hận trong lòng. Thần Phong, lẽ nào ngươi là lẻn vào Hàn môn chung tới sao? Không được, ngươi hiểu rõ Hàn môn thế lực. Người phải nhanh rời đi nơi này, nếu không bị người phát hiện có thể đã muộn. Trước đây Hàn Sơ Tuyết ra đi không từ biệt thời gian, Diệp Thần Phong thực lực tối đa so sánh địa giai đỉnh phong cùng thiên giai hạ phẩm trình tự. Cho dù trong mấy ngày nay Diệp Thần Phong trưởng thành mau nữa, theo Hàn Sơ Tuyết cũng không thể có thể có thực lực và toàn bộ Hàn môn là địch. Ta không phải những người yên tâm mà, chính là một cái Hàn môn thật đúng là không coi vào đâu, mấy ngày hôm trước ta vừa giải quyết rồi quy nguyên môn. Huyền Thiên Môn cùng Lãnh Hải Các. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Hàn Sơ Tuyết đương nhiên là biết cái này ba cái môn phái, chỉ là nàng lần này vội vã tiến nhập cổ võ giới, cũng không biết cổ võ giới chung chuyện đã xảy ra, gặp Diệp Thần Phong nhiêu thổi chúng càng lúc càng lớn. Hàn Sơ Tuyết nói rằng, Thần Phong, ta không phải lại nói đùa với ngươi, ở đây ngươi tuyệt đối không thể đủ ở lâu. Phải biết rằng Quy Nguyên Môn cùng Huyền Thiên Môn là nhất lưu môn phái, Lãnh Hải Các là nhị lưu môn phái, thảo nào Hàn Sơ Tuyết sẽ cho rằng Diệp Thần Phong là đang nói đùa. Sơ Tuyết, ngươi nhìn bộ dáng của ta là đang nói đùa sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lão công ta là ai? Ta cũng sẽ không để cho mình nữ nhân thất vọng. Lại nói, chỗ này địa lao Hàn môn chung người biết cũng không nhiều đi. Mà ta làm sao có thể đủ đi tới? Sơ Tuyết, ngươi trước chờ ta một hồi. Nói Diệp Thần Phong đi ra nhà tù. Đi tới cách đó không xa thân thể không có cách gì nhúc nhích Hàn Nghiêm Nghĩa bên cạnh, tướng ba căn ngân châm thu hồi lại, sau đó thấp giọng nói rằng, người có thể cút ra ngoài cho ta, nhượng Hàn môn chung mọi người tại đại điện tập hợp. Nhìn Hàn Nghiêm Nghĩa vội vã rời đi thân ảnh, Diệp Thần Phong cười nhún vai, cái này tướng là Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết đoàn tụ sau đó, đưa cho Hàn Sơ Tuyết phần thứ nhất lễ vật. Chương 712, lão bà, ta không có lửa gạt ngươi chứ. Thần Phong, người đi làm cái gì? Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong về tới trong phòng giam sau đó, nhìn không được tò mò nghi vấn hỏi, bởi vừa rồi Hàn Nghiêm Nghĩa đứng yên địa phương cách Hàn Sơ Tuyết nhà tù có một khoảng cách, cho nên Hàn Sơ Tuyết tịnh không có nghe thấy Diệp Thần Phong đúng Hàn Nghiêm Nghĩa phân phó. Diệp Thần Phong cánh tay phải xuyên qua Hàn Sơ Tuyết mảnh mai, một tay lấy Hàn Sơ Tuyết từ thấp bé cái ghế thượng ôm vào trong ngực. Tay phải bàn tay chính xảo bất xảo bao trùm tại Hàn Sơ Tuyết bên phải cao ngất trên ngực, mềm mại xúc cảm nhượng Diệp Thần Phong nhịn không được nhu niết hai hạ, mắc cỡ Hàn Sơ Tuyết trên gương mặt dường như muốn trích ra máu, kia còn có một chút băng sơn mỹ nhân dáng dấp. Nổi giận trừng mắt một cái Diệp Thần Phong sau đó, Hàn Sơ Tuyết nói rằng, Thần Phong, ngươi có thể không thể chính kinh một điểm. Ngươi lời nói thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thế nào tiến nhập nơi này. Không muốn nói với ta ngươi diệt cái gì quy nguyên môn các loại, ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Diệp Thần Phong ngửi Hàn Sơ Tuyết trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát,
tay phải bàn tay một mặt thưởng thức Hàn Sơ Tuyết cao ngất bộ ngực, một mặt tùy ý nói rằng, Sơ Tuyết, ta nơi nào không đứng đắn? Ta cái này không phải ôm ngươi lên sao? Vậy ngươi tay đang làm gì? Hàn Sơ Tuyết cắn môi nói rằng, bây giờ trong cơ thể nàng nhiều chỗ huyệt vị đều bị ngăn lại, thân thể trong xứ không ra quá lớn lực lượng tới. Diệp Thần Phong ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, nói rằng, Sơ Tuyết, chúng ta đều lão phu lão thê, ta chẳng qua là cảm thấy bộ ngực của ngươi sờ lên thật thoải mái, lại nói ngươi là ta Diệp Thần Phong nữ nhân, lão công đúng lão bà đùa giỡn lưu manh không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Muốn là nam nhân đúng lão bà của mình đều là một bộ chính nhân quân tử dáng dấp, như vậy nhân loại chúng ta chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt đi. Hàn Sơ Tuyết mắc cỡ nói không ra lời, chỉ là có thể hung tợn cắn hàm răng, bất quá, trong lòng nàng có một loại ấm áp tư vị tại kéo dài, lâu như vậy không có nhìn thấy Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tại trước mặt nàng còn là cái này phó vô sỉ dáng dấp, nàng hình như từ khi nào thì bắt đầu đã chậm chậm thích. Tại trước mặt nàng luôn là một bộ vô sỉ bộ dáng Diệp Thần Phong. Tốt, lão bà, ta ngươi lão công ta tại cổ võ giới không có người có thể khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đem thể nội che lại huyệt vị cấp cởi ra. Diệp Thần Phong có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra Hàn Sơ Tuyết mềm mại có co giãn bộ ngực, từ đi tới cổ võ giới sau, Diệp Thần Phong sẽ không có chạm qua nữ nhân, lại mà hai ngày trước trong cơ thể hắn hỏa diễm lại bị Hạ Tử Ninh nữ nhân kia câu dẫn ra tới một hồi. Đến bây giờ còn chưa có tìm được thả ra địa phương, bất quá, Diệp Thần Phong cũng biết bây giờ không phải là thời gian, đảng bang Hàn Sơ Tuyết giải quyết rồi Hàn Môn sự tình, đến buổi tối còn không phải có thể chậm chậm cùng Hàn Sơ Tuyết. Tại Diệp Thần Phong bang Hàn Sơ Tuyết giải khai thể nội bị che lại huyệt vị sau, cảm giác được Hàn Sơ Tuyết thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm. Điều này làm cho Diệp Thần Phong kinh ngạc một hồi, nói rằng, Sơ Tuyết, thực lực của ngươi vậy mà đến thiên giai thượng phẩm. Hàn Sơ Tuyết mặt thường không có lộ ra bất luận cái gì kẽ hở tới, nàng không muốn Diệp Thần Phong biết bản thân sử dụng bí thuật, với lại đẳng bí thuật thời gian vừa quá, thực lực của nàng không những muốn thối lui đến địa giai hạ phẩm, với lại thọ mệnh cũng tướng chỉ còn lại có 4 năm. Đối với nàng mà nói, hiện tại chỉ có thể che giấu một ngày là một ngày. Hàn Sơ Tuyết sắc mặt cố ý lạnh như băng vài phần, ta tư chất tu luyện vốn là rất tốt. Ta có thể đề thăng tới thiên giai thượng phẩm có cái gì kỳ quái đâu. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay đột nhiên gian bao trùm tại Hàn Sơ Tuyết cái mông thượng, nói rằng, Sơ Tuyết, cái mông của ngươi chẳng lẽ lại ngứa sao? Ngươi đối đãi nam nhân khác nên đặt ra lạnh giá gương mặt tới, đối đãi ngươi lão công ta sẽ đặc biệt ôn nhu, đặc biệt nữ nhân, biết không? Diệp Thần Phong biết phải muốn tướng Hàn Sơ Tuyết thật tốt điều giáo một phen mới được. Nếu không người nữ nhân này cả ngày băng gương mặt lạnh lùng, Diệp Thần Phong hội cảm giác mình coi như là ôm một cây nước đá. Hàn Sơ Tuyết cảm thụ được Diệp Thần Phong bao trùm tại nàng cái mông thượng bàn tay, vừa hiện ra ở trên mặt lạnh giá lại biến mất, thay vào đó là một vòng đỏ ửng, không trả lời Diệp Thần Phong vấn đề, chỉ là điểm gật đầu xem như là đáp ứng. Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết mảnh mai đi ra nhà tù, đương Hàn Sơ Tuyết nhìn đến cái khác trong phòng giam đang bị nhốt người thời gian. Trong miệng nàng không nén nổi kích động hô đạo, Lý Thúc, Tiền Số, Chu Thúc, Vương Bá. Hàn Sơ Tuyết có chút thất thần nhìn trong phòng giam một đám tóc rối tung trung niên nam nhân cùng lão đầu. Ngày hôm qua nàng bị giam tiến nơi này thời gian, căn bản không có nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, những này trong miệng nàng Thúc Thúc, Bá Bá, là cha nàng năm đó người ủng hộ, trong đó có khi là nguyên bản Hàn môn trưởng lão, có khi là nguyên bản Hàn địa vị trong môn tương đối cao đệ tử. Thần Phong, ngươi thật có biện pháp mang ta rời đi nơi này. Vậy ngươi có thể không thể mang những này người cũng cùng nơi ly khai. Hàn Sơ Tuyết cho tới bây giờ vẫn còn có chút khó mà tin được Diệp Thần Phong nói. Có cái gì không thể. Bất quá, ở đây rất nhiều người tinh thần tình trạng đều có chuyện, đẳng giúp ngươi giải quyết rồi Hàn môn sự tình, chúng ta trở lại dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Chỉ là Diệp Thần Phong lời mới vừa nói xong. Tại bên cạnh bọn họ một cái trong phòng giam, nguyên bản một gã nằm trên mặt đất ngủ lão đầu, hắn chậm chậm bò dậy, gỡ gỡ rối tung tại ót trước rối tung tóc, đương cái này tên lão đầu khàn khàn hai con ngươi nhìn đến Hàn Sơ Tuyết thời gian, thanh âm hắn có chút run rẩy, nói có chút không lanh lẹ, đại, tiểu thư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Vương Bá, mấy năm nay ngài bị khổ à? Hàn Sơ Tuyết nhìn đến hai bên trái phải cái kia trong phòng giam lão đầu nói chuyện.
nàng lập tức kích động đi tới nhà tù trước. Cũng khó trách Hàn Sơ Tuyết hội như thế kích động, bởi vì Hàn Sơ Tuyết gia gia Hàn Thừa Đức vẫn say mê cho tu luyện, đối với nàng cái này tôn nữ thường yêu dĩ nhiên là thiếu, mà cái này tên là làm vương bá lão đầu, là từ trước Hàn môn trung đại trưởng lão, có thể nói vương bá là nhìn Hàn Sơ Tuyết lớn lên, vẫn đối với Hàn Sơ Tuyết là quan ái có thừa, thậm chí tại Hàn Sơ Tuyết trong lòng, vương bá so Hàn Thừa Đức càng giống như là gia gia của nàng, nàng đúng vương bá cảm tình cũng rất thâm hậu. Tiểu thư, lão đầu ta không khổ, chỉ là Hàn Nghiêm Nghĩa tên xúc sinh này quá không phải người, còn ngươi nữa ra ra Hàn Thừa Đức hắn cũng mắt bị mù, trưởng môn rõ ràng là bị Hàn Nghiêm Nghĩa độc hại, mà ra ra ngươi không những không trừng trị Hàn Nghiêm Nghĩa, còn nhượng Hàn Nghiêm Nghĩa ngồi trên chức trưởng môn, mà chúng ta những này phản đối Hàn Nghiêm Nghĩa người, cũng toàn bộ bị Hàn Nghiêm Nghĩa hạ độc sau đó, vẫn bị nhốt ở chỗ này trong địa lao. Vương Bá than thở nói rằng, Diệp Thần Phong cũng biết bây giờ không phải là lao việc nhà thời gian, trực tiếp đi tới tướng Vương Bá trước cửa phòng giam xích sắt cấp kéo đoạn, nói rằng chúng ta trước đi xử lý Hàn môn sự tình. Vương Bá nhìn đến trực tiếp tướng xích sắt kéo đoạn Diệp Thần Phong, không nén nổi nghi vấn hỏi, tiểu thư, vị này chính là. Hàn Sơ Tuyết vừa định muốn đỏ mặt giới thiệu, Diệp Thần Phong tự trực tiếp nói, ta là Diệp Thần Phong, ta là Sơ Tuyết nam nhân, tốt, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Diệp thiếu gia, cái này sợ rằng không tốt sao? Hàn Nghiêm Nghĩa hội cứ như vậy phóng chúng ta ly khai sao? Xem ra mấy năm nay cũng là đem vương bá cấp quan sợ. Có cái gì không tốt? Ngươi không phải mới vừa còn nói Hàn Nghiêm Nghĩa là cái xúc sinh sao? Hiện tại có cơ hội nhường ngươi đi ra, lẽ nào ngươi sợ? Lẽ nào ngươi thật nghĩ phải chết già ở đây? Diệp Thần Phong biết nhiều hơn nữa giải thích cũng là dư thừa, chỉ có chờ đến Hàn môn đại điện. Hàn Sơ Tuyết cùng cái này vương bá tự nhiên sẽ hiểu rõ hết thảy. Lão đầu ta sẽ sợ Hàn Nghiêm Nghĩa xúc sinh kia. Đi, chúng ta cái này đi ra ngoài. Quả nhiên, Diệp Thần Phong phép khích tướng còn là tương đối hữu hiệu, vương bá trực tiếp từ trong phòng giam đi ra, hướng bên ngoài đi. Thần Phong, cái này thật không thành vấn đề sao? Hàn Sơ Tuyết lo lắng nghi vấn hỏi. Sơ Tuyết, ngươi muốn đúng nam nhân của chính mình một cách tự tin. Ta có những người thất vọng qua sao? Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết mảnh mai, theo thật sát vương bá phía sau. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân đi ra chỗ này địa lao thời gian, Tôn Hiểu Lệ như cũ đứng ở cửa ra chỗ chờ ni. Vì vậy Diệp Thần Phong đơn giản đúng Hàn Sơ Tuyết giới thiệu một phen, chỉ nói Tôn Hiểu Lệ là thân thích của hắn, không có quá nhiều giới thiệu chuyện khác, những này vụn vặt sự tình có thể đẳng buổi tối đến trên giường chậm chậm trò chuyện. Đường Diệp Thần Phong bọn bốn người hướng tới Hàn môn đại điện lúc đi, dọc theo đường đi liền một cái Hàn môn đệ tử đều không có đụng tới, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết là càng cảnh giác, không nén nổi nói rằng, Thần Phong, Hàn môn làm sao sẽ như thế an tĩnh? Là không phải có vấn đề gì. Đúng vậy, Diệp thiếu gia, cẩn thận xử được vạn niên thuyền A. Trước đây lão đầu ta chính là lật thuyền trong mương, bị Hàn Nghiêm Nghĩa xúc sinh kia tại cơm nước trong hạ độc. Hôm nay là thân thể trong liền một tia chân kình chi lực cũng để thăng không đứng dậy a. Vương bá cũng lập tức phụ họa nói. Diệp Thần Phong chỉ là cười cười cũng không nói lời nào, đường bốn người bọn họ đi vào trong đại điện thời gian, đập vào mi mắt rõ ràng là rậm rạp chằng chịt Hàn môn đệ tử, còn có trưởng môn Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Hàn Thừa Đức. Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa hai cha con này vội vã đi tới Diệp Thần Phong bọn bốn người trước mặt, Hàn Sơ Tuyết cùng Vương bá nhìn đến cái này hai người. Chân mày không khỏi nhíu nhíu, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, vương bá còn thấp giọng nói rằng, Diệp thiếu gia, người cũng phải cẩn thận, xem ra bọn họ là lai giả bất thiện, bọn họ sớm ở nơi này trong mai phục chúng ta. Chẳng qua là khi vương bá lời mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi, chỉ thấy Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa không hẹn mà cùng đúng Diệp Thần Phong lễ phép khom người chào, nói rằng, Diệp tiên sinh, chúng ta đều chiếu lời của ngươi làm. Là không phải có thể phóng chúng ta một con ngựa. Phía dưới một đám Hàn môn đệ tử, bọn họ khi nhìn đến Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa đều đúng Diệp Thần Phong cúc cung, bọn họ cũng lập tức một đám đồng loạt khom người xuống. Diệp Thần Phong tại Hàn môn tu luyện trường thượng sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hàn môn, những này Hàn môn đệ tử rất sợ Diệp Thần Phong thật huyết tẩy Hàn môn, dù sao đã có ba đại môn phái ví dụ tại trước, cho nên những đệ tử này đã sớm thương lượng xong. Cung kính chăm miệng một lời đạo, Diệp tiên sinh, còn thỉnh ngài phóng chúng ta một con ngựa.
Vương Bá ngây người. Hàn Sơ Tuyết ngây người. Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết mảnh mai bàn tay, nhẹ nhàng ma sát Hàn Sơ Tuyết bên hông mềm mại, nói rằng, lão bà, ta không có lửa gạt ngươi chứ. Ta nói rồi sẽ không để cho nữ nhân của ta thất vọng. Chương 713, nã pháo trượng trò chơi. Tại Vương Bá cùng Hàn Sơ Tuyết bị Hàn Môn tất cả mọi người hành vi kinh ngạc đến ngây người thời gian, Hàn Môn trưởng môn con trai của Hàn Nghiêm Nghĩa Hàn Vĩ cùng lão bà Lý Đông Mai đi vào trong đại điện, vừa rồi Lý Đông Mai tại Hàn Vĩ trong phòng thuyết giáo con trai của nàng Ni. Mà Hàn Vĩ cũng đúng Lý Đông Mai đưa ra hắn phải lấy được Hàn Sơ Tuyết thân thể, nguyên bản Hàn Vĩ cho là sẽ gặp phải mẫu thân mình giáo huấn, ai biết đạo Lý Đông Mai vậy mà một hơi tự đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là Lý Đông Mai hận mẫu thân của Hàn Sơ Tuyết, mà Hàn Sơ Tuyết cùng mẫu thân của hắn trường được quá giống, một nghĩ đến nhượng con trai của nàng tướng Hàn Sơ Tuyết cắp tao đạp, trong lòng nàng sẽ có loại không hiểu dễ chịu cảm giác. Cho nên, cái này mẹ con hai, bọn họ vừa rồi tuy rằng cũng mơ hồ nghe được có kêu gào thanh, nhưng là bọn hắn không có lập tức đi tới nhìn tình huống, mà Hàn Nghiêm Nghĩa cũng nhất thời đã quên nhượng cái này mẹ con hai tới đại điện tập hợp. Nói cách khác lúc này cái này mẹ con hai còn không biết Diệp Thần Phong tới Hàn Môn sự tình. Nương Hàn Vĩ thật cao hứng bước vào trong đại điện, phụ mẫu hắn đều đồng ý hắn chiếm lấy Hàn Sơ Tuyết thân thể, hắn sao có thể đủ mất hứng nghi. Thế nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại âm trầm xuống, bởi vì hắn thấy được sắp cũng bị hắn hưởng dụng nữ nhân, đang bị một cái nam nhân xa lạ ôm mảnh mai, đầu hắn trong nóng lên đã hoàn toàn không lo lắng. Nên tại trong địa lao Hàn Sơ Tuyết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, khí thế hung hăng hướng Diệp Thần Phong quát dẹp đường, từ đâu tới tiểu tạp trùng. Cái này tiện nữ nhân sau đó tướng là bản thiếu gia nữ đại tớ, lập tức cấp ta buông ra ngươi tay. Nghe vậy, trong đại điện Hàn Môn đệ tử một đám toàn thân chợt một cái run, Hàn Vĩ tuy nói là con của trưởng môn, thế nhưng con của trưởng môn tại Diệp Thần Phong trước mặt toán cái mau a. Liền cái giấm cũng không tính. Thế nhưng cái này Hàn Vĩ lại vẫn chỉ vào Diệp Thần Phong mũi, mạ Diệp Thần Phong vì tiểu tạp chủng. Còn tướng Diệp Thần Phong nữ nhân nói thành là của hắn nữ đại tớ. Cái này không thuần toái là ngại mạng của mình sống quá dài sao. Quả thực chính là một cái không có thuốc nào cứu được ngu ngốc. Mà Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa nghe được Hàn Vĩ lời nói này, bọn họ hai cái trong lòng một trận khủng hoảng, hận không thể một cái tát đem Hàn Vĩ cấp quất chết. Cũng không nhìn một chút mình là một cái gì mặt hàng. Cũng dám nhục mạ diệt ba đại môn phái Diệp Thần Phong vì tiểu tạp chủng. Điều này làm cho Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa trong lòng lập tức nghĩ nên thế nào hướng Diệp Thần Phong nói xin lỗi. Nguyên bản bị Diệp Thần Phong ôm mảnh mai Hàn Sơ Tuyết, tại nàng nghe được Hàn Vĩ đem nàng nói thành là nữ đại tớ sau đó, nàng lập tức từ trong kinh ngạc tỉnh lại, phải biết rằng Hàn Vĩ là của nàng đường đệ. Nhưng Hàn Vĩ lại nói ra cái này lần không biết xấu hổ lời nói tới, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Diệp Thần Phong cảm nhận được Hàn Sơ Tuyết tâm tình sau khi biến hóa, huống hổ cái này không biết từ nơi nào toát ra lông chim. Vậy mà nhục mạ hắn, lại nhục mạ nữ nhân của hắn, với lại từ nơi này lông chim trong giọng nói không khó nghe ra đúng Hàn Sơ Tuyết thèm nhỏ dãi, thử hỏi Diệp Thần Phong sẽ bỏ qua cái này lông chim sao? Diệp Thần Phong miệng tiến tới Hàn Sơ Tuyết tai bên cạnh, hỏi, lão bà. Người nghĩ nhìn nã pháo trượng sao? Nguyên bản sắc mặt lạnh giá Hàn Sơ Tuyết, tai bên cạnh cảm thụ được Diệp Thần Phong ăn nói gian nhiệt khí, gò má của nàng lại hơi phím hồng, nhìn không được hỏi, Thần Phong, ở đây từ đâu tới pháo đốt cho ngươi phóng? Diệp Thần Phong có nhiều ý tứ hàm xúc mỉm cười, tịnh không có lựa chọn trả lời Hàn Sơ Tuyết vấn đề. Mà là đúng người ở chỗ này, nói rằng, kế tiếp. Các ngươi hay nhất tướng tai chặn kịp, bởi vì ta muốn nã pháo trượng, rất khả năng thanh âm hội có điểm đại. Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa chúng nhân nguyên bản nghĩ đến nên thế nào hướng Diệp Thần Phong xin lỗi, có thể Diệp Thần Phong nói cái gì nã pháo trượng không tha pháo đốt, cái này để cho bọn họ hai cái cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có đã từng một lần lại một lần kiến thức qua Diệp Thần Phong thân thủ Tôn Hiểu Lệ, nàng khẳng định Diệp Thần Phong muốn làm chuyện gì xấu. Cho nên nàng dưới chân bước chân nhìn không được hướng tới lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên, tại Tôn Hiểu Lệ vừa lui về phía sau mấy bước thời gian, Diệp Thần Phong không có lại để ý tới những người khác, mà là tự mình đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, linh. Phanh. Một cái linh tự mới vừa từ Diệp Thần Phong khẩu trung nhổ ra, chỉ nghe thấy phanh.
Một tiếng vang thật lớn tại trong đại điện vang lên, không có che tai người, thậm chí cảm giác màng tai có một loạt đau nhói. Nhưng cái này đau đớn đối với bọn hắn mà nói tịnh không coi vào đâu. Có thể trước mắt thấy tất cả, để cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác mình đến Diêm Vương Điện, trong lòng bị vô cùng vô tận sợ hãi cấp điền tràn đầy, mặt thượng cũng càng tới càng tái nhợt, dường như thân thể trong huyết bị trong nháy mắt tát cạn giống nhau. Dẫn đến hàn môn mọi người thất thố như vậy, nghiễm nhiên là nguyên bản đi đến đại điện ngay chính giữa, mang trên mặt âm trầm hàn vĩ. Cả người hắn thân thể đột nhiên gian không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, thật tự tượng một cái bị đốt pháo đốt giống nhau, trong nháy mắt biến được tứ phân ngũ liệt, thịt nát cùng máu tươi bay múa đầy trời. Trong không khí tràn đầy nồng nặc mùi máu tươi. Đứng tại hàn vĩ bên cạnh Lý Đông Mai, tại hàn vĩ thân thể bạo liệt trong nháy mắt, nàng bị bạo liệt sóng xung kích đánh ngã tại trên mặt đất, nàng toàn thân cao thấp bị tiên đầy máu tươi, ánh mắt trong nháy mắt biến rỗi rãnh động không gì sánh được. Cả người thân thể hơi run rẩy. Hàn Nghiêm Nghĩa nhìn đến con trai của mình không giải thích được chết không toàn thây, thậm chí liền một khối hoàn hảo xương đều không tìm được. Vừa rồi hắn tuy rằng quái Hàn Vĩ không đầu không đuôi tự nhục mạ Diệp Thần Phong, thế nhưng Hàn Vĩ dù sao cũng là hắn con trai ruột a. Chính cái gọi là hổ độc không ăn thịt con, Hàn Nghiêm Nghĩa sững sờ sau một lát, cố nén động thủ xung động, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi không phải nói dẫn ngươi đi thấy Hàn Sơ Tuyết sau đó. Ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi không giữ lời hứa. Diệp Thần Phong cánh tay buông lỏng ra vẫn còn xứng sở chung Hàn Sơ Tuyết. Đúng Tôn Hiểu Lệ nói rằng, Hiểu Lệ, ngươi giúp ta đúng Sơ Tuyết cùng Vương Bá nói một chút ta tại cổ võ giới chuyện đã xảy ra, bọn họ hai cái còn có chút hiểu rõ ni. Phân phó xong Tôn Hiểu Lệ sau, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đi về phía trước hai bước, cười lạnh nói, chú ý ngươi dùng từ, ta nơi đó có không giữ lời hứa. Ngươi có nhìn đến ta động thủ sao? Ta xem 8 phần 10 là hàng này ăn quá chống đỡ, trực tiếp dẫn đến hắn dạ dày không chịu nổi, thân thể hắn cái này mới có thể sản sinh bạo tạc. Nói, Diệp Thần Phong còn ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, nói rằng, ai, xem ra tham ăn cũng không phải một cái thói quen tốt ha. Khiến cho không khéo bản thân tự sẽ đem mình nã pháo trượng. Ở đây hàn môn đệ tử nghe xong Diệp Thần Phong lời nói sau. Bọn họ một đám là một trận không nói gì, trên đời này có người nào đi ăn ăn hội đem thân thể của chính mình cấp chống đỡ được nổ tung. Lý do này quả thực là quá gượng ép, có thể là bọn hắn một nghĩ đến Diệp Thần Phong liền tay cũng không có nhúc nhích, hàn vĩ thân thể tự động nổ tung, bọn họ trong lòng đối với Diệp Thần Phong tự càng kính sợ. Ngươi quả thực chính là nói bậy, Hàn Nghiêm Nghĩa rốt cục nhìn không được kêu gào lên, mà té trên mặt đất ánh mắt chỗ chống Lý Đông Mai. Nàng từ từ tỉnh lại, tức giận từ dưới đất đứng lên, nàng tuy rằng không biết Diệp Thần Phong thân phận, thế nhưng nàng biết con trai mình tử khẳng định cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, lập tức khí thế hung hăng hướng Diệp Thần Phong vào tới, một mặt sung, còn một mặt quát ta muốn người bồi ta mạng của con trai tới, ta muốn người bồi ta mạng của con trai tới. Diệp Thần Phong nhìn hướng bản thân xông tới người đàn bà chanh chua, khẩu trung lẩm bẩm, xem ra lại có thể nã pháo trượng. Diệp Thần Phong thanh âm không tính lớn, nhưng là không coi là nhỏ, vừa vặn truyền tới Lý Đông Mai tai trong, điều này làm cho Lý Đông Mai nghĩ đến con trai mình thảm thiết chết kiểu này, dưới chân bước chân trong nháy mắt hơi ngừng. Có thể tại Lý Đông Mai dưới chân bước chân hơi ngừng thời gian, Diệp Thần Phong trong miệng lại bắt đầu đếm ngược, lúc này người ở chỗ này thức thời nhiều, một đám tại trước tiên bưng kín tai, mà Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Hàn Thừa Đức mặt thượng biểu tình cũng là âm tình bất định. Tại bọn họ hai cái do dự thời gian, Diệp Thần Phong đã phải ngã số xong rồi, 5, 4, 3, 2, 1, linh. Phanh. Tại đếm tới linh thời gian, Diệp Thần Phong từ trong miệng bắt trước thoáng cái tiếng nổ, nguyên bản đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong lòng thất kinh Lý Đông Mai, nàng đang nghe phanh một tiếng sau, nàng cả người trong nháy mắt tê liệt ngồi trên mặt đất, phía trước cùng đằng sau đều nhìn không được, thoáng cái tới cái đại tiểu tiện không khống chế. Mà cái khác hàn người trong môn cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại Diệp Thần Phong mô phỏng theo tiếng nổ mạnh tin tức thời gian, chỉ thấy bọn họ một đám toàn thân chợt một cái run, có thể bọn họ trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe hình ảnh không có xuất hiện. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, gương mặt ác thú vị, vừa cười vừa nói, nã pháo trượng trò chơi đến đây kết thúc, kế tiếp, là lão bà của ta báo thù trò chơi. Diệp Thần Phong nghe được Tôn Hiểu Lệ đã cấp Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá tự thuật xong,
hắn mấy ngày nay tại cổ võ giới làm ra động tĩnh, là thời gian nên tiến nhập chính đề. Diệp Thần Phong một đôi có nhiều ý tứ hàm xúc ánh mắt, tại Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa trên người hai người quét mắt. Chương 714, có đôi khi phải muốn thủ đoạn độc ác. Thần Phong, cổ võ giới quy nguyên môn, huyền thiên môn cùng lãnh hải các thật bị ngươi diệt. Tại nghe xong Tôn Hiểu Lệ tự thuật sau, Hàn Sơ Tuyết lúc này mới bắt đầu tin tưởng Diệp Thần Phong nói, một đôi trong con ngươi xinh đẹp bung ra ra bất khả tư nghị quang mang, nàng thật không có nghĩ đến nàng tại thế tục giới gặp phải người đàn ông này, ngắn ngủi như thế một trong thời gian 2 năm, vậy mà đã đạt tới như vậy để cho nàng xem thế là đủ rồi cao độ. Vương Bá tuy rằng bị giam tại trong địa lao có đã nhiều năm, nhưng là suy nghĩ của hắn còn là vô cùng rõ ràng, quy nguyên môn đẳng ba cái môn phái hắn cũng là đặc biệt rõ ràng. Vì vậy hắn kích động viền mắt trung thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra, hai bàn tay hợp lại tại cùng nơi, khẩu trung nói liên miên cằn nhằn nói rằng, trưởng môn hiện tại mới có thể ngủ yên, nhất định là trưởng môn tại bầu trời phù hộ, tiểu thư mới tìm được như thế một vị nổi tiếng cô gia. Sợ Tuyết, kế tiếp, người nghĩ muốn thế nào báo thù? Ta cũng sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Diệp Thần Phong cấp Hàn Sơ Tuyết ném một đạo khích lệ cùng ủng hộ ánh mắt. Hàn Sơ Tuyết khẩu trung chậm rãi hộc ra một hơi thở, dưới chân bước chân liên tục bước ra thật nhiều bước, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt của, hai con ngươi lạnh giá nhìn chăm chú vào Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa, nguyên bản cha mẹ của nàng tử cùng Hàn Thừa Đức không có quan hệ chút nào, đáng tiếc là nàng cái này vì cái gọi là gia gia, biết rõ phụ mẫu nàng là bị Hàn Nghiêm Nghĩa độc chết, có thể cuối cùng hắn lại vẫn chống đỡ Hàn Nghiêm Nghĩa ngồi trên chức trưởng môn, cái này nhượng trong lòng nàng đúng Hàn Thừa Đức đồng dạng có hận ý. Thậm chí là trong lòng đã không thừa nhận Hàn Thừa Đức là gia gia của nàng. Tại cảm thấy được Hàn Sơ Tuyết lạnh giá thấu xương ánh mắt sau, Hàn Thừa Đức đứng ra lời nói thấm thía nói rằng, Sơ Tuyết, mọi người đều là người một nhà, nhìn tại gia gia mặt mũi, ngày hôm nay cái này kiện sự tình tựu dừng ở đây đi. Ha, Hàn Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, nghi vấn hỏi, dừng ở đây. Như vậy phụ mẫu ta tử do người nào chịu trách? Trước đây ta bị đánh gãy gân tay gân chân bị vận chuyển ra cổ võ giới, nếu không gặp Thần Phong, ta thiếu chút nữa trở thành nam nhân phát tiết công cụ, đây cũng do người nào chịu trách. Hiện tại ngươi luôn miệng nói là gia gia của ta, trước đây ngươi có làm được một cái gia gia nên có bản phận sao? Ngươi không có, cho nên, ngươi đã sớm không có tư cách làm gia gia của ta. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Sơ Tuyết cơ hồ là tê tâm liệt phế hô lên tới. Mặt dâng lên đầy nộ hồng chi sắc, mấy năm nay nàng tại thế tục giới ăn nhiều như vậy khổ. Không chính là tại chờ đợi ngày này, chờ thân thủ vì phụ mẫu nàng báo thù, thời gian đến nay thiên, nàng trong đầu như cũ nhớ kỹ trước đây nàng sau khi cha mẹ mất dáng dấp, ra hiện ra một loại nhàn nhạt đen như mực sắc, rất rõ ràng cho thấy chúng độc bỏ mình. Thế nhưng, Hàn Nghiêm Nghĩa phu phụ liền hai cổ thi thể đều không buông tha, phụ thân của Hàn Sơ Tuyết ngực bị chọc ra hai cái lỗ. Mà mẫu thân của Hàn Sơ Tuyết trên người quả thực là thiên sang bách khổng, sau nàng cũng biết tướng nàng thân thể của mẫu thân làm thành như vậy, chính là Hàn Nghiêm Nghĩa lão bà Lý Đông Mai, bởi vậy có thể thấy được Lý Đông Mai trong lòng đúng mẫu thân của Hàn Sơ Tuyết có lớn bực nào hận ý. Hàn Sơ Tuyết tiếng hô vang vọng tại Hàn Môn trong đại điện, Diệp Thần Phong đứng sau lưng Hàn Sơ Tuyết. Biểu hiện ra là một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp, kỳ thực hắn não bộ thần kinh liền nhất khắc đều không có thả lỏng qua. Hắn phải muốn thời khắc chú ý Hàn Sơ Tuyết an toàn, chỉ cần Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm Nghĩa có chút nào gây rối hành vi, hắn liền hội tại trước tiên xuất thủ. Hàn Thừa Đức bị Hàn Sơ Tuyết giống phải là sắc mặt tái xanh một phiến, mà Hàn Nghiêm Nghĩa mặt thượng vẻ hoảng sợ đang từ từ tiêu thất, ngược lại là nồng nặc vẻ tàn nhẫn tại trên mặt của hắn không ngừng mở rộng, chính cái gọi là chó cùng rứt dậu. Thỏ cấp còn cắn người ni, rất rõ ràng Hàn Nghiêm Nghĩa là bị buộc cấp muốn nhảy tường giã cẩu. Thế nhưng tại Diệp Thần Phong trước mặt coi như là bị buộc cấp hổ, cuối cùng muốn dùng hết toàn lực tức giận vồ đến, kết quả cũng chỉ hội biến được càng bi thảm mà thôi. Hàn Nghiêm Nghĩa dùng sức điều chỉnh hô hấp, đúng ở đây Hàn Môn đệ tử, quát dẹp đường, các vị đệ tử nghe lệnh, Diệp Thần Phong bọn họ chỉ có 3 người. Lẽ nào chúng ta toàn bộ Hàn Môn còn dùng được sợ bọn họ sao? Ta tin tưởng dùng chúng ta tập hợp năng lực, tuyệt đối có thể tướng Diệp Thần Phong bọn họ đưa vào địa ngục. Ở đây Hàn Môn đệ tử không nghĩ tới Hàn Nghiêm Nghĩa hội đột nhiên nói ra những lời này, kết quả là bọn họ một cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút.
trong lúc nhất thời không biết nên làm ra dạng gì quyết định. Các vị Hàn môn đệ tử, ta là Hàn môn trước kia đại trưởng lão, Hàn Nghiêm nghĩa chính là một cái xúc sinh không bằng gì đó, các ngươi chẳng lẽ muốn đứng ở nơi này xúc sinh một mặt sao? Trước một đời trưởng môn chính là bị hắn độc hại, hắn cái này loại giết chết thân huynh đệ cẩu vật, hắn xứng làm Hàn môn trưởng môn sao? Vương Bá cũng lập tức đứng ra nói rằng, bởi Vương Bá tóc rối tung, Hàn môn đệ tử tại vừa mới bắt đầu tỉnh không có nhận ra thân phận của hắn tới, cho tới bây giờ Vương Bá chính mồm nói toạc ra thân phận của mình, Hàn môn đệ tử tài một đám nhận ra Vương Bá, cái này vị đã từng Hàn môn đại trưởng lão, bọn họ vốn cho là đại trưởng lão cũng sớm đã là chết, chí ít Hàn Nghiêm nghĩa là như thế đúng Hàn môn đệ tử công bố. Các vị Hàn môn đệ tử, không cần nghe lão già này nhất phái nói bậy, chúng ta nên thể sống chết bảo vệ Hàn môn, thể sống chết bảo vệ Hàn Nghiêm nghĩa trưởng môn. Một vị hiện tại Hàn môn trung trưởng lão đứng ra nói rằng, có thể tại bây giờ Hàn môn trung đam nhâm trưởng lão, tự nhiên mà vậy là Hàn Nghiêm nghĩa người, bọn họ tại cái này thời gian đương nhiên muốn đứng tại Hàn Nghiêm nghĩa bên này. Giữa lúc đại bộ phận Hàn môn đệ tử một đám do dự, mà tiểu bộ phân đệ tử bọn họ là trong lòng xuẩn xuẩn dục động thời gian, một đạo thanh âm vang dội truyền vào Hàn môn trong đại điện, Thần Phong, ta còn chưa tới muộn đi. Vở kịch hay có không có kết thúc? Tôn Hằng Phi dẫn theo sở hữu phong vệ đội thành viên vội vã đi vào Hàn môn trong đại điện, bởi phong vệ đội thành viên toàn bộ tướng thực lực tăng lên tới cực hạn, kết quả là toàn bộ đại điện bị phô thiên cái địa thiên giai thượng phẩm khí thế cấp bao phủ ở. Này nguyên bản dục dịch nghĩ muốn gia nhập đến Hàn Nghiêm nghĩa trận doanh đi Hàn môn đệ tử, bọn họ không nén nổi một đám cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt, dường như cảm giác mình tại kề cận cái chết đi một vòng. Nếu như bọn họ mới vừa ở tự đứng ra giữ gìn Hàn Nghiêm nghĩa lời nói, phỏng chừng đằng đợi bọn hắn chỉ có chết, bởi vì tràn vào đại điện cái này một nhóm thế lực đầy đủ quét ngang toàn bộ Hàn môn. Tại Tôn Hằng Phi mang theo phong vệ đội thành viên tràn vào đại điện thời gian, Hàn Thừa Đức cùng Hàn Nghiêm nghĩa lại một lần nữa mặt thượng đại biến nhan sắc. Hàn Thừa Đức hôm nay là quyết tâm đứng tại Hàn Nghiêm nghĩa bên này, dù sao đây là hắn hiện tại con trai duy nhất, có thể phải giải quyết nguy cơ trước mắt, biện pháp duy nhất chính là bắt giữ Hàn Sơ Tuyết, như vậy là có thể nhượng Diệp Thần Phong trái lại nghe lời. Vì vậy, Hàn Thừa Đức ánh mắt lặng lẽ tập trung đến Hàn Sơ Tuyết trên người, điều chỉnh thoáng cái thân khí tức trong người sau, trên người của hắn đột nhiên bạo phát ra nửa bước tiên thiên khí thế, thân ảnh hướng Hàn Sơ Tuyết vọt tới, xòe bàn tay ra chuẩn bị tướng Hàn Sơ Tuyết chảo ở. Hàn Sơ Tuyết chỉ có thiên giai thượng phẩm thực lực, nàng đương nhiên là tránh không khỏi Hàn Thừa Đức công kích, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng cái này ra, tại cái này thời gian còn có thể hướng nàng công kích, điều này làm cho trong lòng nàng đúng Hàn Thừa Đức cái này cái gọi là ra là càng lạnh vài phần. Chỉ là mắt thấy Hàn Thừa Đức âm mưu sẽ được như ý thời gian, đứng sau lưng Hàn Sơ Tuyết Diệp Thần Phong, hắn tại Hàn Thừa Đức động thủ thời gian, hắn tự đề cao cảnh giác. Lập tức sử xuất huyền thiên bộ pháp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Sơ Tuyết trước mặt, một cước chợt hướng cấp tốc đánh tới Hàn Thừa Đức đá ra ngoài. Phanh! Lúc này Diệp Thần Phong là không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp một cước đá vào Hàn Thừa Đức ngực, có thể dùng Hàn Thừa Đức ngực xương toàn bộ lõm đi xuống, trái tim cũng bị thương không nhẹ. Khẩu trung không ngừng phun ra máu tươi tới, theo Diệp Thần Phong Hàn Thừa Đức hoàn toàn không có tư cách làm Hàn Sơ Tuyết ra. Tại Hàn Thừa Đức chật vật té trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không bỏ dậy nổi thời gian, Diệp Thần Phong rồi hướng Hàn môn chung người quát dẹp đường, oan có đầu, nợ có chủ, sự tình hôm nay không liên quan chuyện của người khác tình, nếu có ai muốn đứng ra. Không để ý đưa hắn cũng cùng nơi đưa đi gặp Diêm Vương ra. Nghe vậy, sở hữu Hàn môn đệ tử một đám cúi đầu trầm mặc, ngay cả Hàn môn chung mấy vị trưởng lão cũng sắc mặt khó coi không nói, mà Diệp Thần Phong tắc không để ý đến những. Này người, đúng phong vệ đội người, nói rằng, phong vệ đội thành viên cho ta nghe lệnh, ở đây có ai dám khinh cử vọng động, cách sát vật luận. Là, Diệp Thiếu, phong vệ đội thành viên chỉnh tề vang dội hồi đáp. Theo gió vệ đội thành viên đến, Hàn Thừa Đức bị một cước đạp nửa chết nửa sống, Hàn Nghiêm nghĩa biết ngày hôm nay mình là giữ nhiều lành ít, thế nhưng lúc này hắn nếu như phản kháng cũng căn bản không có chút nào ý nghĩa, bởi vì hắn liền một cái đệm lưng người đều tìm không được. Vương Bá, các ngươi Hàn môn chung có không có có thuốc độc? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Hàn môn hiệu thuốc trong nên có, không biết Diệp Thiếu gia muốn độc dược làm gì?
Vương Bá bây giờ đối với Diệp Thần Phong là càng tôn kính. Vương Bá, Sơ Tuyết, hai người các ngươi cùng nơi bồi ta đi một chuyến Hàn Môn Hiệu Thuốc, ta vừa đi, vừa cùng các ngươi giải thích. Diệp Thần Phong đúng Hàn Sơ Tuyết đẳng hai người nói. Hàn Môn Hiệu Thuốc ngay đại điện đằng sau cách đó không xa, tại ba người đi hướng tới hiệu thuốc trên đường đi. Diệp Thần Phong đúng hai người đơn giản giải thích một chút, trước đây Hàn Sơ Tuyết cha mẹ của không phải là bị hạ độc mà chết sao. Đây cũng là nhượng Hàn Nghiêm Nghĩa hai phu phụ nếm thử chúng độc tử vong tư vị đi. Cái này loại chết kiểu này nên thích hợp nhất Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai phu phụ. Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá nghe được Diệp Thần Phong sau khi giải thích, bọn họ hai cái nhận đồng Diệp Thần Phong cách làm, tự trực tiếp như vậy sát Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai, cái này không là cho bọn hắn hai cái một cái thống khoái sao. Cái gọi là báo thù, chính là muốn tướng trong lòng khí cấp phát tiết ra ngoài. Nếu không hội cả đời không mở ra khúc mắc, Diệp Thần Phong đương nhiên không hy vọng bản thân nữ nhân cả đời đã bị khốn nhiễu. Hàn Môn Hiệu Thuốc trong quả nhiên có rất nhiều chủng loại độc dược, trước đây Hàn Sơ Tuyết cha mẹ của là Trung Ngũ Độc Tán mà chết, cho nên Hàn Sơ Tuyết tại hiệu thuốc trong cầm một lọ ngũ độc tán. Ba người đang đi ra hiệu thuốc sau, Diệp Thần Phong hỏi thoáng cái phòng bếp vị trí cụ thể, nói là nhường Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá về trước đại điện. Hắn đi một chuyến phòng bếp cầm món khác sẽ trở lại. Tại Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá vừa trở lại đại điện thời gian, Diệp Thần Phong chân sau cũng theo trở về, nhưng là trong tay của hắn mặt lại cầm một cái bầu rượu cùng hai cái ly, đi tới Hàn Sơ Tuyết bên cạnh, vừa cười vừa nói, Sơ Tuyết, ta Diệp Thần Phong vẫn là vô cùng chủ nghĩa nhân đạo, để cho bọn họ hai cái trước khi chết lại phẩm thường một hồi rượu ngon. Diệp Thần Phong tướng Hàn Sơ Tuyết trong tay ngũ độc tán đảo vào bầu rượu trong. Nhẹ nhàng lay động một cái, những ngũ độc tán hoàn toàn hòa tan tiến rượu bên trong, sau đó, phân biệt cấp trong tay hai chỉ trong chén nhỏ mặt rót đầy một chén rượu, chỉ Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai, đúng phong vệ đội thành viên, nói rằng, đem bọn họ hai cái cấp ta chế trụ, để cho bọn họ không có cách gì nhúc nhích. Tuy rằng Hàn Nghiêm Nghĩa là thiên giai thượng phẩm cao thủ, thế nhưng phong vệ đội chung có thật nhiều tên thiên giai thượng phẩm cao thủ tồn tại, bốn gã thiên giai thượng phẩm cao thủ. Hai người đè xuống Hàn Nghiêm Nghĩa cánh tay, hai người đè xuống Hàn Nghiêm Nghĩa hai chân, Hàn Nghiêm Nghĩa bị gắt gao bộ mặt chiêu thiên đặt tại trên mặt đất, đối mặt bốn gã thiên giai thượng phẩm cao thủ, hắn căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Đến nỗi Lý Đông Mai tắc muốn dễ đối phó nhiều, một gã thiên giai cao thủ đã đem Lý Đông Mai cấp chế trụ. Diệp Thần Phong trong tay cầm hai chỉ chén rượu, đúng Hàn Sơ Tuyết nói rằng, cái này loại việc nặng là chính ngươi tới. Hay là ta tới? Thần Phong, nhượng ta tự mình tới. Hàn Sơ Tuyết không chút do dự nói rằng, nàng phải muốn bản thân thân thủ báo thù. Diệp Thần Phong điểm gật đầu tỉnh không nói thêm gì, cầm trong tay hai bôi độc tử đưa cho Hàn Sơ Tuyết. Hàn Sơ Tuyết đầu tiên đi tới Hàn Nghiêm Nghĩa bên cạnh, đến nơi này nhất khắc Hàn Nghiêm Nghĩa mới biết được bản thân nhanh muốn chết, sợ hãi tử vong thật sâu bao phủ tại trong đầu của hắn, có thể dùng thân thể hắn không ngừng run rẩy. Khẩu Trung nói rằng, Sơ Tuyết, niệm tại ta là người thân thúc thúc phân thượng, người tạm tha ta một mạng đi. Ta biết. Hàn Sơ Tuyết đôi mắt lạnh giá nhìn tượng điều chó nhật giống nhau cầu xin tha thứ Hàn Nghiêm Nghĩa, nàng hội tha Hàn Nghiêm Nghĩa sao? Như vậy trước đây ai bỏ qua cho phụ mẫu nàng? Ai bỏ qua cho nàng? Nếu không gặp phải Diệp Thần Phong, nàng kiếp này đừng nói là báo thù, hiện tại chỉ sợ sớm đã là tự sát đi. Thừa dịp Hàn Nghiêm Nghĩa lại nhảy há mồm cầu xin tha thứ thời gian, Hàn Sơ Tuyết trực tiếp tướng một chén độc tử đột nhiên gian ngã vào Hàn Nghiêm Nghĩa trong miệng. Cái này thình lình xảy ra chảy vào trong miệng độc tử, nhưng Hàn Nghiêm Nghĩa điều kiện phản ứng nuốt vào cổ họng bên trong, khi hắn phản ứng qua đây, muốn độc tử thổ lúc đi ra, đã là không còn kịp rồi, lại nói tứ chi của hắn bị phong vệ đội thành viên khống chế được. Căn bản không có cách gì dùng tay đi khấu cổ họng. Mặt thượng đối với tử vong khủng hoảng càng nồng nặc. Lại đem độc tử đảo tiến Hàn Nghiêm Nghĩa trong miệng sau, Hàn Sơ Tuyết lại tới Lý Đông Mai bên cạnh, Lý Đông Mai cả người vừa rồi hoàn toàn là bị sợ choáng váng, cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, tên chế trụ Lý Đông Mai phong vệ đội thành viên, đặc biệt thiện giải nhân ý tướng Lý Đông Mai miệng cấp đẩy ra. Cho nên, Hàn Sơ Tuyết thuận lợi tướng độc tử đảo vào Lý Đông Mai trong miệng. Tại độc tử đảo tiến trong miệng thời gian, Lý Đông Mai vậy mà trong nháy mắt thanh tỉnh lại, muốn trước trong miệng độc tử cấp nhổ ra, thế nhưng tên phong vệ đội thành viên gắt gao đè xuống Lý Đông Mai miệng cùng mũi,
dẫn đến Lý Đông Mai chỉ có thể tướng độc tử nuốt vào trong bụng. Tự cấp Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai này xong độc tử sau đó, Hàn Sơ Tuyết sắc mặt lạnh giá về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Diệp Thần Phong ôn nhu ôm Hàn Sơ Tuyết mảnh mai. Tại Hàn Sơ Tuyết bên tai nhẹ giọng an ủi, Sơ Tuyết, sau đó có ta ở đây nhi. Không cần khó qua. Hàn Sơ Tuyết khéo léo điểm gật đầu, thân thể mềm mại hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực lại gần dựa vào. Diệp Thần Phong đúng phong vệ đội thành viên, nói rằng có thể phóng khai bọn họ hai cái. Tại phong vệ đội thành viên buông ra trong nháy mắt, Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai không hẹn mà cùng khấu khởi cổ họng, đáng tiếc là vô luận bọn họ thế nào khấu cũng vô pháp tướng độc tử cấp khấu đi ra. Diệp Thần Phong nhìn Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai quỳ trên mặt đất, chật vật khấu cổ họng hình dạng. Hắn đột nhiên hài hước hỏi, hai người các ngươi muốn giải dược sao? Diệp Thần Phong lời nói dường như là cuối cùng một cái phao cứu mạng, nhưng Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn Diệp Thần Phong, trên thế giới này có thể sống. Có ai nguyện ý đi tìm chết? Phanh, 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 phanh. Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai đang nhìn nhau liếc mắt sau, bọn họ hai cái lập tức đúng Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết dùng sức gõ khởi đầu, khẩu trung không ngừng nói rằng, Diệp tiên sinh, Sơ Tuyết, cầu các ngươi tha chúng ta một mạng đi. Cầu các ngươi tha chúng ta một mạng đi. Tại Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai không ngừng dập đầu thời gian, Diệp Thần Phong từ trong lòng ngực mặt lấy ra một bao bột màu trắng, đương Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai nhìn đến bột màu trắng thời gian. Bọn họ lập tức cho rằng cái này bột màu trắng khẳng định chính là giải dược, cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt tới. Có nghĩ là muốn dùng những này bột phấn, Diệp Thần Phong hài hước nghi vấn hỏi. Hàn Nghiêm Nghĩa phù phụ điên cuồng gật đầu. Thế nhưng, một giây kế tiếp, Diệp Thần Phong tướng bột phấn toàn bộ đảo tại trên mặt đất, vừa cười vừa nói cho các ngươi một cái ăn tươi những này bột phấn cơ hội, đem ở đây liếm khô tịnh. Các ngươi không chẳng khác nào là ăn được những này bột phấn sao? Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai chỉ là hơi sửng sốt một chút, bọn họ hai cái liền lập tức bỏ đến Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết trước mặt, hai người lẻ lưỡi bắt đầu không ngừng liếm thực trên mặt đất bột phấn. Hàn Sơ Tuyết tịnh không hỏi Diệp Thần Phong những này bột phấn là không phải giải dược, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thần Phong có thể tướng cái này kiện sự tình xử lý tốt, trái lại sau lưng Vương Bá nói liên miên cằn nhằn. Nói rằng, Diệp thiếu gia, ngài tuyệt đối không thể đủ thả cái này hai cái mặt người dạ thú xúc sinh a. Bọn họ hai cái căn bản không có tư cách sống trên thế giới này. Diệp Thần Phong không để ý đến nói liên miên cằn nhằn Vương Bá, Hàn Sơ Tuyết đồng dạng cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn tượng hai điều cẩu giống nhau Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai, trong lòng nàng đọng lại nhiều năm như vậy cừu hận, đang chậm rãi nhận được phóng ra, đây cũng là Diệp Thần Phong dụng ý nơi. Hắn phải muốn nhượng Hàn Sơ Tuyết cởi ra tâm kết này. Ngắn ngủi một phút, Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai đã đem trên mặt đất bột màu trắng cấp liếm khô tịnh, bọn họ bây giờ là tóc rối tung không chịu nổi, khẩu trung thở hổn hển tê liệt ngồi ở trên mặt đất, tướng bột màu trắng liếm khô tịnh sau đó, bọn họ hai cái trong lòng tài xem như là thở dài một hơi, bởi vì bọn họ cho là mình tạm thời không có mạng sống nguy hiểm. Thế nhưng, đương Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai vừa yên lòng thời gian, bọn họ hai cái chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn lợi hại, có loại phiên giang đảo hải muốn tướng dạ dày cùng ruột đều vắt đoạn thế, có thể dùng bọn họ dùng sức ôm bụng, trên trán tuôn ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, không có qua chốc lát, bọn họ hai cái lại cũng không thể chịu đựng được cái này loại đau đớn, thân thể tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, hai người cổ họng trong không hẹn mà cùng hộc ra một ngụm máu tươi tới. Hàn Nghiêm Nghĩa chật vật quỳ một chân trên đất, cái trán cùng trên cánh tay là nổi gân xanh, cắn răng, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, cái này bột màu trắng không phải giải dược. Ngươi coi như là người đàn ông sao? Diệp Thần Phong chút nào không gánh vác nhún vai, nói rằng, đối với các ngươi cái này loại người cặn bã mà nói yêu cầu tướng tín dụng sao? Lại nói ta lúc nào nói qua cái này bột màu trắng là giải dược. Ta chỉ là hỏi các ngươi có nghĩ là dùng cái này loại bột phấn, đây hết thảy đều là hai người các ngươi tự tướng tình nguyện suy đoán mà thôi. Kỳ thực, những này bột phấn chỉ là bình thường bột mì mà thôi. Diệp Thần Phong vừa rồi đi tại chủ phòng lấy rượu thời gian, thuận tiện tại chủ phòng cầm điểm bột mì, vào lúc đó hắn liền nghĩ đến cái này nhượng Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai chút nào không tôn nghiêm chết kiểu này,
hắn làm tất cả chỉ là muốn nhượng Hàn Sơ Tuyết hoàn toàn cởi ra khúc mắc. Huống hồ, đôi khi người phải muốn thủ đoạn độc ác một ít, Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai đã từng tàn nhẫn giết chết Hàn Sơ Tuyết cha mẹ của, lại đem Hàn Sơ Tuyết chân gân cùng gân tay đều đánh gãy. Nếu như lần này không phải có Diệp Thần Phong ở đây, phỏng chừng Hàn Sơ Tuyết hội bị các nàng dằn vặt người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cho nên, cái này là Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai trừng phạt đúng tội. Chương 715, phát hiện. Theo thời gian chuyển rời, ngũ độc tán hoàn toàn tại Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai thể nội phát huy tác dụng, cái này hai người dường như tựa như phát điên cổ họng trong thống khổ gầm rú, thân thể trên mặt đất cuồn cuộn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đủ làm ầm ĩ 3 phút tả hữu. Cái này hai người cổ họng trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chợt cứng đờ, hai mắt trừng to đại, miệng hơi mở, nghiễm nhiên là đi gặp Diêm Vương gia. Hàn Môn trong đại điện trong nháy mắt tính châm rơi có thể nghe, Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai tượng con chó chết kiểu này, như một cái búa tạ chợt đập vào tất cả mọi người trong trái tim, nhất là té trên mặt đất nửa chết nửa sống Hàn Thừa Đức. Hắn lúc này trong lòng là ngũ vị hỗn hợp, ngực đau đớn kịch liệt, nhượng hắn nhịn không được chợt ho khan, khái 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 khái. Một trận này tiếng ho khan phá vỡ trong đại điện vắng lặng, bị Diệp Thần Phong ôm Hàn Sơ Tuyết, nàng khi nhìn đến Hàn Nghiêm Nghĩa cùng Lý Đông Mai sau khi chết, nàng trong miệng không kiềm hãm được thở ra một hơi thở, tích nén ở trong lòng mặt nhiều năm như vậy cừu hận, cuối cùng là tại từng điểm tiêu thất, cũng không uổng phí Diệp Thần Phong mất nhiều như vậy tâm tư. Diệp thiếu gia, cái này kết thúc công việc công tác cũng do ngài đi làm đi. Ba người kia lão già kia từ trước vẫn đứng tại Hàn Nghiêm Nghĩa xúc sinh kia một mặt, tuy rằng ba người bọn hắn không có tham dự sát hại trưởng môn âm mưu chung, nhưng là bọn hắn cũng không có tư cách lưu tại Hàn Môn chung. Vương Bá ngón tay chỉ vào hiện tại Hàn Môn ba vị trưởng lão nói rằng. Hiện tại Hàn Môn ba vị trưởng lão, bọn họ tại kiến thức Hàn Nghiêm Nghĩa phu phụ chết kiểu này sau, bọn họ hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là làm là ác ma, nhất là đương Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía bọn họ thời gian, ba người bọn hắn hai chân liền lập tức bắt đầu như nhũn ra, thân thể không ngừng run rẩy, không hẹn mà cùng nói rằng, Diệp tiên sinh tha mạng, Diệp tiên sinh tha mạng. Sơ Tuyết, ngươi cho rằng cái này ba cái lão già kia nên xử trí như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi trong ngực Hàn Sơ Tuyết. Thần Phong, ta tất cả nghe theo ngươi. Hàn Sơ Tuyết dịu ngoan tượng chỉ con cừu nhỏ thông thường, nàng là hoàn toàn dùng nam nhân của nàng Diệp Thần Phong làm trung tâm. Diệp Thần Phong buông lỏng ra ôm Hàn Sơ Tuyết cánh tay, thân ảnh trong nháy mắt hướng Hàn Môn ba vị trưởng lão đánh đã qua. Bàn tay chợt phân biệt tại ba vị trưởng lão ngực phách một trường, có thể dùng ba vị trưởng lão thân thể té bay ra ngoài, sau đó, miệng quát, ta đem bọn ngươi tu vi phế đi, sau đó các ngươi không bao giờ. Nữa là Hàn Môn chung người. Lập tức cấp ta cút ra khỏi Hàn Môn. Bị phách bay ra ngoài ba vị trưởng lão, bọn họ có thể bảo trụ một cái mạng tựu A-di-đà Phật. Nơi nào còn dám tại trong đại điện rừng, một đám tượng con chó giống nhau leo ra ngoài trong đại điện. Tại ba vị Hàn Môn trưởng lão ly khai đại điện sau, Diệp Thần Phong rồi hướng Hàn Môn các đệ tử, nói rằng, cái này kiện sự tình cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ta sẽ không làm khó các ngươi muốn lưu ở Hàn Môn. Vẫn như cũ là có thể lưu tại Hàn Môn. Nếu như muốn ly khai Hàn Môn, chúng ta cũng không hội ngăn trở. Đối với những này Hàn Môn đệ tử mà nói, do ai thống trị Hàn Môn cùng bọn họ tỉnh không có quá lớn quan hệ, lại mà Diệp Thần Phong tướng nói rõ ràng như vậy, trong đó một ít nữ đệ tử đã sớm là bị Diệp Thần Phong thực lực và mị lực hấp dẫn, các nàng nghĩ đến tương lai có phải hay không là Diệp Thần Phong tới thống trị Hàn Môn. Tại cổ võ giới nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường sự tình, các nàng nghĩ nếu như tương lai có thể trở thành Diệp Thần Phong tiểu thiếp. Đó cũng là một cái không gì sánh được chuyện hạnh phúc, cho nên chỉ có lưu tại Hàn Môn tài có thể trở thành Diệp Thần Phong tiểu thiếp. Kết quả là Hàn Môn nữ đệ tử một đám sôi nổi mở miệng cho thấy như cũng nguyện ý lưu tại Hàn Môn. Mà Hàn Môn nam đệ tử gặp nữ đệ tử đều lên tiếng, bọn hắn cũng đều cho thấy nguyện ý lưu tại Hàn Môn chung. Diệp Thần Phong đương nhiên là không biết những này Hàn Môn nữ đệ tử ý nghĩ, vì vậy hắn nói rằng tốt, nếu các ngươi như cũng nguyện ý lưu tại Hàn Môn, như vậy mọi người trước hết tản đi. Tại Hàn Môn đệ tử ly khai đại điện sau, ở đây chỉ còn lại có phong vệ đội thành viên, Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết, Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, Vương Bá cùng Hàn Thừa Đức.
Hàn Sơ Tuyết nhìn té trên mặt đất Hàn Thừa Đức, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một vòng không đành lòng, nhưng là muốn khởi trước đây cái này cái gọi là ra ra cách làm, nghĩ khởi vừa rồi cái này cái gọi là ra ra lại có thể ra tay với nàng. Nàng hai con ngươi trung thần sắc lại trở nên kiên định không ít, lạnh giọng nói rằng từ nay về sau, ngươi lại cũng không phải của ta ra ra, bất quá. Ngươi có thể kế tục lưu tại Hàn Môn. Diệp Thần Phong không có tham gia Hàn Sơ Tuyết quyết định, bởi vì Hàn Thừa Đức cái này lão đầu mới vừa rồi bị hắn đá một cước sau đó, trong cơ thể bị thương thế nghiêm trọng, kiếp này sợ rằng tu vi khó hơn nữa đột phá. Với lại Hàn Thừa Đức sau này không có cách gì tướng chân kình chi lực nhắc tới đỉnh cao. Như vậy hội lôi kéo hắn thương thế bên trong cơ thể, cho nên Hàn Thừa Đức nguyên bản nửa bước tiên thiên thực lực, bây giờ chỉ là giống như là thiên giai thượng phẩm, đây đối với Hàn Sơ Tuyết, hoặc là Hàn Môn mà nói đã là không có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Bá, người giúp chúng ta an bài một chút, ngày hôm nay chúng ta đều ở tại Hàn Môn. Diệp Thần Phong đúng Vương Bá nói rằng. Vương Bá vội vàng nói tốt, Diệp thiếu gia, ta lập tức nhường Hàn Môn đệ tử đi chuẩn bị cho các ngươi gian phòng. Sau đó, đêm này bị giam tại trong địa lao người toàn bộ phóng xuất, không nghĩ tới lão đầu ta tại sinh thời vẫn có thể đợi được ngày này, ta thật phải cảm ơn Diệp thiếu gia ngài, ngài là chúng ta Hàn Môn cứu thế chủ a. Tại Diệp Thần Phong chúng nhân ly khai đại điện sau đó, bên trong chỉ còn lại có Hàn Thừa Đức một người, hắn khàn khàn hai con ngươi đờ đẫn nhìn phía trên, khô quắt môi một trương hợp lại, mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, lẩm bẩm, báo ứng a. Lẽ nào đây chính là ta báo ứng? Tại Vương Bá cấp Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng phong vệ đội thành viên an bài dừng chân giờ địa phương, Diệp Thần Phong theo Hàn Sơ Tuyết đi tới một chỗ trong viện, chỗ này trong viện cỏ dại mọc thành bụi, có một gian trên cửa tích đầy bụi gian nhà tọa lạc tại ở đây. Hàn Sơ Tuyết lại đi tiến sân sau, một đôi mắt đẹp mà bắt đầu biến được đỏ rực. Nàng từng bước đi tới gian nhà trước, vươn tay tướng môn cấp đẩy ra, đập vào mi mắt là nàng quen thuộc tràng cảnh. Cái này là nàng từ trước gian phòng, bất quá. Bàn, cái ghế cùng giường đẳng các loại vật kiện thượng đều trồng chất đầy dày dày bụi. Thần Phong, đây là ta từ trước gian phòng, ta nghĩ hiện tại tướng nó quét tước một lần. Hàn Sơ Tuyết thấp giọng nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng ta tới giúp ngươi. Vì vậy, Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết trước đem gian nhà trong ngoài quét dọn một lần, lại đem chăn trên giường các loại toàn bộ đổi thành tân. Cuối cùng lại đem trong sân cỏ dại toàn bộ xử rơi, làm xong việc này sau đó, thời gian đã qua 3 giờ thời gian. Bận sau khi xong, Hàn Sơ Tuyết ra một thân đại hãn, cho nên nàng lập tức ở trong phòng chuẩn bị xong một dũng nước nóng, nhượng Diệp Thần Phong trước chờ một lát, đằng nàng tẩy sau khi xong, sẽ giúp Diệp Thần Phong đi chuẩn bị nước tắm. Nhưng ai biết Hàn Sơ Tuyết vừa cởi y phục xuống, thân thể mềm mại tiến nhập trong thùng gỗ thời gian. Diệp Thần Phong đi tới ngăn trở thùng gỗ sau tấm bình phong mặt, cũng bắt đầu nghiêm trang cởi quần áo, thân ở trong thùng gỗ Hàn Sơ Tuyết thấy thế, vội vàng ngượng ngùng hỏi, Thần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần Phong vẻ mặt ngươi biết rõ còn hỏi biểu tình, nói rằng, đương nhiên là tắm. Nghe vậy, Hàn Sơ Tuyết đôi má là càng đỏ bừng, nàng lại có thể đã quên Diệp Thần Phong chính là một cái xú lưu manh, nàng vừa rồi nên muốn đem Diệp Thần Phong đuổi ra khỏi phòng trong. Sẽ đem cửa phòng cấp khóa thượng, tuy rằng nàng và Diệp Thần Phong đã phát sinh qua chuyện thân mật nhất tình, thế nhưng muốn nàng và Diệp Thần Phong cùng tắm, trong lòng nàng tự dị thường hoang mang rối loạn. Thần Phong, ta giặt xong, ngươi lại tẩy có được hay không? Nếu không ta trước hết để cho ngươi tẩy, Hàn Sơ Tuyết ngượng ngùng hỏi. Tại Hàn Sơ Tuyết đang khi nói chuyện, Diệp Thần Phong đã đem y phục toàn bộ cởi bỏ, trực tiếp đi vào trong thùng gỗ mặt. Một tay đè lại đang muốn từ trong thùng gỗ đi ra Hàn Sơ Tuyết, nói rằng, Sơ Tuyết, người lão công ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào ngươi tự không muốn khao khao ta? Nói, Diệp Thần Phong trực tiếp thân thủ tướng Hàn Sơ Tuyết ôm đến trong ngực, phải biết rằng hiện tại hai người đều không có mặc y phục, Hàn Sơ Tuyết ngực hai luồng mềm mại lập tức chút nào không trở ngại cách chen đặt ở Diệp Thần Phong trong ngực trên người, điều này làm cho Diệp Thần Phong thoải mái muốn lập tức tướng Hàn Sơ Tuyết cấp ăn. Hàn Sơ Tuyết khởi điểm còn có chút sợ hãi rụt rè, thế nhưng biết tên lưu manh này ngày hôm nay nhất định là sẽ không bỏ qua cho nàng, lại nghĩ đến Diệp Thần Phong vì nàng làm cái này một hệ loại sự tình, nàng cũng đã đem nữ nhân cảm thấy thẹn toàn bộ từ bỏ, vươn cánh tay ngọc ôm Diệp Thần Phong, có thể tuyệt mỹ mặt thượng vẫn như cũ là bị đỏ ửng cấp lấp đầy.
Diệp Thần Phong tự thích nhìn nguyên bản lạnh giá tượng căn kem cây Hàn Sơ Tuyết, như vậy ngượng ngùng dường như một cái tiểu nữ sinh dáng dấp, bàn tay không ngừng thưởng thức Hàn Sơ Tuyết ngực hai luồng mềm mại, miệng tiến đến Hàn Sơ Tuyết tai bên cạnh, nói rằng, Sơ Tuyết, ngày hôm nay chúng ta không bằng tại thùng nước kia trong làm vận động đi. Ta còn chưa có thử qua ở trong nước mặt làm vận động là tư vị gì ni. Hàn Sơ Tuyết đương nhiên biết Diệp Thần Phong khẩu trung vận động là có ý gì. Thân thể mềm mại tại Diệp Thần Phong trong ngực nhăn nhó, e thẹn mắng, số lưu manh, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lão công không khi dễ lão bà, vậy đi khi dễ ai? Diệp Thần Phong vô sỉ cười nói. Thế nhưng giữa lúc Diệp Thần Phong sẽ đối Hàn Sơ Tuyết áp dụng hành động thời gian, hắn đột nhiên cảm giác Hàn Sơ Tuyết thể nội chân kình chi lực có chút cổ quái, có loại cực vì không ổn định cảm giác, hắn lập tức dùng linh hồn lực kiểm tra một chút Hàn Sơ Tuyết thân thể. Cái này nhường hắn càng khẳng định Hàn Sơ Tuyết thiên giai thượng phẩm tu vi, là dựa vào nào đó phương pháp đặc thù để thăng đi lên, hắn thân thể bên trong khát vọng hỏa diễm chậm chậm tiêu thất, một đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Hàn Sơ Tuyết. Hỏi, Sơ Tuyết, ngươi thật có coi ta là làm là nam nhân của ngươi sao? Chương 716, hội có giải cứu chi pháp sao? Nguyên bản chính chỗ e thẹn chung Hàn Sơ Tuyết. Tại nàng cảm giác được Diệp Thần Phong đột nhiên đình chỉ động tác sau, khi nàng ngẩng đầu đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong thời gian, liền nghe được Diệp Thần Phong câu này nghi vấn, Sơ Tuyết, ngươi thật có coi ta là làm là nam nhân của ngươi sao? Hàn Sơ Tuyết nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng chăm chú vẻ mặt nghiêm túc sau, trong lòng một cái lộp bộp, không tự chủ mân mân môi, âm thầm nghĩ, lẽ nào Thần Phong phát hiện trong cơ thể ta thực lực không được bình thường? Nên mà nói không thể có thể a. Bí thuật hiệu quả còn không có tiêu thất, hắn làm sao có thể nhìn ra trong cơ thể ta không thích hợp. Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực chen lấn chen, xanh miết ngón tay ngọc tại Diệp Thần Phong ngực vẻ quyển quyển, rất là khả ái bĩu môi mong chờ, nói rằng, số lưu manh, ngươi làm sao vậy? Ta có không có đem ngươi cho rằng là nam nhân của ta, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Nếu như ta không có coi ngươi là làm là nam nhân của ta, ta sẽ cùng ngươi cùng tắm sao? Sơ Tuyết, xem ra ngươi còn là không chuẩn bị nói thật. Diệp Thần Phong cánh tay ôm Hàn Sơ Tuyết mảnh mai, tướng Hàn Sơ Tuyết thân thể hướng tới thượng kéo khởi, thẳng đến Hàn Sơ Tuyết mông từ thùng gỗ nội trong nước lộ ra, hắn trực tiếp đưa bàn tay hướng tới Hàn Sơ Tuyết trắng nõn mông thượng phiến đi, lúc này Diệp Thần Phong phiến độ mạnh yếu muốn khá lớn một chút. Ba, 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 ba. Bàn tay cùng mông tiếp xúc giòn tiếng vang không ngừng vang vọng ở trong phòng, Hàn Sơ Tuyết nguyên bản trắng nõn mông rất nhanh bị đánh được hồng sưng lên, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết tức khắc cảm thấy khó xử không gì sánh được. Tại cảm giác được mông thượng đau rát đau nhức sau đó, nàng u oán hỏi, số lưu manh, ngươi làm gì? Ngươi làm gì a? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Bên trong cơ thể ngươi cực vì không ổn định chân kình chi lực là chuyện gì xảy ra? Tại trong địa lao thời gian ta đảo còn không có chú ý tới, thế nhưng vừa rồi ta dò xét qua ngươi tình huống trong cơ thể, ta dám khẳng định ngươi thiên giai thượng phẩm thực lực không phải dựa vào chính mình tu luyện được tới, mà là sử dụng nào đó phương pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, thông thường tượng phương pháp như vậy đúng thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít có tổn hại, ngươi bây giờ còn cho là ta không nên đánh cái mông của ngươi sao? Diệp Thần Phong có chút tức giận nói rằng, tiếp theo, ba, ba, ba. Giòn tiếng vang lại ở trong phòng vang lên. Hàn Sơ Tuyết thân thể nằm ở Diệp Thần Phong trên người, ngực hai luồng sáng choang vừa vặn đúng Diệp Thần Phong khuôn mặt. Điều này làm cho Diệp Thần Phong một mặt phát Hàn Sơ Tuyết mông, mặt thượng một mặt hưởng thụ hai luồng sáng choang mềm nhún ôn nhu ma sát. Hàn Sơ Tuyết khi nhìn đến Diệp Thần Phong giận thật sau đó, nàng không nói gì thêm, chỉ là hàm răng cắn môi, chịu nhịn Diệp Thần Phong phát nàng mông. Tại nàng hai bên mông đều biến đỏ bừng sau đó, Diệp Thần Phong cái này mới ngừng lại được. Tướng Hàn Sơ Tuyết thân thể mềm mại thả lại trong nước, cánh tay ôm Hàn Sơ Tuyết, hỏi, hiện tại ngươi nếu không phải nói thật với ta. Bị đánh được có chút sưng đỏ mông, tại tiếp xúc đến trong thùng gỗ mặt nước sau, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết thiếu chút nữa cổ họng trong đảo hít một hơi lương khí, lạnh giá một khuôn mặt tươi cười. Quật cường bĩu môi thần. Mặt thượng nghiễm nhiên là tiểu thức phụ tức giận biểu tình. Sơ Tuyết, ngươi còn theo ta náo thượng tâm tình. Ngươi nói vừa rồi ta chẳng lẽ không nên đánh cái mông của ngươi sao? Diệp Thần Phong nói bàn tay liền leo lên Hàn Sơ Tuyết ngực hai luồng mềm mại,
không ngừng thưởng thức cùng nhu nhiết lên, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết nghĩ phải tiếp tục vẫn duy trì mặt lạnh đều không làm được, trên gương mặt rất nhanh thì bị đỏ ửng cấp chiếm hết. Nói, ngươi đến cùng sử dụng biện pháp gì phát để thăng thực lực? Đúng thân thể của ngươi có cái gì tác dụng phụ? Ngươi nếu là lại gạt ta lời nói, lần tới ta cũng không chỉ là đánh như vậy cái mông của ngươi. Diệp Thần Phong quan tâm nói. Hàn Sơ Tuyết cũng nghe được Diệp Thần Phong trong lời nói quan tâm giọng nói, nàng cắn môi, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào lên tiếng. Đủ trầm mặc 2-3 phút sau đó, nàng mới có hơi không tình nguyện nói rằng, Thần Phong, ta quả thực sử dụng hàn môn chung một loại bí thuật này phải muốn thực lực đến thiên giai hạ phẩm mới có thể sử dụng, tại bí thuật hiệu quả tiêu thất sau đó, người sử dụng thực lực hội thối lui đến địa giai hạ phẩm. Còn có. Gặp Hàn Sơ Tuyết nửa câu sau lời nói hồi lâu cũng không có nói ra, Diệp Thần Phong lại hỏi, Sơ Tuyết, còn có cái gì? Ngươi mau nói, nếu không đợi một lát ta đi hỏi vương bá các ngươi hàn môn có cái gì để thăng thực lực bí thuật. Ta làm theo là có thể biết ngươi chưa nói xong lời nói. Hàn Sơ Tuyết hàm răng dùng sức cắn môi, nhắm đôi mắt đẹp, nói rằng, còn có chính là người sử dụng thọ mệnh hội giảm thiểu chỉ còn 4 năm. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần Phong chợt từ trong thùng gỗ đứng lên, nửa người dưới tiểu Diệp Thần Phong vừa vặn nhắm ngay ngồi ở trong thùng gỗ Hàn Sơ Tuyết môi biên. Hàn Sơ Tuyết cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội đột nhiên gian đứng lên. Trắng mịn môi không cẩn thận hôn một cái tiểu Diệp Thần Phong, nguyên bản sẽ làm Diệp Thần Phong triệt để hưng phấn một cái hành động, bây giờ lại là nhượng Diệp Thần Phong thế nào cũng không hưng phấn nổi. Người nữ nhân này thế nào ngu như vậy? Cầm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Vội vàng cấp ta mặc quần áo tử tế lên. Diệp Thần Phong hiện tại hoàn toàn không có cùng Hàn Sơ Tuyết ôn tồn tâm tình, lúc này hóa giải Hàn Sơ Tuyết trong cơ thể bí thuật tác dụng phụ mới là chuyện trọng yếu nhất. Tại vội vàng mặc quần áo xong sau đó, Diệp Thần Phong hỏi, ngốc nữ nhân, người có biết hay không hóa giải cái này bí thuật tác dụng phụ biện pháp? Nghe vậy, Hàn Sơ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Người nữ nhân này, ta có thể nói ngươi là ngu ngốc sao? Nếu như ban đầu ở thế tục giới ngươi không nói một tiếng ly khai, ta chẳng lẽ sẽ không giúp ngươi báo thù sao? Ngươi cũng không cần phải sử dụng cái này cái gì chó má bí thuật. Hiện tại còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm vương bá, xem hắn có biết hay không loại bí thuật này hóa giải chi pháp. Diệp Thần Phong lôi kéo Hàn Sơ Tuyết bàn tay liền hướng bên ngoài phòng mặt đi, hắn thực sự là cũng bị Hàn Sơ Tuyết cấp tức chết rồi, trong lòng đúng Hàn Sơ Tuyết tràn đầy lo lắng. Bị Diệp Thần Phong vội vàng lôi kéo bàn tay Hàn Sơ Tuyết, nàng nhìn Diệp Thần Phong sốt ruột thượng hỏa dáng dấp, nàng đột nhiên cảm giác rất hạnh phúc, có như thế một cái quan tâm nàng, vì nàng cấp nam nhân thật tốt, cho nên nhìn không được gì. Một tiếng cười đi ra. Người cái này ngốc nữ nhân, người bây giờ còn cười được. Xem ra cái mông của ngươi lại ngứa. Diệp Thần Phong tức giận mắng. Hàn Sơ Tuyết ôm Diệp Thần Phong cánh tay, mặt thượng lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Nói rằng, Thần Phong, tự tính cho ta sinh mệnh chỉ còn lại có 4 năm, chỉ cần cái này 4 năm ta có thể cùng với ngươi, ta cũng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Diệp Thần Phong hơi sửng sốt, nói rằng, hạnh phúc cái rắm, muốn cả đời cùng một chỗ bạch đầu giai lão, đây mới gọi là làm hạnh phúc, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh đi gặp vương bá. Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết tìm được vương bá thời gian, vương bá đang dàn xếp mới vừa từ trong địa lao thả ra người, bởi những này người rất nhiều thần trí đều có chút không tỉnh táo, cho nên đặc biệt khó khăn làm cho, khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết sau, vương bá vội vàng khom người chào, hồ đạo, Diệp thiếu gia, tiểu thư, các ngươi là đang tìm lão đầu ta sao? Vương bá, Sơ Tuyết nàng sử dụng các ngươi hàn môn một loại bí thuật, tuổi thọ của nàng giảm bớt đến chỉ còn 4 năm, loại bí thuật này di chứng có không có phá giải biện pháp? Diệp Thần Phong trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại cũng không muốn làm lỡ thời gian. Cái gì, tiểu thư, người sử dụng hàn môn hẳn phải chết chi thuật. Người nhượng lão đầu ta nói như thế nào ngươi mới tốt. Chúng ta lập tức đi hàn môn tàng kinh các nhìn, bên trong cất chứa hàn môn các loại tu luyện điển tịch, không biết tàng kinh các trong có không có phá giải cái này hẳn phải chết chi thuật biện pháp. Vương bá già nua mặt thượng lo lắng nhíu thành một đóa hoa cúc. Vương bá, chúng ta đây nhanh đi tàng kinh các. Diệp Thần Phong nói rằng, sau đó, vương bá nhượng hàn môn đệ tử trước chăm sóc những này thần trí mơ hồ người,
hắn mang theo Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết vội vàng hướng tới Tàng Kinh Các đi. Hàn Môn Tàng Kinh Các ở vào đại điện sau phía tây, cái này Tàng Kinh Các là Hàn Môn cấm địa, có hai gã Hàn Môn đệ tử tại cổng gác, bất quá, hiện tại Hàn Nghiêm Nghĩa đã chết, Hàn Sơ Tuyết thuận lý thành chương trở thành Hàn Môn đệ tử trong mắt Hàn Môn chi chủ, cho nên Diệp Thần Phong đám ba người đặc biệt thuận lợi tự đi vào Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các tổng cộng chia làm vì trên dưới hai tầng, từng tuần lễ cũng sẽ có cố định nhân viên tới nơi này quét tước, cho nên Tàng Kinh Các bên trong vẫn là vô cùng sạch sẽ, đặt ở cái giá thượng điển tịch đều là không nhiễm một hạt bụi. Diệp Thần Phong nói rằng, ba người chúng ta phân công hành động, trước đem tầng thứ nhất điển tịch toàn bộ nhìn một lần, nếu như không có tìm được giải cứu chi pháp, lại đi lật xem tầng thứ hai điển tịch. Chương 717, quá sợ hãi. Cổ võ giới, Hàn Môn, trong Tàng Kinh Các. Diệp Thần Phong, Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá, ba người bọn họ không ngừng từ trên giá cầm hạ các loại điển tịch lật xem, một bản một quyển không có chút nào quên, bởi vì này quan hệ Hàn Sơ Tuyết tính mệnh, cho nên phải muốn tuyệt đối chăm chú cùng tỉ mỉ. Quang Tàng Kinh Các tầng thứ nhất thì có số vạn bản điển tịch, có quan hệ cơ bản y thuật, có quan hệ tu luyện pháp môn, có quan hệ cổ võ giới lịch sử phát triển, các môn các loại điển tịch đầy đủ nhìn người choáng váng. Thời gian 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ vội vã trôi qua. Sắc trời bên ngoài cũng hoàn toàn tối xuống, bởi cổ võ giới là không có điện, cho nên Hàn Môn Tàng Kinh Các bốn bề trên vách tường có to lớn ngọn nến, tướng những. Này ngọn nến nhen sau đó, toàn bộ Tàng Kinh Các tầng thứ nhất lại trở nên sáng sủa lên. Vừa lật xem hoàn một bản cơ bản y thuật điển tịch Hàn Sơ Tuyết, nàng nhu nhu có chút căng đau đầu, một đôi khó chịu đôi mắt không nén nổi nhìn về phía Diệp Thần Phong, phát hiện Diệp Thần Phong chính đặc biệt nhận thức thật cẩn thận tra xét trong tay điển tịch. Từ khi bước vào Tàng Kinh Các bắt đầu, Diệp Thần Phong liền nhất khắc đều không có ngừng qua, chỉ là một bản tiếp theo một quyển lật xem, hắn nghĩ phải mau sớm tìm được giải cứu Hàn Sơ Tuyết biện pháp. Hàn Sơ Tuyết đi lặng lẽ đến Diệp Thần Phong phía sau, một đôi ngọc thủ đặt ở Diệp Thần Phong trên vai, bắt đầu ôn nhu băng Diệp Thần Phong xoa bóp lên, Diệp Thần Phong chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền lại bắt đầu nghiêm túc lật xem trong tay điển tịch. Người khác đều nói nghiêm túc nam nhân là có mị lực nhất, nhất là vì mình nữ nhân mà nghiêm túc nam nhân. Lúc này, Hàn Sơ Tuyết một mặt băng Diệp Thần Phong xoa bóp, một vừa nhìn Diệp Thần Phong vẻ mặt nghiêm túc, nàng muốn tướng Diệp Thần Phong nét mặt bây giờ hoàn toàn khắc vào trong lòng. Tuy rằng còn không biết có cơ hội hay không cùng Diệp Thần Phong đi hết suốt đời, thế nhưng có thể tại sinh thời lẳng lặng nhìn Diệp Thần Phong vì nàng mà nỗ lực cùng chăm chú, Hàn Sơ Tuyết trong lòng tựu thật thỏa mãn. Vô hạn hạnh phúc tại thân thể của nàng nội không ngừng lan tràn. Vương Bá tại lật xem hoàn trong tay một bản điển tịch sau, vốn là muốn hỏi một chút Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết có muốn hay không giúp bọn hắn chuẩn bị một chút cơm tối. Dù sao từ bước vào Tàng Kinh Các bắt đầu bọn họ tựu chưa từng ăn qua đồ. Thế nhưng Vương Bá nhìn đến Hàn Sơ Tuyết chưa kịp Diệp Thần Phong xoa bóp, mà Diệp Thần Phong chính tỉ mỉ lật xem trong tay điển tịch thời gian, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Trong lòng không nén nổi khẩn cầu đạo, trưởng môn, ngươi trên trời có linh thiêng nhất định muốn phù hộ tiểu thư a. Tiểu thư thật vất vả tìm được rồi như thế một cái nam nhân tốt, ngươi nhất định muốn phù hộ bọn họ cả đời hạnh hạnh phúc phúc đi xuống. Vương Bá không có đi quấy rối Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết, hắn bản thân xoa bóp một cái huyệt thái dương tự lại bắt đầu lật xem cái khác điển tịch. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tàng Kinh Các tầng thứ nhất không có lật xem qua điển tịch cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến xa vời chậm chậm thăng khởi nhất luân mặt trời mới mọc, bao phủ đại địa cả đêm hắc ám, bị sáng không chút kiêng kỵ vỡ ra tới thời gian, Diệp Thần Phong lật xem xong tầng thứ nhất cuối cùng một bản điển tịch, có thể vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, một điểm về như thế nào giải khai Hàn Sơ Tuyết bí thuật lưu lại di chứng đầu mối đều không có. Nhìn đến Diệp Thần Phong mặt trên có một ít thất lạc biểu tình. Hàn Sơ Tuyết nhu hòa cười nói, Thần Phong, không có quan hệ. Ta cũng không phải lập tức chết ngay, tối thiểu ta còn có 4 năm thọ mệnh ni. Diệp thiếu gia, ngài không nên nản chí, nói không chừng tầng thứ hai có thể tìm được giải cứu tiểu thư biện pháp cũng không nhất định. Vương Bá cũng ở một bên an ủi. Đúng, Thần Phong, không phải còn có tầng thứ hai đó sao? Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ngày hôm qua liền cơm tối đều không có ăn, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một ít thức ăn đi. Hàn Sơ Tuyết hỏi. Diệp Thần Phong trực tiếp hướng Tàng Kinh Các tầng thứ hai đi,
nói rằng các ngươi đi trước ăn đi. Ta đi lật xem tầng thứ hai điển tịch. Nhìn Diệp Thần Phong đi lên tàng kinh các tầng thứ hai hình bóng, Vương Bá không nén nổi cảm thán nói, tiểu thư, xem ra Diệp thiếu gia đặc biệt lưu ý ngươi, ngươi lần này thật là tìm đến một cái ái ngươi nam nhân tốt. Hàn Sơ Tuyết điểm gật đầu, mân mân môi sau đó, nàng cũng hướng tầng thứ hai đi, đúng Vương Bá nói rằng, Vương Bá, ngài mệt cả đêm, ngài đi trước ăn một chút gì đi. Ta cùng Thần Phong đi tầng thứ hai lật xem điển tịch là được. Vương Bá lắc đầu, nói rằng, tiểu thư, lão đầu ta vẫn chưa đói. Nói, Vương Bá cũng theo Hàn Sơ Tuyết đi lên tầng thứ hai. Hàn Môn tàng kinh các tầng thứ hai điển tịch muốn so tầng thứ nhất ít hơn rất nhiều, từ sớm một khắc trước không ngừng lật xem đến trạng vạng tối thời gian, tầng thứ hai điển tịch cũng toàn bộ bị lật xem xong, những người thất vọng là phá giải Hàn Môn hẳn phải chết chi thuật biện pháp vẫn là không có tìm được. Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi ở tàng kinh các tầng thứ hai trên sàn nhà, chân mày nhíu thật chặt, ngược lại, bàn tay hắn lập tức bắt được Hàn Sơ Tuyết thủ đoạn, chưa từ bỏ ý định tướng linh hồn lực thẩm thấu vào Hàn Sơ Tuyết thể nội, ngoại trừ chân kình chi lực có chút không ổn định bên ngoài, căn bản kiểm tra không ra Hàn Sơ Tuyết thân thể trong có vấn đề chút nào, từ Vương Bá khẩu trung biết được, cái này loại hẳn phải chết chi thuật chỉ có đến 4 năm kỳ hạn, người thi triển mới có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trước lúc này người thi triển thân thể cùng bình thường người không có bất kỳ khác biệt gì. Thần Phong, toán, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, khả năng này chính là ta mệnh đi. Hàn Sơ Tuyết thấp giọng mở miệng nói. Đánh giám, đánh giám, đánh giám. Diệp Thần Phong tâm tình có chút thất khống liên tiếp nói ba cái đánh giám, sau đó ổn ổn hô hấp, tiếp tục nói ta Diệp Thần Phong chỉ biết là số phận là nắm giữ ở trong tay mình. Ta nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp giúp ngươi phá giải các ngươi Hàn Môn hẳn phải chết chi thuật. Nương Diệp Thần Phong vừa định muốn từ sàn nhà đứng lên thời gian, ánh mắt của hắn vô ý gian tại một chỗ cái giá dưới chỗ sâu nhất thấy được một cái hộp thiết, hắn có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút hy vọng, lập tức tướng cái kia hộp thiết từ cái giá dưới đem ra. Lúc này mới phát hiện đây là một cái tú tích loang lổ hình chữ nhật hộp sắt, hỏi, Vương Bá, cái hộp này bên trong đựng là... Vương Bá lắc đầu, nói rằng, ta trước đây chưa từng có tại tàng kinh các trong gặp qua cái này hộp thiết. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức muốn tướng hộp thiết mở ra, thế nhưng dùng sức lôi kéo, không có tướng hộp cũng xốc lên, hình như có một cổ hấp lực tướng tú tích loang lổ che cấp hút vào. Vì vậy, Diệp Thần Phong thể nội vận chuyển một ít linh hồn lực, lần thứ hai đi đẩy ra che thời gian, đương che chậm chậm bị xốc lên, Diệp Thần Phong đột nhiên có loại cảm giác nguy hiểm, tại xốc lên che đồng thời. Tướng toàn bộ hộp sắt ném vào trên mặt đất. Hiu, hiu, hiu. Ba căn khoảng chừng 5-6 cm dài, dường như đã lớn ngón tay tráng kiện tiểu tiến, từ hộp sắt bên trong hướng phía trên bắn ra, toàn bộ đi vào tàng kinh các đỉnh chóp xà ngang bên trong. Nếu như vừa rồi Diệp Thần Phong không có đúng lúc tướng hộp sắt ném xuống đất, sợ rằng cái này ba căn tiểu tiến sẽ bắn tiến trong đầu của hắn mặt, điều này làm cho hắn không nén nổi có chút nghĩ mà sợ. Thần Phong. Thần Phong, người không sao chứ? Đột nhiên phát sinh bất ngờ đem Hàn Sơ Tuyết cũng hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Cái này hộp sắt trong làm sao sẽ trang bị cơ quan? Vương Bá đang muốn đi cầm trên mặt đất hộp sắt thời gian. Diệp Thần Phong lập tức mở miệng ngăn cản nói, Vương Bá, không cần đi đụng cái kia hộp sắt, ta xem cái này hộp sắt trong gì đó còn có thể có cổ quái. Nghe được Diệp Thần Phong ngăn lại lời nói sau, Vương Bá trước tiên đình chỉ động tác, Diệp Thần Phong đẳng ba ánh mắt của người không nén nổi đều hướng tới hộp sắt trong bên trong nhìn lại, chỉ thấy hộp sắt bên trong một bản đặc thù chất liệu gỗ điển tịch, tại quyển này trong điển tịch mặt văng đầy rất nhiều bột màu trắng, cũng không biết cái này là một bản cái gì điển tịch. Chúng ta trước không cần đi đụng quyển này điển tịch, Vương Bá, người đi trước giúp ta chuẩn bị một hang nước. Diệp Thần Phong phân phó Vương Bá, trải qua vừa rồi thiếu chút nữa bị hộp sắt nội cơ quan gây thương tích. Hiện tại Diệp Thần Phong là cẩn thận không ít. Vương Bá tuy rằng trong lòng có nghi vấn, thế nhưng không hỏi ra miệng, vội vã hướng tới tàng kinh các phía dưới đi đến, chuẩn bị dựa theo Diệp Thần Phong phân phó đi chuẩn bị một hang nước. Sơ Tuyết, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thần Phong thận trọng tướng hộp sắt từ dưới đất cầm lên, đây là hắn hy vọng cuối cùng, nói không chừng cái này hộp sắt trong điển tịch ghi lại phá giải Hàn Môn hẳn phải chết chi thuật biện pháp cũng không nhất định. Hàn Sơ Tuyết cũng không biết Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ gì.
chỉ có theo Diệp Thần Phong đi ra tàng kinh các, đi tới hàn môn phòng bếp bên ngoài một chỗ trong viện, ở trong sân vừa vặn có ba khẩu đại hang, trong đó có khẩu đại hang đã bị Vương Bá rót đầy thanh nước. Diệp Thần Phong trực tiếp tướng mở hộp sắt cấp ném vào đại hang bên trong, căn cứ Diệp Thần Phong quan sát, hộp sắt nội điển tịch chất liệu gỗ đặc biệt đặc thù, nhất định là sẽ không sợ nước, theo hộp sắt bị ném nhập hang bên trong. Bao trùm tại trong điển tịch bột màu trắng, bắt đầu chậm chậm tại thanh mặt nước bên trong hòa tan khai tới. Diệp Thần Phong đúng Vương Bá, hỏi có không có còn sống cá. Vương Bá vừa đang chuẩn bị nước thời gian, vừa vặn nhìn đến tại chủ phòng một cái mộc bồn nội có hai điều cá chép, vì vậy, hắn lập tức đi vào phòng bếp tướng mộc bồn lấy ra, giao cho Diệp Thần Phong trong tay. Diệp Thần Phong không chút do dự tướng hai điều cá chép đảo vào đại hang bên trong. Bất khả tư nghị một màn phát sinh, điều này làm cho Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá hai người phía sau lạnh siêu siêu, có loại sởn tóc gáy cảm giác sợ hãi. Bởi vì hai điều nguyên bản hoạt bính loạn khiêu cá chép, đang bị ngã vào đại hang bên trong sau, hai điều cá chép thịt trên người tại trong nháy mắt bị ăn mòn rơi, có thể là ăn mòn tốc độ quá nhanh, liền một điểm máu tươi cũng không có ở thanh trong nước tản ra tới, mà lúc này đại hang thanh trong nước chỉ nổi lơ lửng hai điều cá chép bộ xương. Một màn này quả thực là quá sợ hãi một ít. Chương 718, Vạn Thánh Độc Điển, Giải Cứu Chi Pháp. Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá hai người mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đại hang bên trong hai cỗ cá chép bộ xương, ngay cả trước đó đã có chuẩn bị tâm tư Diệp Thần Phong cũng âm thầm xả thiệt, nhất là vừa rồi tại tàng kinh các bên trong nỗ lực muốn tướng hộp sắt trong điển tịch cầm đi ra Vương Bá, sau lưng của hắn quần áo hoàn toàn bị mồ hôi cấp thấm ướt. Nếu như không phải mới vừa Diệp Thần Phong kịp thời ngăn lại hắn, tại bàn tay của hắn chạm được này bột màu trắng sau, bàn tay hắn thượng thịt khẳng định cũng hội trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mảnh. Diệp thiếu gia, ngài đã sớm biết hộp sắt bên trong còn có cổ quái. Vương Bá chật vật nuốt nước miếng một cái hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, dù sao tại ta mở hộp sắt thời gian, bên trong bắn ra ba căn tiểu tiến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này hộp sắt đồ vật bên trong không bình thường, cho nên ta tài suy đoán bao trùm tại trong điển tịch bột màu trắng có thể là nào đó đúng nhân thể tai hại vật chất, nhưng ta không có nghĩ đến cái này loại bột màu trắng bị hòa tan đến trong nước sau, nó hủ thực tính còn như thế kịch liệt, có thể nghĩ, nếu như trực tiếp tướng cá chép đặt ở bột màu trắng thượng. Đừng nói là ăn mòn rơi cá chép thịt, sợ rằng liền xương cũng toàn bộ hội bị hủ thực. Thần Phong gửi tại cái này hộp thiết trong rốt cuộc là cái gì điển tịch? Hàn Sơ Tuyết khi nhìn đến cái này sợ hãi một màn sau, nhìn không được mở miệng nghi vấn hỏi. Cầm ra đến xem chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thần Phong nhìn đến một bên vừa vặn có một khổn dài hơn một thước cây gậy trúc, hắn từ đó rút ra hai căn, chuẩn bị lợi dụng cây gậy trúc tướng đại hang bên trong hộp thiết cấp gấp đi ra, đáng tiếc là tại cây gậy trúc vừa bỏ vào trong nước thời gian, hai căn cây gậy trúc liền cực vì nhanh chóng hủ thực lên. Diệp Thần Phong căn bản không kịp tướng hộp thiết cấp gấp đi ra. Nhìn đến hiện tượng này sau, Diệp Thần Phong trước hết để cho Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá lui về phía sau 3-4 thước, sau đó, hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá lớn, chợt hướng đại hang thượng đập tới. Phanh, một tiếng, đại hang trong nháy mắt bị đập ra một cái lỗ tới, bên trong nước ào ào rào rào chảy về phía mặt đất. Nguyên bản trên mặt đất sinh trưởng tràn đầy thảo, trong nháy mắt bị ăn mòn một. Hai, sạch sẽ, đại hang chu vi có thể nói là lập tức biến được chút nào không sinh cơ, hình như là trên mặt đất nguyên vốn cũng không có sinh trưởng qua thảo thông thường. Tại đại hang nội nước toàn bộ lưu sau khi xong, Diệp Thần Phong lần thứ hai rút ra hai căn cây gậy trúc, lúc này hắn là thuận lợi tướng hộp thiết cấp gấp đi ra, bất quá. Hắn không có lập tức đi lấy ra hộp thiết trong điển tịch, mà là đang vừa rồi phóng cá chép mộc trong bồn, lần nữa rót đầy thanh nước, sau đó. Diệp Thần Phong dùng cây gậy trúc mang theo hộp sắt, tướng hộp sắt trong điển tịch đảo vào mộc trong chậu mặt. Diệp Thần Phong lợi dụng hai căn cây gậy trúc tại mộc trong bồn không ngừng khuấy đều. Lại lợi dụng cây gậy trúc lật ra đặt ở thanh nước điển tịch, hắn phải muốn hoàn toàn bảo đảm trong điển tịch không có ăn mòn vật chất, hắn tài năng đủ tướng điển tịch cấp cầm đến trong tay, dù sao quyển này điển tịch liền ăn mòn vật chất còn không sợ, chính là tại thanh trong nước khuấy một chút. Nhất định là không hội đúng điển tịch sản sinh bất kỳ thương tổn gì. Quả nhiên chính như Diệp Thần Phong sở liệu, hai căn tại mộc trong bồn quấy cây gậy trúc. Bắt đầu có ăn mòn dấu hiệu, bất quá, lúc này ăn mòn tốc độ đặc biệt chậm,
ăn mòn cường độ cũng căn bản không có cách gì cùng vừa rồi tại đại hang trong so sánh với. Vì vậy, Diệp Thần Phong liên tục thay đổi 4-5 lần thanh nước, mộc bồn chi chung mới bắt đầu từ từ không có ăn mòn dấu hiệu, tướng mộc trong bồn thanh nước đảo sạch sẽ sau đó, vì lý do an toàn. Diệp Thần Phong đúng Vương Bá nói rằng, Vương Bá, giúp ta cầm hai khối lớn một chút khăn lau tới. Vương Bá lập tức từ trong phòng bếp cầm hai khối sạch sẽ khăn lau đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dùng hai khối khăn lau bọc lại bản thân bàn tay, cái này mới đưa điển tịch cấp lấy vào tay bên trong, phát hiện khăn lau thượng không có bất luận cái gì ăn mòn dấu hiệu, hắn tải yên tâm bắt đầu quan sát trong tay quyển này điển tịch. Quyển này điển tịch tài liệu đặc biệt đặc thù, Diệp Thần Phong dùng hai cái tay lôi kéo thoáng cái. Phát hiện chế tạo quyển này điển tịch tài liệu đặc biệt có co giãn, tượng là nào đó động vật da lông, có thể làm sao sẽ như vậy chịu đựng ăn mòn ni. Không nghĩ ra cũng tự không suy nghĩ nhiều, Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung vào quyển này điển tịch bìa. Bốn cái đại tự thình lình ánh vào mí mắt của hắn vạn thánh độc điển, hắn quay đầu nhìn Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá, hỏi các ngươi Hàn môn có quyển này điển tịch sao? Hàn Sơ Tuyết cùng Vương Bá đồng thời lắc đầu, Vương Bá nói rằng, Diệp thiếu gia, lão đầu ta tại Hàn môn chung đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vạn thánh độc điển quyển này điển tịch. Căn cứ hộp sắt thượng tú tích loang lổ trình độ tới nhìn, cái này hộp sắt rất có thể là Hàn môn tổ tiên lưu lại, chỉ là vẫn không có bị người phát hiện mà thôi. Diệp Thần Phong lặng lẽ điểm gật đầu, lật ra vạn thánh độc điển trang thứ nhất, đập vào mi mắt rõ ràng là hóa cốt phấn cái này ba cái tự, sau đó là một loạt có quan hệ hóa cốt phấn giới thiệu cùng phối trí phương pháp. Hóa cốt phấn, danh như ý nghĩa chính là liền xương đều có thể đủ ăn mòn một loại độc dược. Nếu như tướng nhất định lượng hóa cốt phấn rắc vào người trên người, tại mấy phút nội là có thể trong nháy mắt nhượng người biến thành một vũng máu, nguyên bản bao trùm tại vạn thánh độc điển thượng bột màu trắng, phải là hóa cốt phấn. Quyển này vạn thánh độc điển chính là giới thiệu các loại cực vì hung tàn độc dược cùng với phối trí phương pháp, theo từng trang đi xuống trở mình, điều này làm cho Diệp Thần Phong chúng nhân chỉ là nhìn không giới thiệu. Ba người bọn hắn trên người tự khởi một thân nổi da gà, trong lòng đúng quyển này vạn thánh độc điển nội dung rất khiếp sợ. Quyển này vạn thánh độc điển thượng tổng cộng giới thiệu 15 chung kịch độc, tại Diệp Thần Phong lật tới một trang cuối cùng thời gian, từ trang sách bên trong rơi ra một khối đặc thù chất liệu gỗ màu xám nắng vải vóc, Diệp Thần Phong tướng màu xám nắng vải vóc mở ra, nhìn đến trên đó viết tất tử chi thuật phương pháp phá giải, trăm năm nhân sâm một cây, trăm năm cỏ linh chi một cái. Trăm năm mười diệp thảo một khỏa. Khối này màu xám nắng vải vóc thượng viết chính là phá giải Hàn môn tất tử chi thuật phương thuốc, lẻ loi tổng dược liệu tổng cộng 8 loại, trong đó thất chủng Diệp Thần Phong là nghe nói qua, chỉ là cái này trăm năm mười diệp thảo là vật gì. Mặt trên còn viết cái này trăm năm mười diệp thảo là cái này phương thuốc hạch tâm, cho nên nói không có trăm năm mười diệp thảo cái này phó phương thuốc tự trên cơ bản vô dụng. Sơ Tuyết, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Hiện tại chúng ta tìm được rồi tất tử chi thuật phá giải phương thuốc, tiếp được trong sự tình nên tự dễ nhiều, chỉ là cái này trăm năm mười diệp thảo là thuốc gì tài. Diệp Thần Phong mừng rỡ đồng thời không nén nổi nghi vấn hỏi. Hàn Sơ Tuyết lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết trăm năm mười diệp thảo, trái lại Vương Bá như có điều suy nghĩ sau một lát, hắn mới lên tiếng, Diệp thiếu, lão đầu ta nghe nói qua cái này trăm năm mười diệp thảo, có người nói trăm năm mười diệp thảo tổng cộng có 10 cái lá cây. Mỗi 10 năm tài sinh trưởng một phiến, đủ sinh trưởng 100 năm tài năng đủ thành thục. Cái này phó phương thuốc thượng còn lại dược liệu đều tương đối dễ tìm đến, thế nhưng cái này trăm năm 10 diệp thảo có thể tự tương đối khó khăn, ta chỉ biết là tại một chỗ tài có cái này loại trăm năm 10 diệp thảo. Vương Bá cau mày nói rằng, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I, V-N Vương Bá, vậy ngươi mau nói a, sinh trưởng trăm năm 10 diệp thảo là địa phương nào? Diệp Thần Phong vội vàng hỏi. Vương Bá thở dài, nói rằng, Diệp thiếu gia, tại chúng ta bên này căn bản tìm không được trăm năm mười diệp thảo, có người nói chỉ có tại thế lực cao cấp một mặt tài sinh trưởng cái này loại trăm năm mười diệp thảo, hơn nữa còn là một loại tương đương quý báu dược liệu. Đỉnh cấp thế lực bên kia tài sinh trưởng có trăm năm mười diệp thảo. Nghe vậy, Diệp Thần Phong ngẩn người, tiếp theo hắn hai con người biến được kiên định lên, cho dù không đi tìm trăm năm mười diệp thảo. Hắn cũng phải vì quỷ y môn sự tình đi đỉnh cấp thế lực bên kia đi một lần đi. Bây giờ có Hàn Sơ Tuyết cái này cái cọc sự tình, như vậy hắn nhất định phải muốn đi một chuyến thế lực cao cấp một mặt.
Vương bá, cái này điểm ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thể phá giải sơ tuyết thể nội tất tử chi thuật, ta nhất định sẽ đi đỉnh cấp thế lực bên kia đi một chuyến. Diệp Thần Phong lập tức nói rằng, Thần Phong, ngươi không cần vì ta đi mạo hiểm, đỉnh cấp thế lực tại cổ võ giới thế nhưng thần bí tồn tại, lại nói ta còn có 4 năm thọ mệnh ni. Cái này 4 năm ta có thể thanh thản bồi tại bên cạnh ngươi. Hàn Sơ Tuyết nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, nàng vội vàng nói rằng. Diệp thiếu gia, tiểu thư nói đúng, ngươi không cần cấp đi đỉnh cấp thế lực một bên, tiểu thư còn có 4 năm thọ mệnh, chỉ cần 4 năm nội phối trí ra cái này loại dược tới là được. Huống hồ bây giờ còn chưa có đến trăm năm 10 diệp thảo thành thục năm, ta nhớ kỹ tàng kinh các trong ghi lại thượng một nhóm trăm năm 10 diệp thảo là lúc nào thành thục, chúng ta bây giờ có thể đi tìm đọc thoáng cái. Vương bá đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Vì vậy, Diệp Thần Phong đám ba người lập tức lại đi hàn môn tàng kinh các đi. Chương 719, bá đạo dược hoàn. Vương bá tại tàng kinh các tầng thứ nhất cái giá thượng bắt lại một vốn tên là gọi dược tái điển tịch. Quyển này tên là dược tái điển tịch là ghi lại cổ võ giới các loại quý báu dược liệu, mỗi một năm cũng sẽ có hàn môn trưởng lão ở phía trên tăng thêm về quý báu dược liệu mới nhất tin tức. Vương bá nhanh chóng lật xem trong tay dược tái, rất nhanh liền tìm được rồi về trăm năm 10 diệp thảo ghi lại, hắn đem vật cầm trong tay dược tái đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp thiếu gia, dược tái thượng ghi chép thượng một nhóm trăm năm 10 diệp thảo là tại 98 năm trước thành thục. Nói cách khác cái này một nhóm trăm năm 10 diệp thảo còn có 2 năm mới thành thục, cho nên Diệp thiếu gia ngài hiện tại cho dù tiến nhập đỉnh cấp thế lực một mặt, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Thần Phong nhìn Vương bá đưa cho hắn dược tái, mặt trên quả thực ghi chép có quan hệ trăm năm 10 diệp thảo tin tức, xem ra bang Hàn Sơ Tuyết giải trừ tất tử chi thuật di chứng thật đúng là cấp đừng tới. May mắn là cái này một nhóm trăm năm 10 diệp thảo còn có 2 năm tự thành thục. Nếu như vượt qua 4 năm, cái này không phải muốn nhượng Diệp Thần Phong trơ mắt nhìn Hàn Sơ Tuyết đã chết rồi sao? Cái này sẽ làm Diệp Thần Phong cảm thấy là bản thân không có bảo vệ tốt Hàn Sơ Tuyết. Thần Phong, Vương bá nói không sai, chuyện của ta không cần gấp gáp như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi một ngày một đêm, nhanh đi ăn một chút gì đi. Hàn Sơ Tuyết đúng Diệp Thần Phong nói rằng, trong lòng nàng không muốn Diệp Thần Phong vì nàng đi đỉnh cấp thế lực bên kia mạo hiểm. Dù sao đỉnh cấp thế lực đối với nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực cùng tam lưu thế lực bên này là một cái tuyệt đối thần bí tồn tại. Diệp Thần Phong nhìn đến Vương bá một sấp dày tuổi, tài mới vừa từ trong địa lao đi ra không bao lâu, lại giúp đỡ bọn họ bận rộn một ngày một đêm, già nua mặt thượng tràn đầy mệt mỏi, vì vậy hắn điểm gật đầu, đồng ý đề nghị của Hàn Sơ Tuyết, nói rằng tốt, chúng ta đây trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Diệp thiếu gia. Tiểu thư, lão nhân kia ta trước hết để cho người chuẩn bị cơm tối. Vương bá liếc nhìn bên ngoài lại sắc trời tối xuống nói rằng. Nửa giờ sau, hàn môn đại điện bên trái có cái chuyên cung trưởng môn dùng cơm gian phòng, tại trong căn phòng này đặt một cái bàn cùng có chút cái ghế. Nguyên bản Vương bá là bang Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết chuẩn bị xong bữa cơm, hắn liền muốn lui xuống, thế nhưng Diệp Thần Phong cùng Hàn Sơ Tuyết cực lực yêu cầu Vương bá cũng cùng nơi ngồi xuống ăn cơm chiều. Cuối cùng Vương bá không lay chuyển được hai người trẻ tuổi cũng chỉ có thể đủ ngồi xuống. Một ngày một đêm không có ăn bất luận cái gì đồ ăn, đang bận rộn thời gian còn không cảm thấy đói, hiện tại không rảnh rỗi, trước mặt trên bàn lại bày đầy mỹ thực. Điều này làm cho Diệp Thần Phong chúng nhân cái bụng không chịu thua kém ủng ục. Ủng ục kháng nghị, kết quả là, Diệp Thần Phong đệ nhất cái động chiếc đũa, trực tiếp hướng tới bỏ vào trong miệng một khối thịt kho tàu xương sườn, một mặt nhai. Trong miệng vừa nói, Sơ Tuyết, Vương bá. Các ngươi cũng vội vàng ăn a. Ở đây lại không có người ngoài, các ngươi tự không cần chú ý hình tượng. Vương bá cùng Hàn Sơ Tuyết cũng quả thực đói bụng, khởi điểm còn tương đối căng thẳng chậm nhai tế nuốt, nhưng khi nhìn đến Diệp Thần Phong lang thôn hổ yết dáng dấp, bọn họ hai cái gắp thức ăn tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh lên. Diệp Thần Phong tại gió cuốn mây tan một phen sau đó. Hắn từ trong lòng ngực mặt tướng vạn thánh độc điển đem ra, hắn vừa rồi đã đem nguyên bản ướt đẫm vạn thánh độc điển dùng vải lẻ lau khô. Đúng Vương bá nói rằng, Vương bá, quyển này vạn thánh độc điển có thể hay không cho ta mượn một đoạn thời gian nhìn. Vương bá trong miệng chính nhai đồ ăn ni, đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau đó, hắn vội vàng muốn tướng đồ ăn cấp nuốt vào trong bụng, thế nhưng chính xảo bất xảo sợi tổng hợp tại cổ họng trong. Điều này làm cho hắn dùng bàn tay dùng sức theo cái cổ, qua thật lâu sau đó,
hắn tài đỏ mặt tía tai tướng đồ ăn gấp nuốt trở về trong bụng, thở hổn hển hai cái. Nói rằng, Diệp thiếu gia, ngài cái này là nói cái gì lời nói? Ngài là tiểu thư nam nhân, hàn môn gì đó không tự là của ngài đồ đạc sao? Nếu là Diệp thiếu gia thích quyển này vạn thánh độc điển, sau đó quyển này vạn thánh độc điển chính là Diệp thiếu gia ngài. Diệp Thần Phong ngược lại cũng không phải một cái già mồm cãi láo người, huống hồ Vương Bá nói cũng phải sự thực, vì vậy hắn nói rằng, Vương Bá, người bây giờ thể nội thực lực cơ bản mất hết. Còn có này từ trong địa lao thả ra nhân thần trí đều không rõ lắm, ta có biện pháp giúp các ngươi khôi phục, ta sẽ lưu tại hàn môn ở cái năm sáu thiên, giúp các ngươi một đám đều khôi phục lại. Nghe vậy, Vương Bá lập tức là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn không có chút nào hoài nghi Diệp Thần Phong có không có năng lực này. Bởi vì hắn đã kiến thức qua Diệp Thần Phong thực lực, cũng nghe nói Diệp Thần Phong tại cổ võ giới sự tích, cho nên hắn đúng Diệp Thần Phong lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Một cái kình nói rằng, Diệp thiếu gia, lão đầu ta cảm tạ ngài, lão đầu ta thế này thần trí mơ hồ hàn môn đệ tử cảm tạ ngài. Diệp Thần Phong khoát tay áo nhượng Vương Bá không cần đa tạ sau đó, hắn lại bắt đầu lật lên xem trong tay vạn thánh độc điển. Vừa rồi tại phòng bếp trong sân thời gian, hắn chỉ là thô sơ giản lược lật xem thoáng cái quyển này vạn thánh độc điển. Quyển này vạn thánh độc điển trang thứ nhất ghi chép là hóa cốt phấn, trang thứ hai ghi chép là một loại tên là mê hoa hương độc dược, loại độc chất này dược là tại trong không khí truyền bá, có một loại nhàn nhạt mùi hoa vị, một khi bị người hút vào thân thể trong sau đó, đại khái chỉ cần 3 phút, hút vào giả toàn thân cao thấp thịt sẽ từ từ liệt khai. Với lại liệt khai đồ án tự tượng là một đóa hoa giống nhau, thẳng đến hút vào giả toàn thân cao thấp nở đầy hoa, thân thể văng tung tóe mà chết. Cư vạn thánh độc điển thượng ghi chép, cái này loại tên là mê hoa hương độc dược, đúng tiên thiên cảnh dưới cao thủ hữu dụng, đương nhiên cũng bao quát tiên thiên cảnh cao thủ, nói cách khác coi như là tiên thiên đỉnh phong cường giả hút vào mê hoa hương, đó cũng là tất tử không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong càng tới càng có hứng thú, chỉ cần đem những này độc dược chế tác được, đây chính là Diệp Thần Phong trong tay một chương lại một chương con bài chưa lật a. Tương lai cho dù tiến nhập đỉnh cấp thế lực một mặt cũng có đầy đủ sức mạnh. Tại nhìn xong mê hoa hương phối chế phương pháp sau, Diệp Thần Phong lại lật tới trang thứ ba, mặt trên ghi chép là một loại tên là tinh tận hoàn độc dược, đây là một loại chuyên môn đối với nam nhân độc dược. Nếu như một người nam nhân ăn vào loại độc chất này dược sau, trong cơ thể hắn hội tức khắc huyết mạch bành trướng, yêu cầu không ngừng cùng nữ nhân làm vận động, thẳng đến cuối cùng cái kia cái gì mà chết, vừa nhìn cái này loại dược hoàn tên sẽ biết. Đương nhiên vạn thánh độc điển thượng cũng rõ ràng ghi lại, đang phục dụng cái này loại dược hoàn, cái kia người nào vong thời gian, người dùng nửa người dưới vật kia, cũng hội tại một khắc kia hoàn toàn bạo liệt, đây quả thực tàn nhẫn đến cực điểm, bất quá, Diệp Thần Phong thích. Nếu có cái nào không trường mắt gì đó, đem đầu óc động đến hắn nữ nhân trên người, đến lúc đó hắn cấp đối phương dùng cái này loại dược hoàn, sau đó đem đối phương cùng một điều chó mẹ giam chung một chỗ, như vậy chẳng phải là rất thú vị. Nhưng, không thể phủ nhận chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí, có đôi khi nghĩ cách là rất nặng khẩu vị. Diệp Thần Phong không có kế tục đi xuống lật xem, mà là tướng vạn thánh độc điển đưa cho Vương Bá. Hỏi, Vương Bá, người bang ta xem một chút luyện chế những này độc dược dược liệu, cổ võ giới là không phải đều có. Vương Bá tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới vạn thánh độc điển sau, hắn bắt đầu chậm chậm lật xem lên, khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, hắn ngẩng đầu nói rằng, Diệp thiếu gia, khiến ngươi thất vọng rồi, phương diện này đại bộ phận dược liệu hình như chỉ có sinh trưởng tại thế lực cao cấp một mặt. Vương Bá lời nói này thật đúng là nhượng Diệp Thần Phong một trận thất vọng. Bất quá, hắn ngược lại nghĩ đến nếu như luyện chế vạn thánh độc điển thượng độc dược dược liệu đại bộ phận đều tại sinh trưởng tại thế lực cao cấp một mặt, như vậy nói cách khác quyển này vạn thánh độc điển có thể là đỉnh cấp thế lực bên kia kết quả, đến lúc đó đến đỉnh cấp thế lực một mặt luyện chế những này độc dược cũng giống như nhau. Giữa lúc Diệp Thần Phong tại trong lòng suy tư chi tế, Vương Bá lại lên tiếng, Diệp thiếu gia, bất quá, phía trên này có một loại độc dược dược liệu. Ta trái lại mới có thể miễn cưỡng hồi môn. Nghe vậy, Diệp Thần Phong một trận mừng rỡ, lập tức hỏi, Vương Bá, là loại nào độc dược? Vương Bá tướng vạn thánh độc điển lật khai tới đưa trả lại cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thình lình nhìn đến Vương Bá mở ra trang bìa là tinh tận hoàn trang bìa. Hắn lập tức nói rằng, Vương Bá, người giúp ta đem luyện chế loại độc chất này dược dược liệu cấp chuẩn bị xong.
Diệp Thần Phong muốn thân thủ luyện chế thử xem vạn thánh độc điển thượng độc dược, nhìn phải chăng cùng nói rõ giống nhau cường hãn. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh đang ăn cơm chiều Hàn Sơ Tuyết, nàng cai đầu dài tiến tới Diệp Thần Phong bên cạnh, tò mò hỏi, Thần Phong, người muốn luyện chế cái gì độc dược? Bởi vừa rồi tại phòng bếp trong sân thời gian, Hàn Sơ Tuyết so Diệp Thần Phong nhìn càng thô sơ giản lược, cho nên vạn thánh độc điển trong thật nhiều loại độc dược nàng đều không có nhìn tỉ mỉ. Bất quá, lúc này Hàn Sơ Tuyết là hoàn toàn nhìn cho kỹ, đương nàng nhìn thấy Tinh Tận Hoàn sau khi giới thiệu, nàng hai bên đôi má lập tức đỏ lên, thấp giọng gắt một cái, nói rằng, số lưu manh. Chương 720, thuốc thí nghiệm. Thiên Sơn Thảo, Lộc Huyết, Dương Âm Hoa, Hổ Huyết, Dương Tập Thảo đẳng 10 vị thuốc là phối trí Tinh Tận Hoàn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Bá liền tướng dược liệu cấp Diệp Thần Phong làm cho đều. Ngày hôm qua lúc ăn cơm tối bởi vì Hàn Sơ Tuyết một câu xú lưu manh, tuy rằng Diệp Thần Phong một ngày một đêm không có chợp mắt, nhưng hắn còn là nghiêm túc bang Hàn Sơ Tuyết cấp kiểm tra một phen thân thể, có thể dùng Hàn Sơ Tuyết là toàn thân không còn chút sức lực nào. Tại Hàn Môn Trung có một gian dành riêng chế thuốc thất, dù sao từng môn phái cũng sẽ luyện chế đơn giản một chút độc dược cùng cứu cấp dược vật, Vương Bá Tướng chuẩn bị xong dược liệu toàn bộ bỏ vào chế thuốc trong phòng. Diệp Thần Phong ra khỏi phòng thời gian, bị rằng có cả đêm Hàn Sơ Tuyết còn không tỉnh lại nữa ni. Cho nên Diệp Thần Phong cũng không có tướng Hàn Sơ Tuyết cấp đánh thức. Đương Diệp Thần Phong đi tới Hàn Môn chế thuốc thất thời gian, nhìn đến chế thuốc trong phòng mặt cơ bản khí cụ đều đặc biệt đầy đủ hết, trên một cái bàn đổ đầy Vương Bá thu cùng đến dược liệu, vì vậy Diệp Thần Phong liền bắt đầu luyện chế Tinh Tận Hoàn, hắn rất chờ mong vạn thánh độc điển thượng độc dược. Chỉ cần là Tinh Tận Hoàn hiệu quả cùng miêu tả không có ra vào lời nói, như vậy cái khác độc dược luyện chế ra tới khẳng định cũng cùng vạn thánh độc điển thượng miêu tả giống nhau như đúc. Căn cứ vạn thánh độc điển thượng phối trí phương pháp, Diệp Thần Phong lần lượt tướng Thiên Sơn Thảo, Lộc Huyết đẳng dược liệu án tỷ lệ hỗn hợp tại cùng nơi, luyện chế quá trình không có quá lớn trắc trở, chỉ cần có phối trí phương thuốc, dựa theo phương thuốc thượng tỷ lệ phối trí là được, cho nên nói đại khái chừng một canh giờ. Diệp Thần Phong liền đại công cáo thành. Nhìn trong tay ba khỏa dường như mạch lệ làm đại tiểu dược hoàn, Diệp Thần Phong không kịp chờ đợi đi ra chế thuốc thất, hắn vừa đi, vừa nghĩ nên muốn lấy cái gì đồ đạc tới thử một lần cái này dược hoàn hiệu quả. Uông, 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 giữa lúc Diệp Thần Phong nghĩ nhập thần thời gian, một trận ầm ĩ tiếng chó sủa bắt hắn cho lại càng hoảng sợ, phóng nhãn hướng cách đó không xa nhìn lại. Diệp Thần Phong nhìn đến phía trước một chỗ cửa viện đổi hai điều ác cẩu, chính hướng hắn dương nanh múa vuốt đồ chó sủa. Một gã Hàn Môn đệ tử vừa vặn từ phía trước đi tới, Diệp Thần Phong ngăn cản đối phương đường đi, hỏi, ai vậy sân? Cái này hai điều cẩu là ai nuôi? Cái này tên bị ngăn cản nam đệ tử. Hắn đương nhiên là biết được Diệp Thần Phong, vội vàng trả lời, Diệp tiên sinh, viện này cùng hai điều cẩu là trưởng, không, là Hàn Nghiêm Nghĩa xúc sinh kia. Có muốn hay không ta bang Diệp tiên sinh đem cái này hai điều cẩu cấp làm thịt? Nguyên bản tên đệ tử này muốn nói là trưởng môn, thế nhưng ngược lại nghĩ đến Hàn Nghiêm Nghĩa đã chết. Bây giờ Hàn Môn là Hàn Sơ Tuyết cùng Diệp Thần Phong làm chủ, cho nên hắn tài vội vàng đổi giọng. Tốt, người đi giúp người chuyện của mình đi. Diệp Thần Phong phất phất tay, trong lòng một trận mừng thầm, hắn đang giàu tìm không được thuốc thí nghiệm đối tượng ni. Cái này hai điều Hàn Nghiêm Nghĩa ác cẩu không phải vừa vặn mà. Uông, uông, uông. Đương Diệp Thần Phong đi đến cái này hai điều ác cẩu trước mặt thời gian, cái này hai điều ác cẩu là phệ càng lợi hại. Nếu như không có xích sắt buộc lại chúng nó, sợ rằng chúng nó đã sớm nhào tới Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong nhìn đến cái này hai điều ác cẩu đúng lúc là một công một mẹ, cái này càng hợp tâm ý của hắn, vừa cười vừa nói, các ngươi cái này hai đầu xúc sinh. Nếu các ngươi là bang Hàn Nghiêm Nghĩa giữ nhà, như vậy ta cũng không cần phải khách khí với các ngươi, chính cái gọi là chủ nhân trái. Chó giữ cửa còn. Nói, Diệp Thần Phong thể nội linh hồn lực phóng ra ngoài, lợi dụng linh hồn lực khống chế được trước mặt hai điều ác cẩu, từ trong lòng ngực mặt lấy ra một khỏa tinh tận hoàn, nhét vào cái kia công cẩu trong miệng, sau đó giải khai công cẩu xích sắt, tướng này công cẩu thuyên cách này điều chó mẹ xa một ít. Diệp Thần Phong cái này mới đưa linh hồn lực thu hồi thể nội. Tại tướng linh hồn lực thu hồi thể nội sau, cái này hai điều ác cẩu lập tức lại đồ chó sủa lên, Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Vương Lực nhìn đến Diệp Thần Phong sau, ba người bọn hắn lập tức hướng tới bên này đã đi tới. Thần Phong,
ngươi hai ngày này đang làm gì? Chúng ta thế nào đều không nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Đúng, ngươi ở nơi này quan sát hai điều cẩu để làm chi? Tôn Hằng Phi nhìn không được tò mò nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tôn Hằng Phi vai, nói rằng, các ngươi tới đến vừa vặn, ta cái này không phải tại cái này hai điều cẩu trên người thuốc thí nghiệm ni mà. Đợi một lát các ngươi là có thể nhìn đến một hồi đặc sắc tuyệt luân vở kịch hay. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện cái kia công cẩu có cái gì không đúng sao? Bị Diệp Thần Phong như thế vừa đề tỉnh, Tôn Hằng Phi đám ba người mới phát hiện cái kia công cẩu nhìn qua hình như thở hổn hển, thân thể một cái kình muốn hướng tới mặt khác một điều chó mẹ bên kia dựa vào, đáng tiếc là Diệp Thần Phong đem công cẩu xích sắt thuyên xa một ít. Cho nên này công cẩu vô luận như thế nào cũng xúc không gặp được mặt khác một điều chó mẹ. Diệp thiếu, này công cẩu hình như có chút phát cuồng dấu hiệu. Vương Lực nhìn cái kia công cẩu nói rằng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói, các ngươi nhìn cái kia công cẩu phía dưới. Nghe xong Diệp Thần Phong lời nói sau, Tôn Hằng Phi đám ba người không nén nổi hướng tới công cẩu phía dưới nhìn thoáng qua, trong đó Tôn Hiểu Lệ lập tức thẹn cái đầy mặt đỏ bừng, bởi vì nàng nhìn đến này công cẩu đồ chơi kia tráng kiện không gì sánh được. Thần Phong, ngươi là cấp con chó này đút thuốc gì? Ngươi ở đây thử giữa nam nữ ở trên giường dược vật. Ngươi lẽ nào phương diện kia năng lực không được, ta xem ngươi thân thể thẳng cường tráng a, ngươi không thể có thể không được. Tôn Hằng Phi vẻ mặt nghi ngờ nói rằng. Diệp Thần Phong đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, ngươi cho là ta hội không được sao? Đợi một lát các ngươi nhìn chỉ biết ta cấp con chó này này là thuốc gì. Nói, Diệp Thần Phong tướng buộc lại công cẩu xích sắt cấp buông lỏng ra, tại xích sắt buông ra trong nháy mắt, cái kia công cẩu mù quáng hướng chó mẹ chạy vội đã qua, kết quả khó coi hình ảnh phát sinh, công cẩu từ phía sau gác lên chó mẹ thân thể. Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực đảo hoàn hảo, dù sao bọn họ hai cái là nam nhân, chỉ là Tôn Hiểu Lệ trên gương mặt đỏ ửng là càng ngày càng nồng đậm, trong miệng không nén nổi mắng, nam nhân không có một cái là đồ tốt. Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực là âm thầm kêu oan a. Bọn họ chỉ là tới tấu vô giúp vui mà thôi, căn bản không biết Diệp Thần Phong đang thử cái này loại dược, có thể theo thời gian trôi qua, Tôn Hằng Phi chúng nhân phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia công cẩu thậm chí ngay cả tiếp theo nằm úp sấp có mười mấy phút, với lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia công cẩu cổ họng trong phát sinh thống khổ nức nở thanh, có thể là động tác của hắn nhưng không có ngừng. Điều này làm cho Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực âm thầm cảm thán Diệp Thần Phong loại dược có phần cũng cường hãn. Bọn họ nghĩ ở trong lòng chờ sau này lão, nhất định muốn hỏi Diệp Thần Phong muốn một ít cái này loại trên giường chi dược. Thế nhưng đương Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực vừa nghĩ ở trong lòng cho tới khi nào xong thôi, cái kia công cẩu đình chỉ động tác, thân thể trực tiếp từ chó mẹ trên người ngã xuống, năm chân chiêu thiên té trên mặt đất co quắp, khẩu trung vậy mà hộc ra bọt màu trắng tới, tiếp theo, càng không thể tưởng tượng nổi tựa như một màn phát sinh. Chỉ nghe thấy phanh, một tiếng, cái kia công cẩu đồ chơi kia trực tiếp bạo liệt ra, theo bạo liệt thanh vang lên, cái kia công cẩu là hoàn toàn đi gặp Diêm Vương ra. Mà cái kia chó mẹ ngoại trừ tinh thần có chút huệ oải ở ngoài, trái lại không có mạng sống nguy hiểm, cho nên có một câu nói là nói đặc biệt có đạo lý, chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh xấu địa. Nhìn một màn này sau, Diệp Thần Phong đúng câu nói này hiểu là càng thấu triệt. Tinh tận hoàn dược hiệu cùng vạn thánh độc điển thượng miêu tả giống nhau như đúc, điều này làm cho Diệp Thần Phong đúng vạn thánh độc điển thượng còn lại độc dược là càng cảm thấy hứng thú, nhìn một bên đờ đẫn Tôn Hằng Phi chúng nhân. Hắn tướng tinh tận hoàn sự tình nói với bọn họ một lần. Đương Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực nghe được tinh tận hoàn, là làm cho nam nhân cái kia người nào vong, sau đó liền nửa người dưới đồ chơi kia cũng sẽ bạo liệt thời gian, bọn họ không nén nổi cảm giác đúng quần trong lạnh siêu siêu, bọn họ vừa rồi thế nhưng còn đang suy nghĩ chờ sau này muốn hỏi Diệp Thần Phong làm một ít cái này loại dược vật, bọn họ hai cái tại thấy được cái kia công cẩu kết cục sau. Trong đầu dường như có thể ảo tưởng đến bản thân nửa người dưới bạo liệt hình ảnh, cái này để cho bọn họ hoa cúc căng thẳng. Trên người khởi một thân nổi da gà. Diệp Thần Phong phảng phất là đoán được Tôn Hằng Phi cùng Vương Lực ý nghĩ trong lòng, hắn từ trong lòng ngực mặt móc ra mặt khác hai khỏa tinh tận hoàn, vừa cười vừa nói, Hằng Phi, Vương Lực, hai người các ngươi có muốn thử một chút hay không cái này loại dược hoàn. Thế nhưng rất thoải mái nga. Thần Phong. Cầm cái này dược hoàn cách ta xa một chút. Tôn Hằng Phi cấp vội vàng lui về phía sau hai bước nói rằng.
Vương Lực cùng Tôn Hằng Phi phản ứng cũng không sai biệt lắm, cổ họng trong khô khan nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, Diệp thiếu, ta không cần phải. Diệp Thần Phong tướng tinh tận hoàn thu vào, bĩu môi mong chờ nói rằng, hai người các ngươi bất thức hóa ra hỏa, cái này loại dược hoàn là đối phó này dám đối với nữ nhân chúng ta động ý biến thái nam nhân, đến lúc đó cấp đối phương này hai khỏa tinh tận hoàn, đem đối phương cùng chó mẹ hoặc là lợn mẹ giam chung một chỗ, như vậy cam đoan có thể để cho bọn họ thoải mái ông trời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.